em giờ ship Cà Mau sợ không ship được nữa em. Bưu cục sợ nó không nhận nữa. Giờ ship Cà Mau sợ bưu cục nó không nhận nữa em à. Rồi, hello. Ủa, chết bà rồi, bên đây bị ẩn comment rồi. Hoài chỉ nhận đơn khách trong tỉnh thôi mấy chị. Khách trong tỉnh Bình Thuận thôi nha. Hoặc là khách ghé thôi. Chứ bây giờ mà khách ship ở các tỉnh xa thì sợ bưu cục nó không có nhận đơn nữa rồi. Mà nó nhận đơn thì sợ nó phát không có kịp á. Rồi, các chị. Chị đã xem được livestream mấy chị chấm bài lên giúp mày nha. Xem được livestream mấy chị chấm bài lên đi, hoặc xả cho mấy chị 5.000, mấy chị chờ xíu đi. Rồi mấy chị chấm bài lên đi mấy chị ơi. Rồi hello Lê Thị Mỹ Chi, Như Ý, Đặng Đạt, Villa này. Rồi mọi người ơi chấm bài lên nha, chấm bài lên. Không biết là đi hôm nay có nhận khách Cà Mau được không, cũng không biết luôn. Nhiều khi ráng ráng thì cũng được. Ráng ráng hơn xui à, hơn xui à. Rồi, nói chung là giờ phụ thuộc vào bưu cục à. Mấy chị chờ hàng xíu nha, mấy chị chia sẻ lên giúp Hoàng. Chia sẻ lên giúp Hoàng nha mấy chị nha. Dạ không chị, 60kg không vừa chị ơi, 60kg không vừa chị. Cỡ tầm 5 mấy ký à. 5k khi nào mới đủ 100? 5k mua 20 cái em. 5k thì mua 20 cái. Rồi mấy chị chấm bài lên giúp Hoàng nha. Chờ Hoàng xíu nè. 5.000 thì mình mua 20 cái là 100.000 chứ có gì đâu. Sữa tắm con ngựa còn em, sữa tắm con ngựa còn. Sữa tắm có chết rồi, bị ẩn comment rồi, không có nhìn thấy comment gì hết trơn mấy chị ơi, buồn ghê hè. Rồi ok mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chấm bài lên giúp Hoàng. Hôm nay là Hoàng cố gắng. Năm nay Hoàng bán ế quá mấy chị. Năm nay bán ế quá. Năm nay bán ế quá cho nên là phải sell hết. Rồi mấy chị chăm bài lên cho Hoàng cho mấy chị nha. Nha mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ 5 lần với Hoài. Chia sẻ 5 lần Hoài mới chốt hàng 5.000 nha mấy chị nha. Chị có ngố mặt cười không hả? Còn sót ít bộ em. Ngố mặt cười chị còn sót ít bộ em à. Ngố mặt cười là chị còn sót ít bộ. Rồi mấy chị chia sẻ 5 nhóm nha. 5 hội nhóm hoặc là 5 lần trang cá nhân. Hoài mới chốt cho các chị là giá 5.000 đồng nha. Chị nào mà mình không chia sẻ là Hoài, bên Hoài sẽ không có chốt với chị nha. Mấy chị nhớ nha, không chia sẻ thì không chốt hàng 5.000. Có qua có lại mới tại lòng nhau chứ mấy chị ha. Bán lỗ cho mấy chị 5.000 thì buộc lòng mấy chị phải chia sẻ rồi mới chốt. Còn không chia sẻ thì là tất nhiên là sẽ không được chốt rồi em. Rồi ok chưa, cho em xem gố mặt cười hả? Rồi ok. Rồi nha, chia sẻ livestream mấy chị nha. Hoàng sẽ lên đồ 5.000. Bộ ngố mặt cười nè em nè. Ngố mặt cười hình như cái bộ này bộ dài sao chứ, hay là bộ ngố. À bộ này bộ ngố mặt cười nè. Ngố mặt cười nha. Mà ngố mặt cười này hồi bữa giá nhiêu cũng quên mất tiêu luôn. Ngố mặt cười không biết nhiêu nữa, quên mất tiêu luôn. Rồi cái đây là bộ ngố mặt cười này. Mà hình như còn được đúng mỗi cái màu đỏ này thôi à. Dưới 60kg trở lại nha. À, bộ ngố mặt cười này thấy ở shop Shopee Lazada nó bán 100 mấy đây. Mà Hoàng cũng không biết rồi, không biết nữa. Không biết giá, không biết giá hồi bữa nhiêu thảo. Quên mất tiêu luôn. Cái này nè.
còn cái bị hàng nữa không, tự nhiên quên mất tiêu cái gố mà cười luôn. Năm này nhiều hàng quá nó bên luôn mấy chị. Đó là coi thử là thằng xe mấy chị nhiêu nha. Dưới 60kg mặt vừa ngố mặt cười nha. Dưới 60kg mặt vừa. Dưới 60kg mặt vừa. Đây 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 em ơi. Đây đây đây. Cái đó là bộ dài. Rồi mấy chị, đây ngố mặt cười đây nha. Còn mấy bộ này hoàng xe mấy chị luôn. 48.000 bộ ngố mặt cười dưới 60kg mặt vừa nha. Hình như còn sót mỗi cái mẫu này, hình như bữa hằng bà chị bán là 55 hay 59 gì đúng không? 55 hay 59 gì đó mình bán cho bán Nguyễn Tuân đó đúng không? Giờ xả mấy chị 48.000 luôn. Rồi xả 48.000. Đây là ngố mặt cười nha. Còn được đúng một cái màu ngố mặt cười thôi. Rồi đây chị nào lấy chốt hoàng là ngố. Dưới 60kg mặt rất là đẹp. Quần ngố là mình có túi luôn. Rồi dài qua đầu gối, quần có túi siêu phẩm luôn nha. Đây nè mấy chị nè, dày, quần rất là dày luôn. Ok chưa? Chị nào lấy ngố mặt cười thì mình chốt đi giúp hoàng ngố mặt cười. Tự nhiên cái tay nó bị tưa ra đây ta ơi. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ lên, hồi sẽ lên đồ 5.000 cho mấy chị ha. Ngố mặt cười đó em ơi. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ livestream đi giúp em sẽ lên đồ 5.000 nữa mấy chị ha. Đồ 5.000 nha. 5.000 là chia sẻ livestream giúp Hoàng là 5 lần mấy chị nha, trang cá nhân hoặc là hội nhóm. Bên đây nó hiển thị, tại vì Hoàng dùng phần mềm nè mấy chị nè, Hoàng dùng phần mềm. Mấy chị nào mà có chia sẻ livestream thì nó sẽ hiển thị là chia sẻ livestream. Chị nào chia sẻ nhiều thì nó hiện nhiều. Ví dụ như mấy chị mà chia sẻ một lần nó ghi là cộng 1, mấy chị chia sẻ cộng 2, chia sẻ 2 lần nó ghi cộng 2. Chốt đồ 5.000 là bắt buộc mấy chị phải chia sẻ livestream. Nếu như không chia sẻ livestream này Hoàng chốt đồ bằng máy mấy chị nha. Hoàng thấy hết là sẽ không chốt được hàng mấy chị, tại 5.000 là bán lỗ mà. Rồi, bây giờ Hoàng lên luôn đồ 5.000 cho các tình yêu nhà mình nha. Rồi một bộ bi 5.000 nè. Vải lụa hàng Babydoll đẹp chưa ha. Rồi, chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Bi 5.000, mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là bi xanh 5.000 nha. Bi xanh 5.000. Form này cỡ 55-56kg trở lại mặt vừa. 55-56kg trở lại mặt vừa mấy chị ơi. Rồi, sữa tắm con cá ngựa cái đó. Chút nữa chị like em. Chút nữa chị like. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bi xanh 5.000 nha. Chị nào lấy bi xanh 5.000 chốt đi giúp Hoàng bi xanh 5.000. Nhớ là chia sẻ 5 lần. Mấy chị ha, chia sẻ 5 lần tại Hoàng bán 5.000 là mấy cái đồ còn sót lại vậy nè. Rồi Hoàng bán giá lỗ 5.000 mà để kéo tương tác á, chứ sợ mình nghỉ Tết lâu quá thì cái thời gian tương tác nó bị mất á. Mất đi xong rồi Hoàng xả cho mấy chị luôn ha. Rồi chị nào lấy bi xanh 5.000 comment đi giúp Hoàng là bi xanh 5.000 nha. Rồi bi xanh 5.000 mấy chị chia sẻ livestream giúp Hoàng là 5 hội nhóm nha. 5 hội nhóm hoặc là 5 lần trang cá nhân rồi mình mới được chốt hàng nha. Bi xanh mấy chị nè, bi xanh nha. Rồi ok, bi xanh cho con bé Ánh Thùy Nguyễn nè. Bi xanh cho Ánh Thùy Nguyễn ok nè. Bi xanh cho Ánh Thùy Nguyễn ok nè. Mấy chị nè tiếp tục nha. Bi xanh cho Ánh Thùy Nguyễn nè mấy chị, tiếp tục nè mấy chị nè. Một cái quần này nè mấy chị nè, quần sọc nha. Dưới 60kg mang vừa. 58-60kg trở lại gì đó mang vừa. Mấy chị chốt Hoàng là quần sọc 5.000 nha. Những cái đồ mà còn sót lại một hai cái Hoàng lấy ra Hoàng bán cho mấy chị 5.000 hết. Mấy chị chia sẻ livestream giúp Hoàng 5 lần trang cá nhân nha, hoặc là hội nhóm mình mới bắt đầu chốt với chị nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là quần sọc 5.000 nha. Và đặc biệt là Hoàng chỉ nhận đơn trong khách ở trong tỉnh Bình Thuận thôi, chứ bây giờ mà các tỉnh khác á, thì sợ mấy tỉnh khác ví dụ như Hồ Chí Minh hay là Long An gần gần á, thì còn chốt được, nhưng mà trong livestream này thôi, chứ qua hôm sau là coi chừng không chốt được nữa, tại vì hôm nay 21 rồi hả, hôm nay 21 rồi đó đi hả, hôm nay 22 rồi hả thơ. Rồi cái này là quần sọc 5.000 nè. Rồi chia sẻ 5 lần nha, mỗi chị được mua nhiều lần lắm. Quần sọc 5.000 cho Thanh Thanh nè. Rồi khách mới là lên cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ nha em nha. Rồi quần sọc 5.000 cho Thanh Thanh ok này. Khách mới lên số điện thoại địa chỉ đi. Trà Vinh có bán cho em không? Không đâu em, Trà Vinh xa lắm không có chốt đơn được em ơi. Trà Vinh ra ngoài ngày mới mua được em. Rồi Thanh Thanh khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ xem thử là có ship được không em nha. Ship được rồi mình mới chốt hàng nha. Rồi mấy chị nè, cái này là mấy chị chốt Hoàng là quần loan 5.000. Quần loan 5.000 nha mấy chị nha. Form dưới 60kg mang vừa. Quần đây, quần loan 5.000. Ở dưới bao ống này. Cái này là 65kg cũng mặc vừa nữa chứ không phải 60 mấy chị nè. Cái form này nó bự lắm nè. Form này rất là bự da 5.000. Chị nào lấy chốt Hoàng là quần loan 5.000 nha. Loan 5.000. Rồi chia sẻ 5 lần trang cá nhân là mình sẽ được chốt thôi mấy chị nha. Rồi Hoàng xã hôm nay xã rất là nhiều đồ luôn, đã lắm. Rồi loan 5.000 ok cho Như Ý Đặng nè. Loan 5.000 nha. Còn nhiều đồ 5.000 lắm mấy chị ơi. Hoàng bán rất là nhiều sản phẩm 5.000. Mấy chị chia sẻ livestream giúp Hoàng nha. Chia sẻ livestream giúp Hoàng nha mấy chị nha.
Tại năm nay Hoàng nói thẳng ra là năm nay Hoàng bán dở quá. Năm nay bán dở quá, ế quá, xả lỗ luôn mấy chị. Bán ế quá, năm nay bán dở ẹt luôn. Năm nay là bán hả 113 lượt chia sẻ nè mấy chị. Chia sẻ thêm đi mấy chị ơi. Khách cũ mà chị em ở Bình Thuận hả? Thanh Thanh khách cũ ở Bình Thuận hả? Là Thanh Thanh khách cũ Bình Thuận hả? Rồi ok. Là ở bên Hồng gì đó, Hò gì đó hả? Hồng Sơn gì đó hả em? Mới hồi tối đi cái đơn hàng đúng không? Bộ này mấy chị nè, bộ này là dưới 55kg mặt vừa bán mấy chị 5.000 luôn. Bộ đáp 5.000 nha, bộ loan đi ha, bộ loan Adidas. Cái này là bé từ 35kg đến mấy chị dưới 52kg mặt rất là đẹp luôn nha. Quần có bò ống luôn, bộ xịn luôn mà. Bộ này mấy chị nè, 5.000. Rồi bán là bán lỗ, trời ơi là trời. Cho nên là chia sẻ giúp Hoàng 5 lần trang cá nhân nha. 5 lần trang cá nhân hoặc hội nhóm mình mới chốt đồ 5.000. Tại bán 5.000 là bán lỗ nha. Rồi chị đâu lái chốt hàng là bộ loan này 5.000 đẹp ha, đúng ha, nhìn xịn sò ha. Bộ loan 5.000 nha mấy chị nha. Cà Mau thì không nhận đơn được đâu mấy chị ơi, tại vì bây giờ nhận đơn á thì khách cũ thôi, chứ khách mới em không dám nhận đơn ở xa đâu, là mấy chị không có nghe máy nhận hàng, tốn tiền ship, tốn tiền sức nữa. Rồi đây chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là bộ loan 5.000, mà chỉ phục vụ khách ghé shop hoặc là mấy chị khách cũ á, mà ở xa thì là còn chốt được. Cô chủ nhỏ có phải là con bé ít mị không? Cô chủ nhỏ này khách mới hả? Rồi đúng rồi đúng rồi, bộ loan 5.000 mấy chị nha. Rồi bây giờ mấy chị chia sẻ livestream giúp em. Biết sao mình phải chia sẻ livestream thì em mới bán đồ 5.000. Vì bán 5.000 là em bán lỗ mấy chị. Bán 5.000 là em bán lỗ bộ. Bán lỗ để mà kéo tương tác nè mấy chị nè. Chứ đồ chi mà có 5.000. Trời ơi 5.000 mà như vậy luôn em cũng mua nữa. Em mua luôn 1.000.000 cái nữa. Thiệt luôn á, em bán lỗ mấy chị. Bán lỗ. Ủa cô chủ nhỏ này là ít mị á hả? Là ngày hôm qua em có đơn rồi hả? Rồi mấy chị nhớ chia sẻ, bên bấy Hoàng nó hiển thị những người chia sẻ là bên đây Hoàng mới chốt mấy chị. Còn ví dụ như mấy chị mà không có hiện người chia sẻ là Hoàng không có chốt đâu mấy chị ơi. Rồi nha, bộ loan 5.000 mấy chị nha. Bộ loan ok cho dung vỏ 5.000 nè. Bộ loan này cho dung vỏ này không phải chị hả? Rồi ok, à khách mới ha. Rồi tiếp tục mấy chị nè, một quần lính 5.000 nha. Quần lính này 5.000 mấy chị ơi, lính 5.000 nha. Form này là đến 65-67kg mặt cũng vừa nữa. Shop em ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mấy chị ơi. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi lính 5.000 mấy chị, comment lên giúp Hoàng là lính 5.000 nha. Cưng hen có 5.000 bạc à. Lính 5.000 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là lính 5.000 nha. Cái này là Hoàng bán lỗ để kéo tương tác mấy chị. Tại vì mình sợ mình nghỉ Tết lâu quá mà mình không có livestream á là Facebook mình nó sẽ mất tương tác á, nên là Hoàng xả đại vậy đó. Với lại năm nay á hả, Hoàng hết đi chơi được rồi. Rồi chị nào lái chốt Hoàng, lính ok cho cô Nga Trần nè. Lính cho cô Nga Trần 5.000 nè mấy chị nè. Hàng 5.000 nè, em chỉ sót mỗi thứ có một cái thôi, mấy chị phải chốt nhanh. Chia sẻ rẹt rẹt xong vô chốt liền nghe. Rồi cái này là chốt Hoàng là đùi rinh 5.000. Form đùi rinh này dưới 60kg mặt vừa xem mấy chị 5.000 luôn. Chị nào lấy đùi rinh chốt Hoàng đùi rinh. Xong chị nào mình muốn xem cái gì á thì mình nói thằng like cho. Bây giờ Hoàng có áo khoác, rồi có bộ áo khoác, rồi có đồ ngố, rồi có bộ loan, rồi á hả có quần u mì, có đầm, có áo tay dài, nói chung là có nhiều thứ lắm mấy chị ha, có bộ 3D luôn, nhiều thứ lắm. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là đùi 5.000 nha. Đùi rinh 5.000 mấy chị chốt lên mấy chị ơi, đùi rinh 5.000 nha. Đùi rinh 5.000 Hoàng chỉ nhận đơn trong khách Bình Thuận thôi mấy chị. Chị nào mà mình ngoài tỉnh á thì Hoàng không có nhận mấy chị nha. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là quần đùi 5.000 nha. Quần đùi rinh 5.000. Rồi đùi rinh cho chị Cúc Nguyễn 5.000 nè. Ok nè, đùi rinh cho chị Cúc Nguyễn 5.000 nha. Bây giờ mà khách ngoài tỉnh là mình nhận thì biết khi mua sợ. Trời cái đầm đẹp chưa à, bán luôn 5.000 luôn. Cái đầm này sót lại đúng không, dễ thương ha. Ha, trời cái đầm cưng hết sức luôn, cái đầm thiết kế luôn, vô mê rồi đó. Rồi form này mấy chị, cỡ tầm 57kg trở lại mặt đẹp nha. Đầm thiết kế đàng hoàng, có mút ngực luôn. Ở phía đằng sau là nhúng luôn, xịn sò lắm nha, vải lụa nha. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là đầm 5.000 luôn. Đầm 5.000 ha, đầm 5.000 nha. Rồi mấy chị muốn xem cái hàng gì mấy chị comment lên Hoàng cho xem. Tại hôm nay nhiều đồ lắm. Nói chung là kho hàng đang rất là nhiều luôn mấy chị, Hoàng xả mấy chị luôn á. Rồi chị nào lái chốt đây giúp Hoàng là đầm 5.000 nha. Đây, đầm hồng 5.000 mấy chị chốt đi giúp Hoàng. Đầm hồng 5.000 nha mấy chị nha, đẹp ha. Có 5.000 là bán lỗ á, chàng ơi. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là đầm 5.000 nha. Đầm 5.000 mà mấy chị phải chia sẻ Hoàng mới chốt nha. Chị nào không chia sẻ là không chốt được. Tại vì không chia sẻ thì mấy chị có comment Hoàng cũng không có chốt mấy chị nha. Không chia sẻ là có comment Hoàng cũng không có chốt. Đặc
biệt là mấy chị phải ở trong tỉnh Bình Thuận thì chốt cho dễ nha, mấy chị ở ngoài tỉnh là không lên đơn được đâu mấy chị ơi. Có 153 lượt chia sẻ à, buồn ờm. Rồi đầm 5.000 nè, ok cho duyên đoàn nè. Mấy chị khách mới á, cho em địa chỉ luôn mấy chị nha. Cho em địa chỉ luôn để em xem thử là khu vực đó em có nhận đơn được á thì em sẽ báo mấy chị ha. Còn nếu như không nhận đơn được thì em sẽ báo mấy chị luôn. À vô có mấy bộ mình mới về á, mình để bán đầu pha xuân mai đây giúp chị cái đầm Mickey á, quay mấy cái bộ chi chi đó. Mấy cái bộ mình mới về chuột chiếc rồi đó tùm lum hết á. Rồi mấy chị nè, rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái mẫu này nha. Duyên đoàn khách mới cho hàng số điện thoại địa chỉ luôn đi em. Rồi còn hai cái đầm này hàng xả rẻ cho mấy chị luôn nè. Xả rẻ cho mấy chị đầu livestream nha, còn có hai cái xả rẻ luôn. Đầm này là trước hàng bán 35 Đồng Nai hả, cho địa chỉ luôn đi em. Cho địa chỉ luôn mấy chị, để Hoàng xem thử là khu vực đó mình có nhận đơn được không á. Đây mấy chị nè. Rồi đây cái đầm này nè, giờ Hoàng xem mấy chị luôn. Đầm hoa nha, form này là dưới 60kg mặt vừa luôn, Hoàng xem mấy chị 20.000. Xem mấy chị 20.000 nha, chất vải nè. Nè đẹp chưa, dưới 60kg mang vừa chốt Hoàng là đầm hoa 20.000. Form đầm suông nha, rất là đẹp luôn. Cái đầm này Hoàng bán là 35.000 nha, giờ Hoàng xem mấy chị 20.000 thôi. Chị nào lấy chốt Hoàng là đầm hoa 20.000. Đầm hoa 20.000 chốt đơn mấy chị nha. Đầm hoa 20.000 chốt đơn. Đắk Lắk thì không ship được đâu em. Đầm hoa 20.000 nha. Đây, rất là đẹp luôn. Vải nó cũng xịn luôn nha. Dưới 60kg là mặt vườn. Đầm hoa 20.000 mấy chị chốt đơn đi với Hoàng. Hoàng cũng nói chung là cũng có dép búp bê tùm lum hết. Bữa nay em like bữa cuối nghỉ Tết luôn hả? Mà chị cũng muốn like lắm á, tại vì thấy hàng nhiều quá nó đang sốt ruột luôn á. Rồi ok nè, duyên đoàn này là kết thúc like là phải chốt luôn. Rồi em còn một cái đầm hoa nè, chị nào lái chốt cho giúp Hoàng là đầm hoa 20.000. Hàng đầm này là đầm thiết kế xịn nha, dưới 60kg là mang vừa, rất là xịn luôn mọi người. Trước em bán là 35.000, ngay giờ em xả mấy chị luôn. Chị nào lấy đầm hoa mấy chị chốt cho giúp em là đầm hoa nha. Bưu điện em tới 27 mới nghĩ sao em không bán luôn, tới 27 luôn. Ngoài chị á thì rồi mấy chị nè, em còn sót mấy bộ gấu này em xả luôn mấy chị này. Gấu 3D hàng rất là đẹp nha. Cái áo khoác hồng trên xào em rồi, ok đợi em xíu chị áo khoác hồng trên xào vô. Rồi cái bộ gấu 3D nha, trước là em bán 45.000 mấy chị. Bây giờ Hoàng sale cho mấy chị giá sốc nè. Trời ơi bộ này 60kg, hơn 60kg cũng mặc vừa ông ơi, to ha. Rồi chị nào lấy chốt ha, gấu hồng Hoàng sale mấy chị giá sốc luôn 33.000 thôi. Gấu hồng 33.000 chốt đơn mấy chị, form rất là to. Em nghĩ trước Tết để sát đít không ai. Rồi mấy chị chốt lại giúp Hoàng nè mấy chị nè ha. Chị nào lái chốt lại giúp Hoàng là gấu hồng 33.000, thun lạnh 3D cao cấp nha. Bộ gấu này vải rất là xịn luôn mấy chị, vải xịn cực kỳ. Hoàng xả luôn á nha, trời cưng ha. Vải mát mịn luôn mấy chị ơi, vải rất đẹp luôn nha. Không mua tiếc lắm mấy chị, đầu năm có ai bán đâu. Gấu hồng đúng rồi, bộ gấu hồng đẹp lắm đúng rồi. Ra xe nó đúng rồi, gấu hồng này đẹp lắm. Gấu hồng ok cho cô Nga Trần một bộ này. Trời em nói em bán lỗ không mấy chị tin không. Rồi một bộ gấu hồng là ok cho bà bé Như Ý Đặng này. Hoài còn 2-3 bộ gấu hồng nữa, chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là gấu hồng nha. Rồi ok áo khoác sọc sao hả, chờ em tí mấy chị, chờ em tí rồi em lấy cho. Lấy áo khoác sọc cho Dung mở comment đây nè. Ok này một bộ gấu hồng này cho Trinh Nguyễn này. Coi comment. Rồi ok gấu hồng cho Trinh Nguyễn có 33.000. Mà bộ này đẹp lắm mấy chị, em nói thật luôn á, bộ này đẹp lắm. Cái đây là áo khoác chống nắng mấy chị. Mấy bữa em bắt mấy chị là phải mua lại nhiêu cái ta? Mua là phải tầm là 2, một cái này là mình sale là giá. Rồi bây giờ Hằng sale luôn cho mấy chị luôn. Một cái áo khoác chống nắng màu hồng mấy chị nè. Rồi em sale cho mấy chị giá sốc luôn nha, 60.000 luôn. Rồi vừa bán vừa tặng mấy chị, áo khoác đẹp lắm. Form này là 40kg đến form này là từ bao nhiêu coi, em nói lộn mấy chị, 50kg cho đến là 67-68kg cũng mặc vừa. Em 70kg em mặc vừa nè, áo khoác chống nắng mấy chị nha. Rồi chị nào lái chốt em là khoác hồng mấy chị, khoác hồng 60.000 chốt đơn. Áo khoác chống nắng nha, hai túi hai bên này là có dây kéo bảo vệ hết. Bên trong này mình có cái túi trong là chích bà rồi, em kéo nó bị lộn cụi rồi. Rồi chị nào lái chốt em gấu hồng ok cho Tuyền Bích nè, gấu hồng cho Tuyền Bích. Rồi chị nào lái chốt em là khoác hồng nha. Mà tổ cha nó lấy cái kéo chị cắt luôn cái mạc này luôn quá hả, nó bị dính à, được rồi. Chị nào lái chốt và có đầm hoa rồi, khoác hồng chốt ok cho chị Tâm Huỳnh, em sale 60.000 nha. Áo rất là dày và xịn mấy chị nha, có túi khoác trong, có tông trong luôn này,
túi trong á, túi trong á. Rồi ok nè, cho chị Tâm Huỳnh nè, 60.000. Đầm hoa con chốt cho cô rồi, đầm hoa con chốt cho cô rồi. Một cái khoác beo mấy chị nè. Mấy chị thích xem gì mấy chị nói, tại hôm nay là em rảnh rồi. Rồi khoác beo cưng ha. Khoác beo đẹp hen. Mà mấy chị ơi, khoác beo này nó hợp với bé hơn là hợp với mình nha. Cái này chị nào là nhỏ con mà đúng rồi, chính xác. Hoàng nói đâu sai, nó thấy chữ baby không? Thấy chữ baby không? Baby là bé nè mấy chị nè. Ha, cái này nha. Cái này là bé nhỏ nhỏ. Nói chung là nếu như mấy chị có em bé mà cỡ tầm 40kg trở lại đó. Rồi nó mặc với quần legging xong nó mặc cái này rất là đẹp luôn. Bên trong này, lớp ngoài là hả nhung beo nha. Lớp ngoài là nhung beo hàng này Quảng Châu, còn lớp bên trong này. Hoàng xem mấy chị giá sốc luôn nè. Mấy chị nghe giá sao mấy chị xỉu luôn, 60.000 luôn. 60.000 luôn mấy chị, chốt hoàng là khoác beo. Đây là hàng Quảng Châu mấy chị nè, hai cái mạc nha. Rồi chị nào không lấy xiết ráng chịu luôn á, không bao giờ có cái giá này luôn, nhìn nè. Các chị nhìn thấy chưa? Đẹp không? Rồi ok nè, khoác beo nha. Khoác beo 60.000 ok cho Nguyễn Ngọc Thúy. Ok cho Nguyễn Ngọc Thúy đẹp ha. Rồi cái hàng gì mà đẹp đẹp á còn sót á mình lôi ra mình sale cho khách đi. Mấy chị thích xem áo khoác chống nắng nữa nói Hoài nha. Áo khoác chống nắng là Hoàng cũng đang còn á. Áo khoác chống nắng và mấy cái áo khoác thiết kế còn á mang ra. Chị nào lấy gấu hồng để chốt Hoàng gấu hồng. Bộ gấu hồng này thứ nhất là phôm nó bự nè, mặc sướng lắm, 33.000 bạc thôi. Chị nào lấy chốt Hoàng là gấu hồng nha. Thun 3D cao cấp còn hai bộ nữa. Chị nào vào sau mình chưa chốt được mình chốt. Ê chết mẹ rồi, trong đây lộn bộ lửng qua nữa rồi. Coi đi em, coi mấy bộ kia nha. À, chút nữa rảnh em phải phân ra. Tại vì bữa chị nhập cái gấu này là chị nhập á hả là lửng và đùi luôn. Nhưng mà về tụi em không biết, tụi em thấy khác giá mà tụi em không để ý, tụi em lại xếp em màu rồi. Ba lửng này là Hoàng xem mấy chị là lửng đúng không? Lửng là sale 35.000 luôn mấy chị. Lửng là sale 35.000 luôn. Lửng nha. Bữa là chị nhập về là bà xưởng bà xã là vừa có lửng vừa có đùi luôn, hiểu không? Mình bán đồ rẻ ghê mà hôm qua mua đồ test cho con nó bán mắc như quỷ thiệt luôn á. Phát sọc phải rồi, ok ok. Rồi kiểm tra nha. Chút nữa là tụi em rảnh là tụi em nhớ kiểm tra cái này nè. Xong lấy cái bút xanh đó vô. Mình cái lóc nào đùi em ghi đùi, lóc nào dài em ghi dài. Á quên, lúc nào lỡ em ghi lỡ nghe. Chứ không bị lộn rồi nè. Bữa về chị quên nói với tụi em mất tiêu. Là cái này của mình là chị nhập hai loại lận y như vậy, nhưng mà cái loại lửng là nó mắc tiền hơn cái đùi, mắc tiền hơn cái đùi. Tại vì bữa em không nhìn thấy giá hả? Em không để ý cái giá, cái bộ đùi á, là nguyên một cây đùi á, là giá nó rẻ hơn cây lửng bộ. Hả? À vậy hả? Đó cho nên là nó khác nè. À, sọc đen trên xào nữa em. Rồi ok chị, đợi em xíu, sọc đen trên xào. Sọc đen kìa, đó là sọc xanh đậm á chị. Sọc xanh đậm nha, đúng rồi. Rồi mấy chị, đây nè, chị nào lái chốt em là cái này là không phải là sọc đen mấy chị, mà màu xanh đậm như vậy nha. Rồi cái này em sale mấy chị 65.000. Cái form áo này là áo kiểu như là áo này là áo khoác vừa đó, kiểu như là mặc vô là nó vừa vặn với người, chứ không phải là như áo khoác chống nắng là nó dài phủ bì hết luôn mấy chị nha. Cái này là mặc vô là vừa, kiểu như là áo khoác kiểu hàng Quảng Châu á. Rồi chị nào lái chốt hoàng là sọc, cái này là xanh đậm đi ha. Sọc xanh đậm nha, hình như còn một cái à, đúng không? Cái này còn có một cái thôi mấy chị, tại cái này màu này người ta thích lắm, bữa giờ em bán hết rồi đó. Rồi xem mấy chị 65.000, cái chỗ này là mình thêu luôn. Chị nào lái chốt hoàng là sọc xanh đậm nha. Sọc xanh đậm, áo khoác sọc mặc ok lắm luôn. Đúng rồi, quá đẹp luôn mấy chị. Cái này mấy chị chốt hoàng là sọc xanh đậm nha. Hoàng có đồ bé nha chị Nguyễn Thị Sức ơi. Em có đồ bé. Cái này là dưới 60kg thì mấy chị sẽ mặc vừa. Nè em, nói chung là em 70kg em mặc vô thì nó cũng được mấy chị. Nhưng mà nó sẽ không có đẹp nè. Tại vì là cái áo này là thuộc dạng áo hot girl á. Đó mấy chị nè, à, gài nút vẫn được bình thường luôn. Nhưng mà như vậy thì nó đâu có đẹp đâu. Người ta mặc gầy gầy người ta mặc nó mới dễ thương chứ. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Sọc xanh đậm nha. Sọc xanh đậm ngân đổ. Mấy chị khách mới là mấy chị cho Hoàng luôn địa chỉ và số điện thoại luôn mấy chị. Địa chỉ luôn nha. Để kết thúc like là Hoàng chốt đơn cho nó nhanh. Với lại nhắm thử cái khu vực đó mà phát được hàng trước Tết á thì Hoàng sẽ nhận đơn. Còn nếu như mà không phát được á thì thôi nha mấy chị nha. Chứ giờ sát Tết quá rồi. Sát Tết quá rồi mấy chị. Rồi cái này mấy chị chốt Hoàng là sọc xám nha. Sọc xanh đậm hết rồi Thanh Thanh ơi. Sọc xanh đậm rồi chị sẽ bấm trừ hao cho bé Thanh Thanh. Thanh Thanh là khách cũ mà. Là cái áo đó là chị sẽ à, chị ở Phan Thiết hay rồi, Phan Thiết thì ok rồi chị. Rồi chị cho em địa chỉ luôn chị nha. Địa chỉ cụ thể luôn, không có ai ăn cướp đơn giờ này hết mấy chị. Không có đứa nào nó dám ăn cướp đơn mấy chị biết sao. Giờ sát Tết rồi ăn cướp đơn lỡ mấy chị không nhận nó chết mẹ luôn. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Cái này là sọc xám. Cái này chị nào lấy sọc xám chốt sọc xám nha, 65.000. Rồi chị Hằng chờ em xíu, áo khoác chống nắng còn nhiều màu, nói chung là màu nhu nhu á, chị Hằng mặc ok luôn, mà bự em mặc vừa luôn. Em ở gần chợ Ma Lâm thì chị ghé lấy, em ở ngã ba ngân hàng chị. Em ở ngã ba ngân hàng ở chỗ cái vòng xuyến Ma Lâm á chị.
cái đường lên Ma Lâm luôn, nhưng em ở ngay chỗ cái khu vực ngã ba thôi, có cái vòng xoay đó, có cái vòng xoày đây, ở gần đó nha. Rồi mấy chị chốt đi giúp em là sọc đỏ nha, chị nào lấy sọc đỏ chốt đi giúp Hoàng là sọc đỏ 65.000 mấy chị nha. Rồi chị nào lấy xanh ngọc mình chốt đi giúp Hoàng là xanh ngọc nè, chị nào lấy xanh ngọc chốt đi giúp Hoàng là xanh ngọc. Cái này xíu nữa em bỏ ra em chuyển nè. Rồi sọc đỏ ok cho cô Nga Trần nè, sọc đỏ ok cho cô Nga Trần, cái này còn ít em xả 65.000. Cái màu xanh ngọc này đẹp lắm mấy chị, cái vải nó cũng rất đẹp luôn mấy chị, tin em đi. Tinh Hoàng khách cũ là Tinh Hoàng hoặc tư vấn cái màu này đẹp là mấy chị biết. Biết rồi, cái shop ngay đầu đường đúng không hả? Dạ, cái shop em ngay trường mẫu giáo Hoa Hồng á chị. Mấy chị khách ghé là mấy chị phải ghé shop, bởi vì là không ghé sớm á là bên em sẽ nghỉ Tết, nhân viên nó nghỉ là em nghỉ luôn á. Còn sọc xám cho Trần Hương, sọc xám cho Trần Hương chứ còn á, sọc xám cho Trần Hương, sọc xám có còn không em? Sọc xám là cái nào đâu thì mới vừa quăng qua đó. Sọc xám ok cho Trần Hương khách cũ hả? Rồi ok này, sọc xám này cho Trần Hương này, cái này là xanh ngọc mấy chị. Rồi khăn ướt còn rổ hay sao, mang vô đây giúp chị đi vô. Rồi mấy chị này, cái này là xanh ngọc nha, cái màu xanh ngọc này là màu đẹp nhất, cái vải cũng đẹp nhất luôn. Mấy chị không tin em, mấy chị mua thử cái màu xanh ngọc coi, cái vải nó khác mấy vải kia nha, nó đẹp lắm luôn á. Xanh ngọc 65.000, rẻ ồm, em nói thiệt rẻ ồm luôn. Xanh ngọc ok cho chị Tâm Huỳnh này, xanh ngọc này ok này. Cho em xem áo khoác nâu đằng sau đi chị. Rồi ok ok, đợi chị xíu với Như ý đặng. Không có đồ bé. Rồi Dung ra đằng sau, Dung hỗ trợ chị lấy đồ cho chị like nha. Rồi mấy chị, cái này là sọc, này là sọc lớn. Mấy chị sọc lớn này em có một cái sọc lớn duy nhất thôi. Chị nào mình thích cái gu sọc lớn thì lấy giúp Hoàng là sọc lớn nha. Cái sọc bự nè, ha, sọc lớn nha. Có hai túi ở hai bên. Nói chung là 65 ngàn là quá rẻ, bởi vì cái phần này của mình là thêu hết. Áo có nón hẳn hoi luôn, hàng Quảng Châu luôn. Đi ra chợ mà đụng vào áo khoác là phải trên hàng trăm. Thiệt, cái áo khoác gì mà mấy chục ngàn, cái này là quá rẻ mấy chị. Em là em sale lỗ luôn á. Rồi, hello Tuyến Kim nha. Rồi, chị nào lấy chốt em nha. Hai khương khăn giấy ướt hả? Bưng cái rổ khăn giấy ướt vô giúp chị luôn nha. Rồi, cái này là sọc cam nè. Chị nào lấy sọc cam chốt Hoàng là sọc cam luôn. Chị nào lấy sọc cam chốt sọc cam nha. Cái khoác này khoác kaki. Cái khoác này là khoác kaki mấy chị. Hình như là không biết là của nam hay của nữ luôn á. Cái mẫu này hơi giống của mấy ông nam quá à. Tại vì hả? Nhưng mà cái nón lông này thì của nữ. Nhưng mà cái mẫu thì rất là giống nam không? Nam thì vẫn có cái lông này bình thường mà. Rất là, nói chung là em cũng không biết nhưng mấy chị, em nhìn thì rất là giống. Em nhìn thì rất là giống nam nha. Em nhìn thì rất là giống nam. Mấy chị đây nè, mấy chị nhìn đi. Rồi cái này em xả cho mấy chị luôn, 60.000 luôn. Em xả cho mấy chị 60.000. Form này là cũng phải cỡ tầm đó là bao nhiêu ký không biết luôn. Nói chung là trên 65kg mặc vừa luôn á, trên 65kg mặc vừa nè. Rồi ok ok Trần Nhung nha. Ok Trần Nhung, cái khoác màu nâu nè, rất là đẹp luôn ha. Rồi xả 60.000 luôn. Ok trong bé Như ý đặng luôn nè. Có không còn đâu, cái áo này là đẹp lắm nè. Dày ơi là dày luôn á, 60.000. Ok cho con bé Như ý đặng nè. Em ơi đưa cho chị cái rổ khăn ướt này nè. Khăn ướt mấy chị, khăn ướt hàng xịn nha, hoàn còn sót rổ nè. Ui chú cha má ơi, nặng quá. Nặng quá. Rồi mấy chị, khăn ướt nha. Khăn ướt mấy chị nè ha. 165 tờ, hàng rất là xịn luôn. Nếu như ngoài thị trường cái bị khăn ướt này không bao giờ mấy chị mua dưới giá 35 là em khẳng định luôn. Khăn ướt rất là xịn luôn mấy chị. Rồi em còn nhiêu đây, xả mấy chị là 20.000 bị khăn ướt. Chị nào mà xài khăn ướt nhà mình là không mê là không lấy tiền luôn. Tại vì cái nước của nó là vừa phải, không nhiều không ít nha, không khô mà cũng không có nhiều. Nhưng mà cái miếng khăn ướt của nó rất là dày và to luôn, sử dụng rất là sướng luôn. Mấy chị chốt là giúp Hoàng nha, là khăn ướt mấy chị, khăn ướt 20.000. Còn có máy bị nữa thôi mấy chị, này mua để dành mà Tết có mà xài. Trời ơi, Tết tự nhiên mình đang ăn cái sực nhớ đi mua bị khăn ướt mắc chằn luôn. Xài không ra gì. Còn cái này là 165 tờ mấy chị, nó rất là nhiều luôn nha. 165 tờ chứ không phải là 12, chứ không phải là 100 tờ hay 80 tờ đâu mấy chị. Bình thường người ta livestream mấy chị đâu có tưởng tượng được cái bị khăn ướt nhiêu tờ đâu, nhưng mà thật ra nó chỉ có 80 tờ thôi, chỉ bằng nửa cái bị khăn ướt này thôi nè. Còn cái bị khăn ướt này là 165 tờ. Mà khăn ướt này là đạt tiêu chuẩn luôn á, bé nhóc nhờ Hoàng xài nè. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Khăn ướt ok cho Thanh Thanh. Bích Phong là tiếc quá mình không mua được hả? Thúy có hai khăn ướt rồi. Nói chung là khách cũ thì Hoàng cũng nhận đơn, nhưng mà mua trong một like là phải chốt luôn vậy đó. Mua trong một like cái chốt luôn, chứ không thể nào mà mua lâu được, mua lâu dồn như hồi đó. Ui cha nặng quá. Khăn ướt ok nè. Duyên Đoàn nè, ok khăn ướt nè. Đồ của cô chiều cô ghé lấy nha con. Dạ rồi ok cô Nga.
Rồi áo khoác chống nắng mấy chị, áo khoác chống nắng đây nha. Rồi áo khoác chống nắng hôm nay em xả mấy chị là 60.000 cái luôn. Chị nào lấy chốt hoàng và cái màu này là xanh đậm nha. Áo khoác chống nắng màu này xanh đậm xả cho mấy chị 60.000 luôn. Giờ còn cái gì em thích thì em gom em xả hết mấy chị nè. Đồ để nhiều quá Tết mình không bán được mình cũng sốt ruột đó mấy chị, thà xả bớt đi luôn á. Rồi chị nào lấy chốt em là xanh đậm nha. Đây mấy chị này màu này xanh đậm, em 70kg em vẫn ngoan rất là bình thường nha. Màu xanh đậm. Coi chị còn thảm để chân không chị hả? Hình như còn mấy tấm thảm để chân còn sót á, ngày qua alo khách không được cái dung có lấy chị đi, còn cửa tàu đâu 10 mấy cái chứ nhiêu. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là xanh đậm nha. Áo khoác chống nắng nha mấy chị nha, xanh đậm nè. Rồi 60.000 luôn. 60.000 áo khoác xanh đậm luôn. Có cái ở đây có dây kéo nha. Rồi. Ok này, cái xanh đậm này cho chị bỏ hàng này, em xả 60.000 luôn mấy chị. Xanh đậm này ok cho chị bỏ hàng. Ok nè, một cái xanh đậm cho chị bỏ hàng này. Rồi, chị nào lấy chốt này giúp em là xanh đậm nha. Rồi cái này mấy chị chốt hoàng là màu rêu đi. Màu rêu này đẹp lắm luôn á, mà vải dày nhất trong tất cả các cái lô áo khoác em nói thật. Rồi chị nào lấy rêu chốt em là màu rêu. Màu rêu vải rất dày và mát nha. Rồi chị nào lấy rêu chốt hoàng rêu là 60.000 mấy chị xả lỗ luôn á. Chị nào lấy chốt hoàng là khoác rêu không tưởng tượng được, chị Hằng lấy cái khoác rêu chị Hằng mặc cũng được, vải dày và mát lắm. Rồi khoác rêu mấy chị, khoác màu rêu nha, 60.000 luôn. Chị nào lấy chốt hoàng là khoác rêu 60.000. Không có áo sơ mi nam mấy chị ơi, Hoàng không có sơ mi nam. Rồi chị nào lấy chốt này chốt hoàng là cái này là tím nè, hà tím nha. Ok, một cái màu rêu cho chị vỏ Hằng nè. Rồi chị nào lấy tím chốt hoàng là tím nha, màu tím nè. Màu này kiểu như là tím tím xanh vậy đó. Ok nè, Tuyền Huỳnh một cái màu rêu. Màu rêu rất đẹp mấy chị, mà hên ha. Lần này tự nhiên mình về được 2-3 cục màu rêu xuống ghê. Màu rêu đẹp lắm. Màu rêu vải dày kinh khủng khiếp luôn, mà mát rưỡi. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là tím nha. Ok, 60 này là cho cô Nga nè. Tím 60 này là cho cô Nga nè. Rồi tiếp tục mấy chị, cái này em xả 60.000 em xả lỗ luôn á. Rồi cái này là mấy chị chốt hoàng là khoác vàng nè. Rồi ok, khoác màu rêu là cho chị Lai Trần nè. Cho khoác màu rêu chị Lai Trần ok. Rồi chị nào lấy chốt em là vàng nha. Cái này là từ 45kg mấy chị cho đến 65-67kg mặc vừa. Từ em 70kg em vẫn mặc bình thường. Đây em vẫn mặc vừa hết á. Nhưng mà cái này là có bé nhân viên em có 40-mấy kg nó cũng mặc vừa chị. Tại vì áo khoác mấy chị, áo khoác dễ mặc lắm chứ không có khó gì đâu. Rồi chị nào lấy chốt em là vàng nha. Chị nào lấy vàng chốt vàng. Đây chị nào lấy vàng thờ mê lên giúp hoàng là vàng 60.000 nha. Đây vàng 60.000. Cái chỗ chống nắng này mấy chị nè, mình thích thì mình kéo cao lên đây. Mình không có thích là mình có khẩu trang nữa đúng không? Thì mình mang cái này nè, nó bảo vệ khỏi đen cái cổ cũng được. Và kiểu như là nó che đi cái lớp nữ trang mình mang như vậy nó cũng an toàn luôn. Nè, cái đồ chống nắng này nó kém đây nó không. Mà mình mà có khẩu trang rồi thì mình để cái này nó bảo vệ cổ cũng vẫn ok luôn. Chị nào lấy chốt đi giúp em nha, màu vàng nha mấy chị nha. Chị nào lấy vàng chốt em là vàng nè. Em hello chị. Ủa, chị Sang Ly. Rồi, chị nào lấy đỏ chốt em là đỏ nha. Cái này em like nhanh màu nè mấy chị nè. Lựa được cái nào mấy chị lựa nha. Rồi, chị nào lấy đỏ chốt đỏ nè. Cái này mấy chị chốt em là tím đen nè. Tím này mà nó gần như màu đen luôn á. Tím đậm, tím đen luôn á. Chị nào lấy chốt em là tím đậm nè. Cái này mấy cô lớn tuổi mấy cô thích ghê lắm. Tím đậm nha, hoặc là tím đen nha, hoặc là tím than gì đó là nó luôn á mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt này giúp em. Cái này màu đỏ rượu nè mấy chị nè. Mấy chị chấm bài lên đi. Rồi em tìm đồ em xả cao tê. Rồi mấy chị chốt này giúp em là cái này là màu đỏ rượu nha. Chị nào lấy đỏ rượu chốt hoàng là đỏ rượu nha. Chị nào lấy đỏ rượu chốt hoàng là đỏ rượu. Cái này là màu xanh coban nè. Cái này là xanh coban. Chị nào lấy chốt hoàng là màu xanh coban. Đợi xíu xong hết cái này đây. Đang lai áo khoác rồi mình phải lai cho hết cái áo khoác, hết màu của áo khoác. Xong rồi cái không ai lấy nữa thì mình mới bắt đầu qua mẫu với chị. Chứ không xíu nữa mình sẽ tua tới tua đi rất mất thời gian đó. Rồi tiếp tục với chị nè. Cái màu này mấy chị chốt hoàng là xanh đẹp nha. Cái này Hoàng thấy cái màu xanh này rất đẹp. Hoàng chả biết màu xanh gì, kêu hoàng xanh đẹp đi mấy chị. Chị nào lấy chốt thì chốt hoàng là xanh đẹp nha. Còn thảm chân nè. Cái bóp ra ta, cái bóp hình như là cốp xe sao. Sáng chị đi mua cái đó về bỏ cốp hay sao. Rồi thảm chân nè, Hoàng còn 10 mấy miếng mấy chị nè. Sale là 35.000 hai tấm thảm chân. Rồi chị nào lấy thảm chân chốt đi giúp Hoàng là thảm chân nha. Rồi xài mấy tháng đem vụt vẫn rất là rẻ luôn nha. Ở phía dưới đây là có cái chống trơn trượt luôn. Thảm chân nè mấy chị nè. Hai tấm thảm chân hình con thú 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt Hoàng là thảm chân hai tấm 35.000. Nói chung là để đủ thứ chỗ hết. Tức là cho chị miếng nước. Chị nào lấy thảm chân comment giúp Hoàng là thảm chân nha. 35.000 hai tấm thảm chân. 35.000 hai tấm thảm chân nha mấy chị nha. Rồi cái đây là áo khoác này nè. Áo khoác này là áo khoác loan mấy chị. Sale 65.000.
sale 65.000 nha. Cái này là khoác Loan sale 65.000 này, áo khoác hot girl nha. Rồi, cũng là Adidas luôn mà có Loan này sót đúng một cái thôi, mấy chị này dễ thương ha. Cái chỗ này là theo không á. Hai thảm chân ok cho bé Nguyễn Ngọc Thúy. Rồi mấy chị cần cái gì nha, hai thảm chân cho duyên đoàn. Mấy chị cần cái gì mấy chị comment lên rồi mình sẽ tìm like cho mấy chị nha. Rồi mấy chị cần cái gì mấy chị comment lên. Tuyền Hình hả? Tuyền Hình thì bây giờ Hồ Chí Minh đó hả? Nhưng mà kết thúc like là mấy chị phải nghe máy. Mấy chị phải nghe máy thì mới lên đơn được. Khách Hồ Chí Minh không biết chiều nay Hùng Quỷ Tâm nó còn nhận đơn đi không biết nữa. Hoàng chỉ nhận đơn khách trong tỉnh thì ok á. Ô cái con này đẹp quá. Con bò đen ở đâu sót được mấy bộ con bò đen này. Bò đen này đùi hay dài hay lửng hay gì Hoàng cũng không biết luôn. Bò đen nha mấy chị nha. Bò đen lửng quá xuất sắc luôn. Rồi xem mấy chị luôn 35.000. Áo thun phơm rộng không em hả? Dạ có. Giờ nó lộn cũng đó xíu nữa em tìm em like chị. Bò đen này em sale mấy chị 35.000 luôn. Phơm này là 40kg đến 55-56kg mặc được mấy chị nè ha. Có bò sữa màu đen nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là bò đen mấy chị. Comment lên giúp Hoàng là bò đen. Bò đen mấy chị chốt lên giúp Hoàng là bò đen nha. Rồi chị nào lấy bò đen chốt Hoàng là bò đen nè. Sale mấy chị luôn nha. Sale cho mấy chị là 35.000 bộ này luôn. Còn có mấy bộ sót sót rồi thằng sale. Màu đen ok cho Tuyền Hình nè. Đó. Rồi chị nào lấy chốt đi chứ Hoàng quần đùi á hả? Quần đùi là bây giờ chỉ còn được đúng có cái mẫu quần đùi nữa chứ mấy. Đúng không Dung? Mình giờ còn quần đùi đó hả? Em đem mấy cái áo phông rộng phông đồ. Cái đợt mình về mấy trăm áo đâu. Chút nữa áo em phân qua bên kia nha. Áo tay ngắn hoặc áo tay dài cái em ghi ra chị. Rồi cho chị mớ áo đi. Cái ri áo nào mà tay ngắn mà phông rộng đi. Hả? Hay là bên đó là tay dài. Nói chung là Hoài không có kiểm hàng đâu, Hoài không biết luôn mấy chị. Rồi cái này là bò xanh nha. Chị nào lấy bò xanh chốt Hoàng là bò xanh. Mấy chị chờ Hoàng xíu, đồ đang nhiều lắm. Chị nào lấy bò xanh mấy chị comment đi giúp Hoàng là bò xanh 35.000 luôn. Con bò sữa màu xanh 56, nói chung là không có béo là mặc rất là đẹp luôn. Bé 40kg nha, 40kg cho đến cửa 56-57kg mặc vừa. Chị nào lấy chốt Hoàng là bò xanh 35.000 luôn. Bò xanh 35.000, bộ ngố bò xanh nha. Quần đùi á hả, quần đùi mà mặc ở nhà ha, quần đùi rinh đó là bán hết trơn rồi, còn đâu nữa. Bộ ngố ok cho duyên đơn nè. Duyên đơn là khách mới hay khách cũ mấy chị? Khách mới mấy chị nhớ cho Hoàng luôn địa chỉ luôn nha. Chứ không xíu nữa Hoàng alo xin thì rất là lâu. Áo khoác hả? Áo khoác nhiêu cái chị hả? Có khoác tùy mẫu em 60-65 gì đó. Nói chung là nó sẽ dao động từ 60-65. Quần rinh đùi hồi bữa cả ngàn cái sale hết trơn rồi còn cái gì đâu. Duyên đơn là bé Tiên hả? Rồi ok em. Bé Tiên là bé khách ghé. Bé Duyên đơn là bé Tiên á. Đầm tím đầm hồng bao nhiêu hả? Đầm lâm giá hết rồi. Cái gì ta? Dung hả? Chút nữa cho chị ly nước đi Dung. Rồi bây giờ em xả mấy cái áo này trước cho mấy chị. Áo sọc này, áo sọc này bữa mình bán là 29 đúng không? Giờ xả luôn với mấy chị luôn. Cho chị ly nước nha Dung nha. Rồi áo thun phơm rộng tay lỡ mấy chị nè. Hoàng xả luôn mấy chị nè. Cái áo sọc này đẹp lắm nè, Hoàng xả luôn. Cái này là sọc đen, có hai cái sọc đen nha. Có hai cái sọc đen sale mấy chị 25.000 cái luôn. Sale mấy chị là 25.000 cái áo sọc đen luôn. Phơm này là 60-62kg trở lại. Cái quần sọc này rất là đẹp luôn. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Ông em ơi, bây giờ chỉ có là khách cũ nha, mình mới yêu cầu Hoàng mới lên mấy chị. Mấy chị khách mới thì đâu có biết là ship được hay không đâu lên. Bây giờ lên xong mấy chị lụa đã đời, cái đâu có đi hàng được đâu. Hoàng chỉ nhận đơn, khách mới là trong tỉnh Bình Thuận mới nhận đơn thôi. Còn lại khách cũ thì tùy vùng Hoàng sẽ nhận được thì Hoàng nhận, còn không thì mình để ra ngoài ngày mình mua ha. Rồi sọc đen ok cho như ý đặng. Bây giờ Hoàng hôm nay nói chung là chỉ bán được cho khách ghé cửa hàng. Rồi chiều lên lấy nha chị. Rồi ok, sọc đen còn cái nữa mấy chị nè. Chị nào lấy chốt Hoàng là sọc đen nha. Sọc đen còn cái sọc đen. Quần đen thêm cúc là quần đen nè ta. Sọc đen cho chị Võ Hằng ok là em hết sọc đen mấy chị. À cái quần kia kìa Dung kìa. Cái quần mà đi cùng với cái set áo á. Cái quần đùi á. Rồi sọc đỏ em còn hai cái, chị nào lấy chốt Hoàng là sọc đỏ nha. Cái này mình làm cái xốp chậm quá ha, chứ mình mà làm xong mình treo lên chắc đã luôn á. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng sọc đỏ nha. Chị nào lấy sọc đỏ chốt Hoàng sọc đỏ sale 25.000 luôn. Sọc đỏ sale 25.000. Rồi cái sọc đỏ này Hoàng cũng có chừa cái mấy chị nè. Sọc đỏ 25 nha. Chị nào lấy sọc đỏ chốt sọc đỏ 25. Đó, quần sọc là mặc với ở quên áo sọc này mặc với quần đẹp lắm luôn. Sọc này là sọc hồng xem mấy chị 25 luôn. Sọc đỏ ok cho bé Lê Vĩ 25 này.
Rồi chị nào lấy chốt hoàng là sọc hồng 25. Áo này ngoài thị trường bây giờ người ta bán rẻ cũng 45 ngàn cái mấy chị. Không có ai bán giá 25 đâu. Mà đẹp lắm, cái này mấy chị mà phối lên với quần đinh đùi hay là quần gì nó rất là dễ thương luôn á. Tết mặc vậy thôi dễ thương lắm. Mà gầy gầy nữa đấm thùng đi với giày thể thao là hơi bị siêu á, đẹp lắm. Rồi chị nào lấy chốt hoàng sọc hồng này thì có một cái thôi nha. Chị mua nhanh mới được nè. Sọc hồng thì có một cái sọc hồng thôi. Chị nào lấy chốt hoàng là sọc hồng. Rồi sọc xanh này nè mấy chị nè, sọc xanh. Chị nào lấy sọc xanh thì chốt sọc xanh nha. Rồi chị nào muốn mua sọc hồng, chốt sọc hồng, sọc xanh, chốt sọc xanh. 25 ngàn cái. 25 ngàn cái mấy chị nha. Quần rinh đùi nè, size 29 nè. Quần rinh đùi này là size 29 nha. Hồi xe cho mấy chị luôn, 15 ngàn. Size 29 sale luôn 15 ngàn. Chị nào lấy chốt hoàng là đùi 15. Còn các quần đùi nè mấy chị nè, hoàng bán hết rồi. Đúng không vô? Bây giờ quần đinh đùi bữa nhà mình mấy bao là bán hết luôn rồi hả? Hết rồi mấy chị, mấy bao luôn á, cả ngàn cái luôn á. Giờ mấy chị hỏi là chịu. Bây giờ là còn cái nào là bán cái đó mà hết là thua chứ đâu có nhập được. Giờ sao nhập được nữa. Rồi chị nào lấy chốt này chú hoàng nha. Ok nè. Duyên đoàn nè, quần 15 ngàn, đùi 15 ngàn nè. Ok nè. Rồi tiếp tục mấy chị nè, một cái áo kiểu này nè, hàng xã mấy chị giá 20 ngàn luôn, crop top nha. Chị nào mê crop top là mình lấy cái áo này là chất thun dẻo, vải rất đẹp luôn. Bé mà 25kg nó cũng mặc vừa. Rồi cho đến mình là 55kg cũng vừa nha mấy chị nha, crop top. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là hoa hồng. Hoa hồng xe mấy chị 20 ngàn, rất là đẹp luôn. Quần đùi bên kia em kẹt quần đùi mà đi với áo sọc á. Chị nào lấy chốt với hoàng là hoa hồng nha. Rồi chị nào lấy hoa hồng chốt hoàng hoa hồng. Rồi còn hai cái cúc mấy chị nè, hai áo hoa cúc này hoàng có chùa cái mặt đẹp lắm. Chị nào lấy chốt hoàng là cúc vàng, đây là phom rộng tay lỡ nha. Áo và phom rộng lấy em áo thun đỏ 25 hả, là cái sọc đỏ hả em, thun sọc đỏ 25 đúng không, đúng không Duyên Đoàn ơi, đúng ok giúp chị nha. Áo phom rộng màu đỏ không chị, cho em coi với hả. Áo phom màu đỏ hả, sọc đỏ thôi chứ màu đỏ giờ chị cũng không biết ở đâu luôn, đồ giờ nó lộn xộn lung tung hết. Rồi chị nào lấy cúc vàng chốt hoàng là cúc vàng nha. Cái này sale cho mấy chị là 25 ngàn cái áo luôn, phom rộng tay lỡ, phom này tới 70kg cũng vẫn vừa luôn. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là cúc vàng 25 ngàn. Cúc vàng 25 ngàn nha. Bây giờ hả không biết nữa, nó lộn xộn tùm lum hết mấy chị. Cúc vàng ok cho chị Tâm Huỳnh nè, em sẽ sale 25 ngàn luôn. Nói chung là bây giờ còn làm like cái đó mấy chị, chứ giờ biết đường mua, biết đường mua lần. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha, xả luôn. Thành ra bây giờ là em xả nói chung là không có lời 1.000 nào mà lỗ luôn á chứ. Lỗ quá trời luôn. Rồi chị nào lấy chốt em nha, cúc màu vàng em còn cái nữa mấy chị nè. Cúc vàng còn cái, đồ còn nhiều quá thì xả lỗ chứ. Lời chi tầm này nữa, khổ ghê. Quần đen ngắn rồi ok, đợi xíu đi em. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nè, cái áo phôn rộng tay lỡ này đẹp cực kỳ luôn. Mà thêu hết luôn. Nè cái chữ chờ neo đây là mấy chị biết không, là thêu luôn nha. Chứ không phải in, cái đồ in thì nó rẻ tiền, mà thêu nè, nó mới mắc tiền nè, mới giá trị nè. Cái chữ chờ neo đây cũng thêu luôn mấy chị. Rồi mà hoàng xả luôn 25 ngàn luôn. 25 ngàn, chị nào lấy hồng neo chốt hoàng là hồng neo. Em có hai thảm chân không chị? Rồi Tuyền Huỳnh đó, em có hai thảm chân không? Có em ơi. Rồi ok nè, hồng chờ neo cho chị bỏ hàng, em xả mấy chị 25 luôn. Em xả mấy chị 25 luôn, hôm nay mà mấy chị không mua được là hết mua được luôn. Không, tự nhiên cái này đồ nữ mà sao nam mặc được em? Cái này đồ nữ mà sao nam mặc được vậy? Cái này là đồ nữ mấy chị ơi. Nam là không thể nào mặc được nghe. Tào lao nghe. Tào lao bí đao nghe. Cái hồng chờ neo em bị hết rồi mấy chị nè. Em tím chờ neo đi. Tím neo mấy chị, hồng neo em hết. Mấy chị mua em tím neo đi. Tím neo nè, màu tím này cũng đẹp nè. Chắc em chùa lại cái mặt quá, vải rất đẹp luôn mấy chị nha. Vải đẹp kinh khủng khiếp luôn mà nó thêu luôn. Phôm rộng tay lỡ mấy chị, đi với quần đùi đẹp lắm. Em có cái mẫu quần đùi kia xíu nữa còn mấy cái nhưng mà ở trong kho mang ra sale cho khách luôn đây. Quần đùi á, quần đùi đó cũng đẹp đó. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha, tím neo mấy chị ơi. Chị nào lấy tím neo chốt Hoàng tím neo nha. Tím neo ok chị Tâm Huỳnh, tím neo chị bỏ hàng. Mấy chị khách mới á, là phải cho thông tin khi đặt hàng, em xem thử là có đi hàng được không rồi em mới nhận đơn mấy chị. Mấy chị cứ đặt mấy chị không có cho thông tin em đâu có chốt đâu mấy chị. Mình chốt chi chớ cực. Tại vì bây giờ là sát Tết rồi, đâu biết là đi được hàng hay không đâu. Cho nên là em mấy chị phải cho thông tin em coi thử. Chứ em là hôm nay là em nhận khách quen và khách ở trong tỉnh Bình Thuận thôi. Cái quần này cái size 26 này em sale mấy chị luôn nha, 15 ngàn. Chốt em là đen 15 ngàn, cái này size 26. Một là mấy chị mua cho bé nhỏ nhà mình, hai là mấy chị ốm mấy chị mới mặc vừa. Màu tím neo đó em bị hết rồi chị Linh ơi, Nguyệt Linh Trương, em hết rồi chị. Rồi chị nào lái chốt này với em nha, không phải là em không muốn bán mấy chị, muốn bán cực kỳ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ phải có những cái khu vực mà mình đi hàng được em mới bán được.
Rồi ok nè, cho duyên đoàn nè. Màu đen này là 15 ngàn cho duyên đoàn. Rồi em có cái đỏ neo nè. Cái đỏ neo này em có thích không nè Lê Vĩ nè. Thích là lấy liền nha. Màu đỏ neo nè, cục cưng nè. Đỏ neo 25 ngàn mấy chị. Áo này á, bình thường em bán 29 ngàn mà mấy chị biết không, nhập á cả ngàn cái. Em nói thiệt chứ không có đâu mà về bán một cái áo chỉ lời được có 1.000 đến 2.000 là hết sức á mấy chị. Mà giờ xả như vậy là xả là bị lỗ tiền xe luôn nè. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoài nha, chị nào lái chốt đi giúp Hoài nè. Đỏ neo, đỏ neo nha. Rồi ok em lấy ha. Rồi có cái đỏ màu neo nè, đỏ neo. Ok ok, đỏ neo em lấy. Cái này là vàng neo nè, vàng neo có cái này. Chị nào lấy vàng neo chốt vàng neo. Chị nào lấy vàng neo chốt hoàng là vàng neo nha. Đỏ neo hết rồi, cái này là vàng chờ neo nè. Chị nào lấy vàng neo chốt lên giúp Hoàng là vàng neo mấy chị ơi. Vàng chờ neo á, đẹp lắm. Vàng ok cho chị bỏ hàng. Cái này chỉ có 1-2 cái thôi mấy chị nha, không không bao giờ có nhiều đâu mấy chị. Rồi xanh neo nè, còn cái xanh neo nữa là em hết cái mẫu chờ neo nè. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là xanh neo nè mấy chị nè. Vàng neo hả, vàng neo còn cái cho chị Nguyệt Linh Trương nè. Còn cái cho chị Nguyệt Linh Trương nè. Rồi cái này mấy chị chốt em là xanh neo đi, là em hết cái mẫu chờ neo nha. Xanh neo mấy chị ơi. Dạ không mấy chị, khách sai không nhận đơn được mấy chị, xách xa ra ngoài ngày rồi mình mua ha. Ra Tết xong mình mua được không mấy chị? Chứ bây giờ em không chốt gửi được đâu. Rồi chị nào lấy chốt hoàn là xanh chờ neo nha, vàng chờ neo hết rồi. Xanh chờ neo đi mấy chị. Xanh chờ neo, xanh neo nè. Rồi còn đúng một cái xanh neo này nữa là hết nha. Rồi tiếp tục mấy chị. Cái này áo này nè, em sale mấy chị luôn 15 ngàn. Em sale mấy chị 15 ngàn. Cái đỏ đó là cho ông bé Lê Vĩ em. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Cái áo phông rộng tay lỡ là từ 40kg mấy chị cho đến là 65kg. Hễ mà cứ phông rộng là từ 40kg đến 65kg. Phông rộng thì từ đó giờ em ít live stream, em ít báo giá, là bởi vì là phông rộng thì đa số là ai cũng mặc vừa. Chỉ có cái người mà như em còn mặc vừa nữa là không ai không mặc vừa hết. Nhỏ nhân viên em 40kg cũng vừa mà em cũng mặc vừa luôn, tại vì phông rộng. Nên em từ đó giờ phông rộng là em không đọc số ký là vậy đó mấy chị. Mấy chị cứ tưởng tượng là phông rộng là ai cũng mặc vừa hết, béo mặc gì chơi vừa hết. Chỉ có những cái phông nhỏ như vậy thì em sẽ báo số ký mấy chị nè, thì mấy chị để ý nghe. Như cái này thì dưới 55kg đừng có béo, sọc 15 nha. Rồi sọc 15 ok cho bé Thanh Hậu Nguyễn. Cái sọc này mình còn cái nào không Dung? Sọc này mình còn cái nào không để chốt cho bé như ý đặng luôn. Rồi có một cái quần đen kia của bán duyên đơn đúng không em? Duyên đoàn vậy đó. Không, quần đùi á chứ mà. Quần đùi đấy hả? Rồi cái sọc áo 15 đó thôi, không biết là có còn không nha. Hoàng bấm phiếu ra cho Như Ý Đặng nữa, xíu nhân viên đó tìm thấy chốt cho nha em nha. Còn cái nào không cho bà bán Như Ý Đặng luôn. Rồi mấy chị quần đùi hôm nay em xả luôn mấy chị, giá lỗ luôn nè. Quần đùi này là hàng đẹp lắm luôn á. Phôm này rất là lớn, 50kg nha, cho đến 70kg mang vừa. 50kg đến 70kg mang vừa, em xem mấy chị 20 ngàn một quần luôn. Chị nào lái chốt em là đen. Hàng này là thuộc dạng giống như là quần mà người ta dân chơi thể thao, người ta chơi có túi rất là sâu bên trong này. Và đặc biệt là cái độ co giãn rất là tuyệt vời. Mấy chị thấy nó in chữ đây Adidas không? Vải là giống như là vải ưu bì nha. Nói chung là dành cho giới thể thao mang là mấy chị biết là nó siêu sướng luôn. Chị nào lái chốt hoàng là đùi đen nha, 20 ngàn. Rồi cái này là đùi xám, xám mấy chị 20 ngàn luôn. Nhưng mà phải 50kg, chứ dưới 50kg là nó hơi bị rộng á. Dưới 50kg là nó hơi bị rộng. Phải từ 50kg cho đến cỡ 70kg mấy chị. Rồi chị nào lái chốt em là đùi màu rêu. Rồi chị nào lái chốt em là đùi xanh. Cái này em mặc dễ thương lắm. Em mặc dễ thương lắm á mấy chị. Hoàng mặc nha, rất là dễ thương. Cùng với áo phông rộng nhìn rất ốp và dễ thương luôn. Thật sự mấy chị luôn, mà Hoàng chưa đủ màu. Nhất là buổi tối mặc siêu sướng luôn. Không có ai, cái này bán là giá là 29 ngàn. Giờ xả mấy chị 20 ngàn luôn. Có túi bên trong đầy đủ hết như vậy luôn nha. Rồi chị nào lấy màu nào mình comment đây giúp Hoàng. Cái này là xanh 20 ngàn. Cái này mấy chị chốt Hoàng là rêu 20 ngàn. Rồi cái này mấy chị chốt Hoàng là đen 20 ngàn. Rồi cái này mấy chị chốt Hoàng là xám 20 ngàn. Rất đẹp luôn. Đùi đen và xám ok cho Thanh Thanh. Mấy chị khách mới á, mấy chị đặt hàng, mấy chị phải kèm số điện thoại vô và địa chỉ vô luôn. Hoàng nhắm là có đi được hàng á, Hoàng mới lên đơn cho. Chứ mấy chị cứ đặt hàng, mấy chị không cho thông tin điện thoại, Hoàng không cho số điện thoại không, Hoàng không chốt được mấy chị. Hiện tại bây giờ là cận Tết quá rồi, là mình phải cho thông tin số điện thoại kèm địa chỉ vô giúp em. Vô giúp em nha, một cái đùi đen và một cái đùi rêu ok cho chị Phạm Huyền này, đẹp lắm mấy chị. Rồi, tiếp tục nè. Đùi đen nè, cho Trang Lê nè. Chị Trang Lê này thì lại cho địa chỉ gì lại không có số điện thoại. Trang Lê ha, nhưng mấy chị lựa đơn 100 ngàn nha. Rồi ok nè.
cái chị lai trần là 5 cái đủ màu vậy rồi, ok chị. Quần là siêu đẹp, quần là em cam kết 20.000. Mấy chị nhận hàng mà không đẹp á hả em? Hoa bất tử này, đùi đen xám này, 3 cái mà sao màu đen với màu xám rồi. Mấy chị nhớ cho địa chỉ và số điện thoại rõ ràng giúp em. Trời, mấy chị cho ví dụ như em nha, em mà đặt hàng người ta là em ghi nè. Ví dụ như là 2 cái đen xám, rồi số điện thoại của em là 0975539479, rồi địa chỉ hả là khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Mình ghi cụ thể trên một cái dòng luôn, cái tự động chỉ cần một lần đó thôi, rồi sau này mình cứ đặt hàng tiếp, mình đâu có cần nói chi nữa đâu. Em chỉ cần xin đúng một lần duy nhất, mấy chị chỉ cho em nè số điện thoại và địa chỉ cụ thể, chỉ cho đúng một lần duy nhất thôi, rồi sau này em không bao giờ xin nữa ha. Mà phải cho đúng, bởi vì bên em alo không được là thôi, em alo không được là khách hàng đó là em sẽ đưa vào danh sách là cho thông tin không chính xác, rồi mấy chị phải cho đúng một lần thôi rồi em lên đơn cho. Chứ mấy chị cứ đặt hàng, người thì cho số điện thoại không cho thông tin, người cho thông tin thì không cho số điện thoại, rồi em biết đường ra em chốt rồi, thiệt luôn. Em muốn bán mấy chị chứ không phải là, chứ bây giờ em bỏ công bỏ việc em lên em bán đồ mà em không muốn bán làm sao được. Muốn bán nhưng mà phải mấy chị phải cho thông tin em mới bán được. Rồi ok, hoa bất tử nè, ok nè, rồi thảo phương đen với xanh nè, đúng rồi, thà là mấy chị đặt hàng vậy là em chốt hết, thảo phương là có đen với xanh rồi, ok đó, có địa chỉ số điện thoại, ok. Phan Thiết, em nhìn em thấy khách Phan Thiết là em biết là trong tỉnh mình nè, là mình bán được là em chốt liền đó. Ví dụ như hoa bất tử giờ 2 đen một cái xám rõ ràng, kèm số điện thoại địa chỉ rồi hoàn chốt luôn rồi nha. Không phải là không chốt nhưng mà mấy chị cho thông tin hoàn nhắm phát được rồi hoàn phát liền cho, rồi sau đó nhân viên đi lựa cho mấy chị. E còn sót một cái xanh ngọc ngồi chờ neo nè đó. Mấy chị mua cái quần này thì mua với những cái áo thun này nè, hoàng nói mấy chị là mặc siêu đẹp luôn, áo hoàng cũng xả quần, hoàng cũng xả cận tết quá rồi xả mấy chị. Rồi chị nào lái chốt hoàng là xanh neo nè, xanh ngọc nha, màu này xanh ngọc hồi nãy giờ chưa có cái áo nào gì hết trơn. Chị nào lấy chốt đi giúp em mấy chị, cho em trên cùng một dòng luôn giúp em, giống như là chị Thảo Phương, giống như là chị bờ hoa bất tử. Mấy chị nhìn thấy cái comment của chị Thảo Phương có hoa bất tử không, mấy chị cứ khách mới vô đặt hàng là cho y chang giống vậy là được. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp hoàng là xanh ngọc nha, chị nào lấy xanh ngọc comment giúp hoàng xanh ngọc sale mấy chị là 25.000 luôn, xanh ngọc nha sale mấy chị 25.000 luôn. Rồi chị Trang Lê này là chị cho thông tin chưa chị ơi? Rồi ok nè, rồi Trang Lê là chính xác, xanh ngọc em chốt cho 25.000, đẹp lắm nha. Nhưng mà mấy chị ơi, bây giờ em nói nè, em nói vậy để cho mấy chị khách mới mình có thống nhất với em thì mình mua hàng. Em á, riêng nếu như mà mấy chị mua mà ba cái hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, gia dụng, em cho mấy chị kiểm hàng thoải mái. Nhưng riêng cái quần áo mấy chị là hoàng sẽ không cho các chị kiểm tra hàng. Các chị có thống nhất mua hàng không thì mình mua. Bởi vì các chị biết tại sao hoàng không cho xem hàng không? Tại vì bây giờ là bưu tá nó rất là nhiều đơn, nếu như mà một khách mà mình dừng lại khui đồ ra để kiểm từng cái rất là mất thời gian. Hàng bán online đến ngày nay á là 5-7 năm rồi chứ không phải bán 1-2 bữa. Nếu như các chị sợ thì mình cứ bỏ thử 100.000 mua xem thử là đồ bên shop nó có đáp ứng được nhu cầu của mấy chị không, rồi sau này mấy chị mua tiếp ha. Chứ bây giờ mà kiểm hàng mấy chị, kiểm hàng là tại vì hoàng đâu có bao là mặt trực, mặt rộng, mặt dài, mặt gì đó không, mình có ok không hoàng lên đơn cho ha. Chứ không khi hàng tới rồi cái mấy chị nói bưu tá chứ cho kiểm hàng đi mới lấy, tùy shop, có shop thì người ta cho kiểm hàng, có shop thì không cho kiểm hàng. Riêng shop của bên mình là hoàng không cho kiểm hàng mấy chị nha, không có cho kiểm hàng, nhưng luôn bao cho các chị lỗi là cứ gửi vào tin nhắn hoàng trừ tiền chứ không có vấn đề gì hết, nhưng không bao chật, bao đẹp, bao xấu, bao rộng gì hết. Ok chưa? Chị nào mình thống nhất là mình lên đơn, còn chị nào mình sợ thì mình cứ coi để hoàng phục vụ mấy chị khách cũ nha mấy chị nha. Rồi chị nào lái chốt hoàng là cái này là áo này là giấu quần này, đen cô gái giấu quần hoàng sale mấy chị luôn 20.000. Cái form này là 65kg trở lại mặc vừa, mấy chị khách mới mấy chị có chịu không nè. Chứ không nhiều khi chiều nhân viên chốt đơn cái mấy chị nó ủa không có cho xem hàng vậy thôi, hủy đơn đến lại mất thời gian mấy chị. Tại vì thời gian bây giờ mình còn ít quá đó, mà lúc đó alo chốt đơn nó đã lâu rồi, cái báo xong đơn cái nói thôi cho em hủy đi, tại vì bên chị không cho xem hàng, em sợ mấy chị ra tàu lao nên là em hủy đơn, thấy cực không đó. Cho nên là bây giờ mấy chị thống nhất là như vậy nữa thì là hoàng lên đơn cho mấy chị ha. Vậy là hoa bất tử ok đúng không, Thảo Phương có ok không, mấy chị có ok không, chứ khách cũ hoàng đông lắm, mấy chị có ok cái hoàng lên đơn cho. Chị nào lái chốt hoàng đen Thảo Phương nè, một áo chống nắng màu xanh nữa nha, ok họ hoa bất tử ok không xem hàng rồi, ok mấy chị. Rồi cái áo này hồi nãy còn hả nè, Thảo Phương ok ha. Rồi cái áo chống nắng màu xanh á hả, màu xanh này được không em, áo chống nắng màu xanh này được không, đây chống nắng xanh này được không,
xanh này là 60.000 cái khác chống nắng mấy chị. Tất nhiên là mua như nào thì phải gửi như đó. Mấy chị nghĩ nè, mấy chị coi nè, shop nhà Hoàng nha. Đây, ví dụ như mà Hoàng lừa đã mấy chị á, là lừa được cái lần cái mấy chị không làm nữa rồi, lấy tiền đâu trả ba đứa nhân viên, rồi lấy tiền đâu trả ba đứa nhân viên mấy chị ha, rồi tiền đâu tôi trả cho con nhỏ, con nhỏ chuẩn bị lấy chồng, rồi trả cho con nhỏ này nữa, rồi trả cho con nhỏ này nữa mấy chị ha. Không không có trụ mà tào lao được mấy chị. Thế mà tào lao á là xong rồi, mấy chị không mua nữa, còn em lấy tiền đây em trả nhân viên, đúng không? Mình phải bán làm sao mà mỗi ngày mình bán đông khách hơn, mình bán ít khách hơn tiền đâu trả nhân viên, nên là không có trụ vừa đã lừa đảo được mấy chị, không có lừa. Nhưng em không ba chụp rộng gì hết. Em ở đây là em chỉ sợ nhất là những chị béo. Ví dụ như mấy chị em là 70kg á, đúng không? Nhưng khổ là em cũng cao được 1m57, có nhiều chị á hả cũng 70kg với em, nhưng mà lùn được có 1m5 à, là nó còn khó mặc đồ hơn em nữa kìa. Với lại do cái cơ địa của từng người, cho nên là em cũng không biết cái tướng mấy chị như thế nào. Nên là hễ mà chị nào béo quá là mình cân nhắc rồi mình mua. Còn chị nào mà không béo là cứ đụng vô là vừa, đụng vô là vừa. Em nói thiệt, có chi đâu không vừa, còn hàng lỗi thì em bao. Sợ gì đâu, hàng lỗi em bao. Cứ nhận hàng lỗi đi rồi em tính cho. Thiệt. Rồi 60.000 khoác chống nắng. Lấy em cái màu xanh này nha chị, ok hoa bất tử. Có chứ chị, lừa em mua hàng tốt nè, đúng rồi, lừa em mua hàng tốt hết tiền hả? Lấy 5 cái áo thun, 5 cái quần đùi. Chị mùi chị mùi phú á, quần đùi là chị phải lựa màu, còn áo thun là chị cũng lựa cái kiểu chị thích luôn ha. Quần đùi là em có là màu xanh nè, màu reo nè, màu xám nè, màu đen nè. Có cái màu tím nữa hay dung rồm đôi chị Hoàng coi. Em có cái tím nữa nè, chị nào thích thì lấy ha. Tẩy trắng răng em bị hết rồi chị Ngô chung. Rồi đây mấy chị nè, tẩy trắng răng em hết luôn. Rồi đây, màu tím là 1 nha, màu xanh là 2, màu xám là 3, màu rêu là 4, màu đen là 5. Nói chung là 5 quần 5 màu 20.000. Mấy chị chốt màu vô, còn màu thoải mái em lựa thoải mái cho. Còn như chị kia lấy 5 quần 5 màu thì em lấy luôn. Còn áo là mấy chị phải lựa từng mẫu áo, em đang nhiều lắm. Rồi bây giờ em lên áo cho nè. Thích mặc cái nào lấy cái đó, cứ từ từ mua thông thả mấy chị, có chi đâu phải vội. Khách trong tỉnh Bình Thuận là cỡ 2 đến 3 ngày là bắt buộc phải nhận hết hàng. Hôm nay 22 đi hàng nha mấy chị, đúng không? Chị nào đi nhanh là mai tới luôn rồi. Chị nào đi chậm là mốt tới. Chị nào đi chậm nữa cái kia tới là cùng à. Tại vì em cũng ở Bình Thuận mà. Rồi chị nào lái chốt em là chuột đỏ nè. Hoàng xe mấy chị, Hoàng ở là huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nha mấy chị nha. Ma Lâm á, ở thị trấn Ma Lâm. Chị nào lái chốt Hoàng là chuột đỏ nha. Chị nào lái chuột đỏ chốt Hoàng là chuột đỏ. Vô rộng tay lỡ không có báo ký mấy chị. 40kg cũng vừa, 65kg cũng vừa. Rồi chuột đỏ 25.000, con chuột Mickey màu đỏ này. À hồi nãy bé Lê Vĩ hỏi có màu đỏ không, cục cưng có còn đây không, lấy đi em nè. 25.000 cái áo đó cũng đẹp lắm á. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là chuột đỏ 25.000 nha. Cứ bán ế quá sale không á mấy chị. Bạn ế quá mà sale chứ không phải sướng đâu. Năm nay Hoàng bán ế quá đó mấy chị nha. Nhập nhiều quá. Chuột đỏ ok cho Lữ Nhã này. Năm nay nhập đồ nhiều quá. Bán ế quá. Không có tiền trả nhân viên. Bây giờ cuối năm rồi phải xả bớt 1-2 like kiếm tiền trả cho ba nhỏ này. Ba nhỏ là giờ trả tiền cho đứa hả 6 triệu. Rồi cái gì tiền thưởng tiền đồ khô máu luôn. Phải xả bớt đồ trả tiền cho nhân viên mấy chị. Rồi cái này là áo phản quang mấy chị nha. Là khi mấy chị mặc buổi tối là cái phần này nó sáng lên này. Áo phản quang này trước là Hoàng bán rất là mắc luôn. Giờ xả mấy chị luôn 25.000 luôn. Chị nào lấy chốt Hoàng là chữ đỏ. Vải thì rất là đẹp, phôm rộng tay lỡ luôn nha. Chị nào lấy chữ đỏ comment lên giúp Hoàng là chữ đỏ áo phản quang nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là chữ đỏ này mấy chị nè. Một cái quần đùi xám dồn đơn ok Trần Hương. Chị nào lấy chữ đỏ mà comment cho Hoàng chữ đỏ phản quay nha. Buổi tối mấy chị mặc lên là cái phần đó nó sáng lên á. Xe máy mà nó dọi vô mình á, nó phản lên. Đó, giống như mình đi ngoài đường mình thấy vậy đó. Chị nào lấy chốt Hoàng là chữ đỏ. Like bánh kẹo không chị? Bánh kẹo chị còn ít lắm, xíu nữa chị xả cho bé Ánh Thùy Nguyễn ơi. Bánh kẹo chị Hoàng còn ít à, còn được có mấy loại, xíu nữa chị Hoàng xả cho. Giờ chị Hoàng xả quần áo cái xíu nữa chị xả cho nha. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là đen chữ nè mấy chị nè. Cái này Hoàng xả mấy chị 20.000 luôn. Đen chữ phôm rộng tay lỡ xả cho mấy chị luôn. Trang Lê là một cái áo chữ đỏ này 20.000 nè. Ok Trang Lê nè. Áo quên 25.000 cái chữ đỏ 25. Cái đen chữ này mới 20 mấy chị. Đen chữ này nè, xem mấy chị 20 nha. Đầm tím hả, đầm tím này. Chị nào lái chốt Hoàng đen chữ ok Lữ Nhã nè. Cái này 20.000 nha, mà cái chữ đỏ là 25 á mấy cha ơi. Tôi nói lộn á, tôi muốn khóc luôn. Rồi rồi mấy chị chờ xíu, đầm tím mô, đầm tím mô. Để mấy bán nhân viên lại lấy thử coi. Ôi chui cha ơi. Rồi cái áo này thằng xe mấy chị 15.000. Phôm này là dưới 55kg mặc vừa nha.
dưới 55kg mặt vừa thôi, 40kg đến 55kg mặt vừa. Ở Ma Lâm mình ở Phú Long mà lần đầu tiên mua 5 hộp nho không dám bán, bây giờ quen rồi hả? Dạ đúng rồi, em cũng sợ, tại vì nó hợp với chị là do đồ ăn á, lúc đó em còn ít, nó còn ít lắm, em sợ chốt cho khách mới nhiều á, lỡ người ta không nhận hàng á thì hàng nó quay về, thì lúc đó mình nghĩ Tết mất tiêu đi, mà trong khi khách cũ của em á thì mua không có bán, tại vì hiện tại bây giờ rất là nhiều người muốn mua nho luôn, mà em hết nho luôn rồi đó. Đồ ăn là do em muốn bán hết sớm để cho tư tưởng mình thoải mái, chứ đồ ăn mà mình bán chậm chạp quá mình rung lắm, hồi hộp á. Rồi chị nào lấy chốt em áo này 15.000 nha, cái vải thì đẹp, phôm hơi nhỏ nè, hàng xả 15 luôn. Tay dài đợi một xíu em, hết cái mẫu này rồi chị sẽ lên tay dài em, từ từ, hàng nhiều lắm. Áo thun đang quá trời luôn, áo thun thì đang quá trời, mọi người đừng có sợ, áo thun là cả ngàn cái luôn, thề luôn. Rồi cái đỏ tay dài nè, rồi sale luôn mấy chị luôn nha, 25.000 luôn. Cái đỏ tay dài này là nam được luôn nè, nam nữ gì cũng được, dưới 70kg mặc vừa luôn. Chị nào lấy chốt hoàng là đỏ dài nha. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Rồi chị nào lấy đỏ dài, chốt đỏ dài, em thật mấy chị chứ mấy chị mà ở trong các cái xã đúng không? Đảm bảo mấy chị là mấy chị lên huyện là mấy chị đụng chồng em liền. Mấy chị ở thành phố Phan Thiết thì là chồng em không có làm, chứ còn mấy chị mà ở trong huyện á, là xã nào chồng em cũng làm việc hết đó mấy chị. Rồi chị nào lái chốt này giúp Hoàng nha mấy chị nha. Chị nào lái chốt này giúp Hoàng mấy chị ha. Đỏ dài mấy chị nè, xe với chị 25.000. Đỏ dài xe với chị 25.000 nha. Áo kiểu có đồ tùm lum tà la hết. Đồ em còn không chị? Hai quần u mì á hả? Còn hai quần u mì đó em có mua thêm gì, mua khẩu trang hay gì, chị Hoàng chốt đi hàng cho mai. Rồi chị nào lái chốt hoàng là xanh kiểu nè, phôm này 57kg trở lại mặt đường, sale 25 luôn. Xanh kiểu 25 luôn, xanh kiểu 25.000 luôn mấy chị nha. Rồi giờ hoặc cái like đại vậy đó, chị nào mình gom được cái nào gom. Ba cái hàng này đẹp không, hàng xả hết. Rồi mấy chị này, cái hồng này nha, hai quần với một áo khoác á hả? Áo khoác hình như không có hay sao? Áo khoác thì không có, có hai quần à. Rồi cái hồng này, hồng bé mấy chị, bé dưới 35kg mặt vừa nha, hàng xe mấy chị 20.000. 35kg trở lại mặt vừa, hồng bé xe mấy chị 20. Hồng bé xe mấy chị 20, quần u mì thì còn đó, mà còn cái áo khoác thì chị đâu có thấy áo khoác gì đâu. Rồi cái đầm này mấy chị hàng xe 25.000 nha. Đầm này xe mấy chị 25.000 luôn. Đầm này xe mấy chị 25.000, dưới 55kg mặt vừa, dưới 55kg mặt vừa giúp Hoài mấy chị, dưới 55kg nha. Đầm tím 25.000. Dưới 55kg hàng thiết kế nên nó có dây kéo hết luôn nè. Rồi chị nào lái chốt hoàng là đầm tím nha, 25.000 luôn, xả luôn, 45 xả 25 luôn, tại còn có cái chị cho luôn, khoán luôn. Có khoác màu hồng chống nắng nữa mà, ta 65 hả, màu hồng chị đang còn á. Giờ mình còn có khoác chống nắng màu hồng, đưa chị đi em, cho bé Mai coi lại đi. Rồi, hàng chi không biết nữa, chắc bị soạn, bị sót hay sao, chứ cái này mà đủ đơn là chị chốt bữa giờ cho em rồi. Rồi cái đầm tím là xem mấy chị 29.000 luôn. Phôm này là cửa dưới 55kg mặt vừa nha. Cái tím 25, còn tím này là 29 rồi. Áo khoác chống nắng màu hồng này hả Mai? Mấy chị khách mới là mấy chị xem rồi, Hoàng chưa có cho xem đâu mấy chị ơi. Khách mới tự nhiên xem cái là Hoàng đang bán đồ mà mấy chị xem được, xong mấy chị có chốt được đâu. Rồi chị nào lấy hồng, chốt hoàng hồng nha, khoác hồng nè. Mai bữa em lấy cái khoác này hả? Màu hồng này hả? Hồng này hả? Hay là hồng nào vậy Mai? Khoác hồng nha, chị nào lấy chốt hoàng là khoác hồng. Áo khoác chống nắng màu hồng nè. Giờ chị Hoài sale còn có 60.000 chứ nhỉ. Giờ chị Hoài sale 60.000 luôn, sale nghỉ Tết luôn, về quê ngoại luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Khoác hồng này mấy chị nè, 60.000 luôn nha. Khoác hồng 60.000, chốt đơn lên giúp Hoàng. Còn ba cái áo Shopee vải đẹp ơi là đẹp mà mình cũng xả luôn. Khoác hồng này hả? Rồi ok, vậy là Kim Mai lấy khoác hồng này 60.000, với lại có hai quần u mì mà bữa chị sale 35.000 cái á. Đó là Kim Mai nha. Kim Mai chị ship gửi luôn hay là Mai ghé lấy? Nếu như ghé lấy là đơn Lữ Hồng Quốc còn chị, đơn Lữ Hồng Quốc nó đi rồi em, đơn Lữ Hồng Quốc chị chốt hôm qua là đi rồi em à. Rồi còn ba cái áo Shopee nha, vải đẹp lắm nè, chốt lên giúp Hoàng 65kg trở lại mặt vừa, sale luôn 20.000 nha. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng là cam 20, cam 20 nha, 40kg đến 65-67kg mặt vừa, nam nữ mặc được luôn, ship lên em luôn chị rồi ok. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha, cam 20.000, đẹp ơi là đẹp luôn, cam 20 nha, cam xả luôn, vải rất là đẹp luôn, 20.000 ok cho ông bác Kim Mai này. Còn hai cái nữa mấy chị, chị nào lấy cam chốt Hoàng cam 20 nha, cam này 20.000 luôn. Quần u mì á, bữa bé Mai mua còn sót mấy cái đem ra chị xả luôn cho khách khác mua luôn, cam 20.000. Chị nào lấy cam chốt Hoàng cam nha, ok cho chị Hoa giấy 20 nè. Còn cái nữa mấy chị nè, còn cái nữa em xả hết luôn, sale mấy chị luôn nha.
cái cam 20 nè mấy chị nè, cam 20 ok cho Đạt Villa nè. Ok nè, cam 20 cho Đạt Villa. Mấy chị cái quần u mì Hoàng xã giá 35.000 nha. Quần u mì không lẽ giờ Hoàng ra Hoàng mặc cho mấy chị. Ngày nào Hoàng cũng livestream Hoàng mặc hết muốn xỉu luôn. Cái quần u mì mấy chị 50kg nha, cho đến là cỡ tầm là dưới 70kg mấy chị mang vừa. Quần u mì nha, sale mấy chị luôn. 35.000 quần. 35.000 quần, 100.000 ba quần đây. Hoàng là 70kg luôn á mấy chị, và bên trong có cái quần nha. Quần u mì nè mấy chị nè. Quần u mì nha mấy chị nha, 50kg. Cái quần này là Hoàng bán là 45.000, nó thật mấy chị luôn, mà giờ Hoàng sale luôn, mấy chị thấy Hoàng béo có bụng không? Tại Hoàng 70kg mà. Rồi sale mấy chị là 35.000, một quần là một cái logo, hai quần là hai logo, ba quần là ba logo, nói chung là bao nhiêu quần là bấy nhiêu cái logo này nha. Logo Hoàng có Chanel rồi Adidas rồi tùm lum hết. Đây, quần u mì nè mấy chị nè. À, chị nào lái chốt Hoàng là quần u mì nha, chất u mì đẹp ơi là đẹp luôn á. 50kg tới 70kg mang bừa luôn mấy chị. Hàng này không bao giờ có, hàng này không bao giờ có, sót cỡ mười mấy cái nữa là hết luôn á. Rồi chị nào lái chốt Hoàng Nguyễn Mỹ Ngọc khách mới đặt hàng là mấy chị nhớ cho thông tin số điện thoại địa chỉ luôn, Hoàng mới chốt nha. Hoa Bất Tử là quần u mì nè, Khâm Nhã Tăng là hai quần u mì nè. Đây mấy chị này còn sót ít á, quần u mì khách em mua ai cũng biết hết. À chút nữa lựa cho khách mấy logo nha em nha, chị bấm phiếu ra thôi chứ. Hai quần u mì nhớ lựa cho khách là một quần là một logo, hai quần là hai logo, Khâm Nhã Tăng rồi ok. Ba cái quần u mì cho Trang Lê. Mấy chị đặt hàng á cho em số điện thoại và địa chỉ trên một dòng luôn. Đặt hàng cho em số điện thoại địa chỉ trên một dòng luôn mấy chị, ba quần em sale luôn 100. Còn ít em xả nha. Cái này là còn ít em xả mấy chị nè, quần u mì nha. Rất là đẹp luôn. Khách mới đặt hàng mấy chị nhớ cho em số điện thoại và địa chỉ trên một dòng luôn, để em xem thử là cái địa chỉ đó mình có thể phát hàng được không, em mới gửi được không thì em mới lên đơn mấy chị. Cái lúc thì chữ gu xì nè, quần u mì nha, túi là túi cắt sẵn luôn. Túi là túi cắt sẵn, mấy chị biết khách em mua 45.000 không á. Bây giờ hả, chỉ còn được một cái like cuối nè, em ưng em xả luôn mấy chị. Là 35.000 chứ trời ơi, lỗ muốn sấp cái mặt luôn. Khách em mua hả, khách sĩ em mua mấy chị, mấy chục quần cũng không có giá 35, em nói thiệt. Rồi xe mấy chị có 35.000 bạc à. Ô khách xa của em không chốt được đâu mấy chị ơi. Rồi chị Hồng Hồng riêng này là em không chốt được. Chị Nguyễn Mỹ Ngọc là em cũng không chốt được mấy chị. Năm cái form này 50kg đến cỡ 65-67kg em. Chị 70kg chị cũng vẫn mặc vừa, chừa hơn 10 cái để mặc á. Quần u mì ok cho chị Tâm Huỳnh. Vậy là chị Hồng riêng với lại chị Nguyễn Mỹ Ngọc là em không nhận đơn được mấy chị. Tại vì xa quá, xa quá không nhận đơn được. Trần Hiếu em cũng không nhận đơn được mấy chị ơi. Rồi ok nè, Thảo Phương nè, quần u mì nè. Cái này mấy chị, cái này là Hoàng không chốt cái logo nha. Hoa Bất Tử ơi, chị không có chốt logo em. Chị không có chốt logo này, logo kia gì hết. Cứ một quần là một logo, hai quần là hai logo, ba quần là ba logo. Và cái logo này là do nhân viên nó lựa, chứ Hoàng không có chốt mấy chị nha. Hoàng có chốt đây nè, nhân viên đó, nó sẽ ngồi nó lấy cho mấy chị. Nó miễn sao nó lấy cho mấy chị, mấy chị comment ba quần đúng không, nó sẽ tìm ba cái logo nó bỏ cho mấy chị. Ví dụ vậy đó, nó bỏ phiếu cho mấy chị ha. Đó, chứ còn Hoàng là Hoàng không có lựa được mấy chị nha. Chị nào đồng ý như vậy thì mình chốt, còn chị nào không đồng ý thì thôi. Còn xả đơn cho, không có vấn đề gì hết trơn. Chứ Hoàng không có chốt là cái logo này, logo kia đâu. Tại vì nhiều logo lắm sao chốt được mấy chị. Trời ơi, nó ngồi nó lựa thời gian đâu có. Quần u mì nè mấy chị nè, 50kg nha, nhưng mà ít nhất là phải 50kg. Chứ còn ốm hơn 50kg thì sợ nó rộng á. 50kg mấy chị, 50kg cho đến cỡ tầm là 6 mấy ký mặc vừa. Quần u mì nè, quần u mì nè mấy chị nè ha. Đây 35.000 cái quần, rất là đẹp luôn ha. 35.000 cái quần mấy chị nè. Đó, Hoàng là béo 70kg nha, chứ không phải Hoàng ốm đâu đây nha. Rồi ok nè, một cái quần u mì dồn đơn cho Trần Hương nè. Rồi Nguyễn Bảo Trân, em không nhận đơn được chị ạ. Em không nhận đơn được nha. Lấy thêm một cái quần nữa ấy ok. Hoa Bất Tử nè. Ok đúng rồi, đồ rẻ nhưng mà phải bà đàng hoàng đó mấy chị. Nó nhân viên Hoàng nó làm cái gì đó, chứ tại vì cái logo này nó nhiều lắm, không phải là một cái Gucci đâu. Có lúc thì Gucci, có lúc thì Adidas, có lúc thì Coco, có lúc thì Chanel, có lúc thì gì tùm lum không biết đường. Ok nè, cho Thảo Phương nè, tùm lum hết không biết đường luôn. Mà còn sót cỡ tập ít đó Hoàng xã mấy chị luôn, là giá là 35.000 cái. Trước Hoàng bán là bao nhiêu ta, 45 á. Ba quần ok cho Vinh Như, ba quần là 100 luôn, ba quần là xả 100 luôn, bán lỗ thí má luôn. Cú này là không có tiền trả nhân viên, đành lòng phải bán lỗ. Rồi cái quần này mấy chị ơi, Hoàng sale luôn nha.
Quần này đẹp ha. Rồi xả mấy chị luôn. Quần này quá đẹp luôn mấy chị. Dưới 55kg mặc đẹp cho em. Rồi em sale mấy chị 20.000 thôi. Em sale mấy chị 20.000. Ủa mà cái quần này hình như dây kéo nó bị hư cha rồi sao chứ. Bà mẹ cha ơi, thôi tặng luôn cho mấy chị. Nó hơi hơi rồi. Hả? Vẽ mắt nước hả? Hình như còn vẽ mắt nước hay sao em kìa, lấy cho khách Trúc Mai Nguyễn, khách mới hay khách cũ vậy chị ơi? À khách khách mới hả? Khách cũ của nhà mình hả? Em cũng ra phiếu đại vậy nè. 29.000 em. Cái quần này chốt em quần tặng đây mấy chị. Nó bị hư chai dây kéo rồi mấy chị, về làm chị làm em không biết đâu. Rồi chốt em là quần tặng đây mấy chị nha. Rồi nó hư rồi thì em tặng mấy chị, về mấy chị coi mấy chị xử lý, mấy chị làm chi mấy chị làm. Quần tặng nha mấy chị nha. Chị nào lấy quần tặng chốt em quần tặng. Quần tặng ok cho chị hoa giấy nè. Cha ơi tự nhiên hư mất dép nữa. Quần tặng cho chị hoa giấy ok nè. Là ba cái xuống mấy đây, ba cái là 100 em, hoa bất tử ba quần là 100 em, ba quần là 100. Rồi cái xám này là xám bé mấy chị nè, xám bé nha, bé cỡ 40kg mang vừa. Xám bé nè, hàng xe mấy chị là 15.000, mấy chị chốt hoàng là xám bé. Nói chung là dưới 50kg, 35-50kg mặc vừa một quần ô mì cho chị Ngọc Huy. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là xám bé nha. Rồi laptop á, em có là Vinh Như rồi. Rồi laptop thì nó lộn lộn trong đây. Chị khách cũ mua rồi mà, dạ rồi ok em biết rồi á chị. Thì em hết ý là hết like này em sẽ chốt đơn. Tại vì là khách cũ nhưng mà em sẽ tranh thủ đi hàng. Vì sợ bưu cục nó không nhận đơn khách ngoài tỉnh nữa, chứ không phải em không bán nha. Rồi chị nào lấy xám bé chốt em xám bé nha. Em lại muốn bán chết luôn á. Hàng bây giờ còn cả kho luôn. Tiền thì không có mà hàng thì quá trời luôn. Rồi bây giờ làm sao đấy mấy chị ơi, mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt em là trắng hoa nè, em xem mấy chị 20.000. Cái này là gần như cái đầm vậy đó nha, giấu quần luôn. Chị nào lấy trắng hoa chốt em là trắng hoa. Cái này mấy chị mặc với quần đùi ôm kia là như phơm giấu quần luôn. Rồi 65kg mặc vừa luôn, trắng hoa 20.000 chốt đơn mấy chị. Trắng hoa 20.000 chốt đơn đi giúp em. Trắng hoa 20.000 chốt đơn nha. Trắng hoa 20.000 chốt đơn ok cho chị Tâm Huỳnh. Trắng hoa 20.000 chốt đơn. Chú cha băng lô, băng lỗ chết luôn. Cái đó có tay ngắn và tay dài luôn hả em? Em còn hai mấy cái áo trắng đẹp nè, trắng cô gái nè. Em xả luôn cho mấy chị 25.000. Có 3 cái trắng cô gái, 4 cái trắng cô gái. Rồi mấy chị cái trắng này, mấy chị comment em là trắng cô gái nha. Áo khoác sau lưng có bán không? Dạ có chứ, em bán cả thế giới luôn á chị. Em cũng bán em luôn. Bán ba nhỏ nhân viên với lại bán em luôn mấy chị. Chị nào trả giá mà được á, em gả hết. Rồi chị nào lái chốt em là trắng cô gái này, em xem mấy chị 25 luôn. Hàng vải này là rất đẹp luôn ha. Em xem mấy chị nha. Trắng này nè, dạ ba trắng hoa hết rồi chị Trúc Mai Nguyễn. Cái này là trắng cô gái, form 40-65kg mặc vừa. Form 40-65kg mặc vừa mấy chị, em xả luôn mấy chị luôn 25.000. Tiếng hài luôn á. Chứ là nhiều khi khùng cũng dữ ghê. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em nha. Đây. Chị nào lái chốt em là trắng cô gái ok cho Khâm Nhã Tăng một áo 25.000 luôn mấy chị nè. Còn mấy áo, ba áo đây. Vải này rất đẹp luôn nha. Vải này đẹp lắm luôn á. Nói chung là hàng này á là em nhập vô lúc trước là 30.000. Vải rất đẹp luôn. Không có giống như mấy cái vải thun bình thường hồi nãy đâu. Chị nào lái chốt đi giúp em. Em bán này em biết mà. Áo này là đỉnh cao luôn. Chị nào lái chốt em. Trắng hai áo hả? Hai áo ok cho chị Nguyệt Linh Trương. Ok cho chị Linh. Ok cho chị Linh là hai áo này. Vậy là còn một áo này nó hơi bị bụi thôi, để cho em. Nó hơi bị bụi em mặc luôn. Ba quần u mì em có rồi á Vinh Như ơi, em có quần u mì rồi. Có rồi, chị Hoài chốt rồi mà. Rồi, tiếp tục nè mấy chị nè. Cái vàng chữ này crop top nè. Đây, 20kg mang vừa mà 55kg mang vừa, đúng không? Người lớn mình mang là nó crop top, mà người bé mình mang á thì là nó là như cái áo thun bình thường. Vàng chữ 20.000. Vàng chữ 20.000 chốt đơn mấy chị. Vàng ok cho bé Thanh Hậu Nguyễn. Hay bây giờ Dung, bây giờ mình chơi lớn cái cú này đi. Cái quần lính á, mình còn 20 quần. Em bán giá mà mấy chị nghe xong mấy chị chỉ xỉu thôi, 22.000. Thôi chơi luôn 20.000 luôn, 20.000 cái quần lính luôn. Quần lính là mình tổng cộng là có mấy màu em? 4 màu, nhưng em không có chút màu nha. Chị nào có nghĩa là để em cho mấy chị tưởng tượng trong đầu là mấy chị mua 4 cái quần lính thì nó là 4 màu vẫn ok, vải rất là đẹp luôn, em xả luôn rồi em nghĩ luôn á. Chứ giờ để hàng đây á mà mình nghĩ Tết như thế này thì về quê ăn Tết liệu có an yên với mấy anh tí không?
ăn Tết xong rồi lên tới tự nhiên ta nói khóc tiếng Mi Campuchia, tiếng Huế luôn. Thì chết cúng đây là chết chắc. Đây mấy chị nè, em cho mấy chị coi thử quần lính nha. Quần lính nhà em thì khỏi cần giới thiệu đúng không? Khỏi cần giới thiệu nữa mấy chị, quần lính nè. Đó, nó sẽ có 5 màu. Nhưng em không có chốt màu gì đâu. Tại vì em biết màu gì đâu, chốt em bán lỗ luôn mà. Đó, nó sẽ tổng số là có 5 màu. Em bán 20 ngàn cho quần lính luôn. Vải thì bao đẹp, trên đời này không bao giờ có cái vải gì mà nó đẹp như cái vải quần lính này luôn á. Em nói thiệt luôn á, mà 20 ngàn nha. Form là 40kg, lựa cho chị 4 cái 4 màu để riêng ra đi em. Ra Tết mặc với áo thun nè, mang cho nó đẹp nè. Đó mấy chị, 40kg nha, đến 70kg mang vừa luôn. 40kg đến 70kg mang vừa quần lính nha. Quần lính là 40kg đến 70kg mang vừa luôn mấy chị ơi nha. 40kg, 70kg mang vừa. Rồi mấy chị, Hoàng không có chốt quần lính màu gì hết mấy chị nha. Mấy chị lưu ý là không có quần lính màu gì hết. Hoàng chỉ chốt là 1 lính, 2 lính, 3 lính, 4 lính, 5 lính. Tối đa là 4 màu. Chị nào lấy 5 cái có nghĩa là mình sẽ có một cái nó bị trùng lại. Cái này nhân viên nó lựa chứ Hoàng đâu có thời gian lựa. Cái chất mấy chị coi nè, Hoàng mặc thêm một cái lính nữa nè. Đó là cái lính thứ hai nha. Rồi màu thứ hai, nói chung là lính là nó đều là lính hết á. Nó ở ngoài đẹp lắm. Rồi còn 20 cái còn bán tri ân mấy chị luôn, 20 ngàn. Cái này là không bao giờ có hàng luôn mấy chị nha. Đây không bao giờ có hàng đây. Mặc tiếp cái quần nữa. Là trong người mấy cái quần rồi Dung? Đoán đúng có thưởng hả? Đâu, biết luôn bay ơi. Con tài ghê ha, con nó đúng lính tao luôn á. Chi cũng biết hết trơn á. Rồi mới chạy trốn đi luôn à. Rồi cái này là cái thứ mấy? Mày nói đi, mày nói không được ta đuổi việc cũng vô. Lại nhiều, bà mẹ nó vật 6 cái quần. Ta mặc người 6 cái quần hả? Thôi ta cởi bớt ra đây, mày nói nữa thì ta sẽ cởi ra 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp là ta vẫn còn 2 lớp đúng không? An toàn nha, bà mẹ. Mà tổ cha mặc được cởi ra mới về phải chuẩn nè. Rồi đó, đến lượt mi xếp lại ta. Đó, mi làm gì mi làm. Còn không ta đủ việc không vô. Rồi mấy chị chốt em là quần lính nha. Em sell 20 ngàn cái bán lỗ luôn á. Cuối năm bán lỗ chơi mấy chị cho vui. Thiệt. Quần lính chốt đơn đi giúp em mấy chị nha. 20 ngàn. Quần lính là cho chị chốt Mai Nguyễn là 5 quần nè. Quần lính dồn đơn cho chị Võ Hằng là chị Nguyễn Thúy Loan ok. Quần lính cho Hoa Bất Tử ok. Rồi quần lính, 2 quần lính cho Trang Lê ok. Quần lính cho Lữ Nhã ok. Hoa Bất Tử là 2 quần lính ok. Như Ý Đặng 3 quần lính ok. Rồi mấy chị nào lấy lính thì chốt lính ha. Cho 2 cái sớm tắt hàm trí hả. Chị Liên này là gọi không nghe máy chị ơi. Chị Liên này bên em từng, chị từng đặt hàng rồi gọi không nghe máy. Nguyễn Hà Trâm chốt đơn là phải có số điện thoại với địa chỉ kèm theo mấy chị. Chứ mấy chị chốt hàng không không em đâu có lên đơn được. Tại vì nay cận Tết quá rồi. Em nhắm mà bán được thì em xả lỗ. Chứ mà nhắm mà mất cả chì lẫn chà thì thôi nghỉ khỏe mấy chị biết sao không? Nhiều khiến khổ cái gì nè. Em lại muốn xả bớt hàng cuối năm á, trả tiền nhân viên, dọn dẹp cửa hàng cho sạch sẽ. Nên đành lòng mình xả lỗ. Mà ví dụ như chơi mà bán được á thì thôi coi cũng được hen. Mà ví dụ như bán không được ra Tết cái cục hàng bơm nó bơm về. Cái tự nhiên không được một cái chi mất cả chì lẫn chà mấy chị biết không? Bây giờ em mất công. Em mất công là em livestream khổ mấy chị, viêm họng chứ bộ. Rồi mất công là em làm thì bắt nhân viên làm. Ba đứa nhân viên là một ngày đứa 200, ba đứa là 600 thấy không? Ra Tết cái nhận hàng bơm về khui ra nữa lại mất công nữa. Rồi tiền băng keo, rồi tiền bị ni lông. Thấy không khổ không? Cho nên là vì sao em bán cho khách cũ không là em sướng vậy đó. Còn mấy chị khách mới là phải an toàn em mới dám bán kìa. Cô thêm 2 thảm chân nha, cô là 4 thảm á. Phương Kim hả? Phương Kim hả? Sáng giờ hả? Chị cái đầm dây hoa treo lên xào thì 25 ngàn em. Cái đó 35kg đến 55kg mặc vừa thôi nha. Cái đầm hoa đó thì size nó dành cho mấy bà hơi ốm ốm. Rồi đây chị nào lấy lính nữa chốt lính. Vải là đẹp như thử là đẹp như Ngọc Trinh luôn. Hoàng nói thiệt luôn á, vải đẹp như Ngọc Trinh luôn. Đẹp như thử là, đây nè mấy chị coi nè, vải đẹp ghê lắm. Hoàng nói thật luôn á, vải đẹp xỉu luôn. Trong Hoàng, Hoàng bán đồ online mấy chị bán 5 năm rồi. Năm nào bên xưởng nó cũng sẽ có lô quần lính hết. Nhưng mà hàng sale thì là mình không có biết được. Nhưng mà riêng cái quần lính lần này nè, rồi nó đẹp muốn mê luôn, đẹp lắm. 54kg nói chung là đừng. Áo thun trắng in bé gái còn không em hả? In bé gái hả? Còn một cái mà cái đó nó hơi bụi á chị. Cái đó nó hơi bụi nên em để em giặt em mặc luôn á. Do cái bị ni lông bị rách. Ví dụ như em 54kg thì em phải cao cỡ 1m56, 57 đúng không? Chứ 54kg mà chơi có 1m5 là mặc nó cũng không vừa.
nó không có dừa. Rồi con mua đủ đơn cho cô Hoài chốt đơn đi luôn, chứ không là hết đi được luôn rồi. Đẹp như em Hoài hả? Dạ thì em thì 6S. Em mà đẹp như em chi em 6 ồm. Bây giờ mọi người ai thấy em người ta cũng ói nó quá trời hết trơn. Huống hồ có ông chồng già, ông cũng hốt đại. Mấy chị mua đồ em mà mấy chị mà ở trong thị trấn thì trước sau gì mấy chị cũng biết gia đình em là ai hết trơn á. Thiệt sự. Nhưng em khỏi sợ lừa đảo gì hết trơn, mấy chị lừa đảo gì đâu. Em giàu lắm, em không có lừa đảo đâu mấy chị. Em đam mê công việc thì em làm nha, em nói thật. Em giàu lắm. Em có lừa của mấy chị chi ngàn, hai ngàn, hết quá lộn, 100, 200 hết, em nói thiệt luôn á. Thề, danh dự, giàu lắm mấy chị. Cái này chỉ là một xíu xíu tài sản của nhà em thôi. Thiệt mà, có lừa đó mấy chị khỏi lo. Em đam mê mà em làm quên cả ăn trưa, ăn tối, quên cả chồng, cả con á. Chứ em có lừa nha, hư hỏng, hư hiếc, đồ lỗi, liếc, đồ em bù hết. Mấy chị cứ yên tâm mà sử dụng hàng nhà em. Vì đam mê mấy chị, em thật, học đại học xong ra chồng cưới về hứa xin việc làm. Ổng xin không được, em ở nhà em xin con nhóc đầu tiên. Các em ra em bán tạp hóa mà trời người ta nợ quá. Người ta nợ quá, trời lỗ, sặc máu luôn. Cái thôi em nghỉ thời gian, đó. Hoàng nấu coi này đúng nhất. Dạ, em nói thiệt mà chị nào ở gần mới biết em không có nổ đâu thiệt. Cái cửa hàng này của em cũng không là cái gì hết. Cho nên mấy chị mua có 100, 200 thì đừng có sợ em lừa. Em thiệt, nó đâu là cái gì của em đâu, giống em nó thật. Ví dụ như là con voi mà nó chỉ là cái lông của con voi thôi mấy chị. 100, 200 ngàn nó là cái lông của con voi thôi. Đó, em không cần, mấy chị không cần phải sợ em lừa. Không phải sợ em lừa cái gì hết trơn á. Xin lừa chi đâu lừa. Rồi cái này mấy chị nè, hàng này á là hàng thiết kế. Em xả 25 ngàn cái, 35kg đến 55kg mặt vừa, 35kg đến 55kg mặt vừa. Rồi mấy chị chốt đi chú Hoàng. Cái màu này là màu kiểu như là nó hơi nâu nâu nha, hoa nâu. Còn này mấy chị chốt Hoàng là hoa kem. Hai mẫu này là giống y nhau hết vậy nè. Giống y nhau, nó chỉ khác cái màu thôi. Hoa màu nâu hoặc là hoa màu kem. Chốt đơn mấy chị. Xét vớ hoa cúc cô Hoàng sale 38 ngàn con. Xét vớ hoa cúc cô Hoàng sale 38 ngàn. Rồi mấy chị, hoa nâu hoa ok cho duyên đoàn. Hoa nâu nè, một cái hoa nâu cho duyên đoàn nè. 65kg là mấy chị, 5 cái quần lính. Chị Mùi Phú á, chị phải cho số điện thoại với địa chỉ. Quần lính là em xả 20 ngàn luôn chị Tâm Huỳnh ơi. Mấy chị đặt hàng á, mà mấy chị muốn được em chốt đơn á, là mấy chị phải đặt hàng kèm số điện thoại địa chỉ. Cái ví dụ như mà em thấy cái chỗ mấy chị mà vẫn còn ship được hàng là em sẽ nhận đơn cho mấy chị. Cái còn nếu như không ship được thì em sẽ trả lời cho các chị là chỗ đó không đi hàng được đâu. Thì thôi các chị đi ra mình nấu cơm, mình đi làm củ kiệu, mình đi làm củ hành, mình đi làm đồ chua, mình đi làm chuẩn bị Tết, mình đi làm khô heo, khô bò, khô gà, khô gì đó. Chứ mấy chị đặt hàng, mấy chị cho số điện thoại không, em đâu biết địa chỉ thì em cũng không nhận đơn đâu. Rồi mình ngồi đó miết nó hết thời gian mấy chị, em nói thiệt chứ. Còn em là em muốn bán, nhưng mà phải biết chắc là chỗ đó có ship được hàng mới bán ông ơi. Khổ tè. Bộ xanh phía sau bên phải em cho chị xem hả? Bộ xanh phía sau hả? Bộ dây kéo hả? Bộ mô. À cái bộ bông hoa hả? Bộ hoa hả? Đầm màu kem ok ok. Bình Dương là hết nhận đơn được rồi chị Hoa Nguyễn nè. Bình Dương là hết nhận đơn được rồi chị. Cái xong thôi bây giờ chị đi làm khô heo, khô gà đi. Đi mua thịt heo về tải ra. Giả ớt, xả, xì dầu, mắm, muối, đường, bột ngọt. Ướp vô đem ra phơi, làm cá khô phơi, làm củ kiệu, làm củ hành, làm củ gì đó ai biết, nói chung là gì đó. Không phải là em không muốn bán, mấy chị muốn bán nhưng chưa trường đâu, bưu cục có nhận hàng nữa đâu. Em gửi cho ai giờ, bưu điện là nó không nhận đơn đây nè. Cái điện thoại em đông cho mấy chị xem, bưu điện nó không nhận đơn, Viettel cũng không nhận đơn, rồi giờ em gửi ai? Em không bán được rồi đó. Thà mấy chị cho em luôn địa chỉ, các em để ra năm mấy chị mua nha. Ăn Tết xong mấy chị, mùng 8 Tết khai xuân. Rồi mấy chị nè, cái này là set vớ hoa cúc nha, 10 đôi. Rồi chờ xíu Hoài sẽ cho xem cái bộ dây kéo nghe giá xong cái tự nhiên ai cũng xỉu hết trơn. Cái này nè mấy chị nè. Cái này là set vớ hình hoa cúc nha, 10 đôi. Mà hàng này là hàng Quảng Châu mấy chị, nên nó rất là dày. Bé nha, 5 tuổi trở lên nha, cho đến là người lớn luôn. Rồi, đều mang được hết. Mẹ con, vợ chồng gì chơi tuốt tuột hết đâu không. Không có hoa cúc là ông chồng mang không được. Chỉ có mẹ con thôi, chị em thôi. Chứ ông chồng mang cái hoa cúc này không được. Em sale nha,
38.000 set vớ chốt đơn, 38.000 rẻ hơn sỉ mấy chị nha, rẻ hơn sỉ. Một set là nhiêu đôi mấy chị? 10 đôi 38.000 đây, đủ màu hết, full đủ màu hết. Chị nào muốn lái chốt Hoàng cái này mang với giày thể thao siêu cưng luôn. Rồi đây, chị nào lái chốt Hoàng là set vớ hoa cúc nha, xả mấy chị luôn, 38.000 10 đôi, giá gốc 55.000 chốt đơn. Chị nào lái khờ mê lên giúp Hoàng nha. Ủa, chị nào lái khờ mê lên giúp Hoàng là set vớ hoa cúc nè, là cái bộ dây kéo nè. Cái bộ dây kéo mấy chị mà muốn cho em xem, mấy chị phải cho em gì? Ôi trời, em nói thiệt cho bán một cái áo khoác không là đủ tiền rồi ha Dung ha. Thì chết, nguyên cái này là áo khoác đó mấy chị. Và là bộ cái khoác nè. Đây nè, cái áo khoác em mặc vừa nha, mà cái quần em mặc không vừa nha. Ô, cái áo em mặc cũng không vừa mấy chị ơi, cái áo mặc hơi chật mẹ rồi. Cái áo này thì chắc cỡ tầm 60kg trở lại quá. Nhưng mà thôi, cái này em cũng không biết luôn. Chị Nguyễn Lạc hả? Chị Nguyễn Lạc là An Giang hết đi hàng được rồi chị. Chị Nguyễn Lạc An Giang hết đi hàng được rồi chị ơi. Cái này nè, cái áo nha, cái áo khoác nha, thì là 60kg, 62kg là cỡ mặc được. 60kg, 62kg trở lại mặc được, chứ Hoàng 70kg hơi chật nách nè. Nhưng cái quần á thì nó cỡ tầm là nhiêu ký, từ từ coi thử. Cái quần á thì nó cỡ tầm là dưới 50kg à. Sao kỳ kỳ vậy ta? Dưới 52kg à ha. Rồi bộ này em xả lỗ cho mấy chị luôn, giá sốc luôn. Cái này là dưới 50-52kg mấy chị. Nói chung là mua về cái quần mặc không được thì cho con nhà mình mặc thôi. Nó sẽ mặc cùng với áo thun màu xanh cũng đẹp lắm. Thì cái quay là cái này là mặc cùng với áo thun màu trắng cũng đẹp lắm. Nhà mấy chị mà có bé bé nhỡ nhỡ nha, cỡ học cấp 2 á, đó mấy chị cho bé mình mặc cái quần này nè, kèm với lại áo là rất là đẹp luôn. Rồi em xem mấy chị cái bộ này giá sốc nè, 50.000 bộ mấy chị chốt em là hoa 50. Cái này giá về là nhiêu á vô? Bán lỗ chết luôn. Rồi chị nào lái chốt em là bộ hoa 50 nha. Nhiêu thơ? Cái gì nữa? Mày lấy cái tờ giấy mày ghi ra chứ mày ghi ta biết ta chết liền. Chị nào lái chốt đi. Chị nào lái chốt đi chứ Hoàng, tao đã xả lỗ rồi bay cứ. Tao biết tao chết liền á, tao đuổi việc bay có. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em nha. Bộ 50 Hoàng nói lại nè, cái quần á thì nó sẽ dưới 50kg mặc được thôi. Chính vì Hoàng thấy cái bộ đồ nó may không đồng nhất nên Hoàng xả lỗ. Mấy chị có thể lấy cái quần này nè, ít bữa nữa Hoàng, ít bữa nữa ra Tết á, mình sẽ lấy cái quần mình bán riêng, mình phối với cái áo thun á. Chị đặt áo thun màu trắng có hoa có bông về mình phối với áo thun, cái mình bán là set bé nhỡ. Còn cái này là mình bán cái áo khoác riêng, ok mấy chị. Nhưng mà mấy chị mua một cái này thôi 50.000 là mấy chị đã rẻ, tại vì nó là chiếc áo khoác luôn, có nón luôn mà, nó là một chiếc áo khoác rồi nha. Cái quần coi như đi kèm mà không tính tiền luôn. Bộ này giá gốc của nó lên tới 70.000, hoàng xã có 50.000 thôi mấy chị nghe nha. Cái quần chắc chắn ở trong đây chị nào ốm mới mặc vừa thôi, như nhỏ nhân viên nhà Hoàng nó ốm thì chắc nó mặc vừa, còn lại không là mấy chị chỉ là cái này thôi nè, mặc được cái áo thôi nha, nhớ nha, mặc được cái áo thôi chứ không là nói Hoàng lừa Hoàng, Hoàng có chi nói đó chứ chả xạo gì đâu. Rồi ok, hoa bất tử là một bộ 55, ok. Bộ ở chưa bộ phát cho chị hả? Chị Nguyễn Lạc á là chưa đi hàng rồi chị. Chị Nguyễn Lạc là bây giờ là sợ bố cục nó hết nhận đơn rồi, ra ngoài ngày là chị mua, chị ra ngoài ngày em bán cái bộ này có 59.000 à. Bây giờ cuối năm thì em cần tiền em xả 50, ra ngoài ngày em bán 59. Rồi chị nào lái chỗ em vẫn rẻ hơn cái áo khoác. Mình bán cái áo khoác không là đã 60 mấy ngàn rồi, thì đây là cái áo khoác hoa chứ gì đâu. Đây là áo khoác hoa nè, đẹp muốn xỉu. Rồi chị nào lái chốt Hoàng nha, chị chốt cho hoa bất tử thôi. Còn mà khách mới là mình đặt hàng mình có thông tin vô với chị, địa chỉ với số điện thoại vô em mới chốt đơn. Coi nhắm phát được thì em mới lên đơn cho, không phát được thì thua. Ê bây giờ hả, hàng thì quá trời mà tiền thì không có nè. Ủa rồi cái này là nhiêu tiền trời, cũng không biết luôn. Trời ơi là trời, cái bộ này rồi nhiêu tiền trời ơi là trời, muốn xỉu luôn. Cái bộ này Mickey 3D này, đẹp ơi là đẹp luôn. Cái bộ, ui trời ơi, cái bộ này phôn nó cũng hơi bự nè. Ui trời ơi, bộ đùi đẹp ha. Phôn này là dưới 60kg mang vừa nè mấy chị nè. Dưới 60kg mang vừa luôn. Rồi bộ đùi này Hoàng xả cho mấy chị 33.000 luôn. Cái này là nhiêu đây trời, không biết luôn. Bộ này đẹp dữ à. Bộ này nhiêu vậy Thảo? Ừ, mấy ghi đó là trưa mi rửa cái tay mà thấy mẹ mi. Bộ đùi nè mấy chị nè, dưới 60kg mang vừa mà bộ đùi này đẹp ha. Bộ đùi con chục nha, tự nhiên nó sót ra mấy bộ em xả 33.000 luôn. Cái này á, lúc trước Hoàng bán 39.000 Hoàng vẫn nhớ giá, nhưng mà bây giờ xả 33.000 thì không biết là lỗ mấy ngàn thôi, hỏi nhân viên là lỗ mấy ngàn đó. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Bộ đùi nha,
33 ngàn. Vải rất là đẹp luôn ha. Vải đẹp lắm mấy chị nha. Không có ở đâu có bán bộ đùi như vậy mà 33 ngàn đâu nha mấy chị nha. Không bao giờ có ai bán luôn. Chị nào lái chốt hoặc là đùi 33 luôn. Quá đẹp luôn. Đùi 33 này. Con chuột Pixie nha. Rồi ok, đùi cho chị Khâm Nhã Tăng này. Chị Trúc Mai Nguyễn là hai bộ đùi. Hai bộ đùi chắc em lấy chị hai màu quá. Màu này màu kia ha. Cái đùi này nó còn một màu này nữa nè. Còn một màu này nữa hay sao? Cái đùi đó là kém kiểu như hơi xanh xanh hả Dung? Cái đó hơi xanh xanh hả? Còn cái này là hơi gì gì đây? Hơi vàng vàng. Rồi em lấy chị cái một bộ hơi vàng vàng, một bộ hơi xanh xanh nha. Chứ em không biết đường gọi luôn. Đây, đây cái này là nó kiểu như hơi màu vàng vàng này nè. Hai bộ hai màu đấy ha. Rồi ok là cho chị Trúc Mai Nguyễn nè. Trúc Mai Nguyễn ok chị nè. Rồi ok chị nè, hai bộ đùi em lấy chị hai màu ha. Nếu như mà chị mua cho hai đứa sinh đôi hay là chi đó thì lấy giống nhau. Rồi mấy chị chấm bài lên giúp em nha. Chia sẻ live stream giúp em. Chị nào lấy đùi nữa chốt em đùi 33 ngàn. Đùi 33 ngàn chốt đơn. Quá rẻ luôn. Em ơi còn cái quần legging á, u mì á, mà đen trơn á cho chị cái đi. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Đùi 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 này nè, 33 ngàn. Rồi cái hàng này giờ sale 33 ngàn tiếc lắm á nghe. Rồi cái này là quần u mì mà trơn mấy chị, đen thui trơn, dưới 60kg mang vừa thôi. Có cái mẫu áo khoác chị đẹp đẹp nữa không Dung? Tẩy lên trên kia đi Dung rồi. Để cho chị xả bớt đồ cho chị yên tâm chị ăn Tết Dung rồi. Quần này u mì mấy chị mà trơn nha, dưới 60kg mang vừa, em xả mấy chị giá sốc luôn. Rồi hai bộ đùi ok cho Nhạn Đoàn, hai bộ đùi. Hai bộ đùi có 66 ngàn à. Em nói thật mọi người chứ đố đi đâu mà mua được luôn. Rồi lên chợ bây giờ cái bộ này á cũng phải mua 70-80 ngàn á mấy chị. Trời ơi đùa gì mà có ba mấy ngàn mà thun 3D cao cấp nha. Quá rẻ luôn. Rồi mấy chị nè, cái quần này là quần u mì trơn như vậy nha. Rồi thằng xã mấy chị luôn đi 30 ngàn. Tại còn có 7-8 cái kệ nó chất là chất u mì. Rồi 60kg trở lại mang vừa. Có túi luôn nha, u mì luôn nha. Mà trơn nè. Cái quần đen trơn này nhiều chị hỏi em bữa giờ mà nó bị sót ra nè. Cái này là từ 45kg đến 60kg mang vừa. 45 đến 60kg mang vừa. U mì chắc phải legging ra. Legging nhưng mà dạng legging chất u mì á, nó rất là có cái độ bóng mà không bao giờ dính lông, không bao giờ bị xù. Chị nào lấy chốt này giúp Hoài nha. Đen trơn. Đen trơn sale 30 ngàn cái mấy chị, đen trơn nha. Đen trơn sale 30 ngàn luôn. Còn mấy cái hàng xả mấy chị 30 luôn. Cuối năm là bán lỗ hết trơn hết rồi. Chị nào lấy chốt hoàng là đen trơn nha. Chị nào lấy đen trơn, comment đen trơn. Cái chuột này không biết là nó có lộn lẫn vô không. Đen trơn nha mấy chị nha. Còn cái khoác này hả? Đen trơn, chị nào lấy chốt hoàng là đen trơn nha. Đen trơn 30 ngàn. Cái khoác này mấy chị này, khoác này hàng xả mấy chị luôn, 35 ngàn luôn. Khoác này xả mấy chị 35 ngàn. Cái này là kiểu như khoác, khoác của người lớn á. Người lớn như tuổi mẹ mình hay khoác á, hay đi lao động rồi hay làm á. Cái này tới 70kg mặc được vừa nha, 35 ngàn luôn. Xám 35 mấy chị chốt hoàng là xám 35 nha. Cái xám này bán 35 ngàn, chất là chất thun gân như vậy nè, chứ không phải là thun xấu nha. Rồi mà cái này thì tới 70kg mặc vừa nữa. Tại vì cái áo này kiểu như khoác trung niên á. Có hai túi hai bên luôn. Xám 35 chốt đơn đi chứ hoàng, có hai túi hai bên nè. Đó kiểu như tuổi như má đồ hay mang á, đúng không? Người lớn đồ hay mang á. Chị nào lái chốt này giúp Hoàng nha. Đây 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 đây. Đẹp hen. Rồi 35 ngàn cái khoác. Chốt này giúp Hoàng là xám 35 nha. Xám 35 ngàn. Đó. Xám 35 nha. Hai cái đen trơn ok cho Trang Lê nè. Bộ đùi nhiêu ký vừa chị? Dưới 60kg là vừa em. 40kg đến 60kg là vừa cái bộ đùi đó. 40kg đến 60kg cho chị mượn bộ đi thơ. 40kg đến 60kg là mang vừa cái bộ đùi này nha. Bộ đùi. Bộ đùi 33 ngàn. Bộ đùi 33 ngàn chốt đơn mấy chị nha. Bộ đùi 33 ngàn luôn. Đẹp ha. 40kg đến dưới 60kg nha. Quá rẻ luôn. Thiệt sự luôn, không thể rẻ được nữa. Rồi chị nào lái chốt hoài nha. Áo khoác xám này thì 35 ngàn. Như tuổi trung niên như má đồ thích mang lắm luôn á. Người lớn á. Áo này là gọi là áo khoác trung niên này, 35 ngàn. Ok xám 35 ok cho con bé Ánh Thùy Nguyễn. Xám 35 ngàn, coi thử còn cái nào không thả vô kho, coi thử xót cái áo khoác trung niên này mang ra cho chị xã đi. Cái này hoàn bán 45, bây giờ xả mấy chị 35 luôn. Rất là ngon nha, xài áo khoác thì rất là ngon luôn á. Đã lắm. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Mấy chị chờ Hoàng coi thử có còn không. Cái này chỉ chốt cho Ánh Thùy Nguyễn thôi, còn không biết có còn không. Còn mới chốt tiếp được. Còn mới chốt tiếp được, hết là thua. Những ngày cuối năm livestream la muốn banh cái cuối học.
Trời ơi, cái gì đây trời? Trời ơi, la muốn xỉu, muốn xỉu. Em đặt qua Tết gửi giùm em được không chị? Cái đó em phải cọc. Mọi người mà muốn hàng đặt á thì phải cọc á. Ok, ủa Kiều Trang Nguyễn, đồ em chị xả mất tiêu rồi em. Đồ em chị xả rồi, tại vì nhân viên chị nói nhắn tin mà không thấy em trả lời nên xả rồi. Một cái xám nữa, ok cho nhạn đoàn nha. Ok, một cái xám nữa, cái nhạn đoàn là có luôn nè. Ánh Thủy Nguyễn có cái xám nè, nhạn đoàn có cái xám nè. Mi Trung Võ nè, ok nè, ghé shop lấy ok nè. Mấy chị mà muốn mà ra Tết lấy hàng á là phải cọc mới mấy chị mới giữ đơn được. Rồi chị nào còn không thì ra Tết là mình mua, ra Tết mình mua mấy chị. Rồi chị nào là chốt là giúp Hoàng Gấu Vàng này, bộ ngố nhà hàng xe mấy chị 35 luôn. Bộ ngố 35.000. Mấy chị khách mới đặt hàng là nhớ cho Hoàng thông tin địa chỉ luôn. Thông tin địa chỉ số điện thoại luôn. Form này là 58 cái trở lại mặt vừa. Gấu Vàng 35.000. Gấu Vàng 35.000 sale nha. Gấu Vàng 35 ok cho bé Thanh Hồng Nguyễn. Chỉ có khách cũ là người ta đặt, người ta không cho thông tin thôi mấy chị, tại vì Hoàng biết hết rồi. Cô chủ nhỏ là bé Ít Mị này đúng không? Ít Mị này ngày hôm qua chị Hoàng báo đơn là chưa thấy em rep á. Chị Hoàng dồn thêm đơn nha. Chiều nhớ rep tin hoặc là nghe máy để chị Hoàng chốt đơn đi hàng luôn nha. Ít Mị nha. Bộ đùi 60kg cũng được em. Bộ đùi 60kg là cao cao là cũng được. Mét 57, 58 ok. Bộ đùi á. Ba cái áo khoác hả? Ok cho Vui Nguyễn. Ba áo khoác 3 màu em hen. Ba áo khoác 3 màu ha. Để chị Hoàng lựa cho em ba áo khoác 3 màu. Coi thử em có chuyện không nghe. Một màu nè, hai màu nè, còn cái màu gì nữa không thả? Áo khoác này nè, áo khoác ba cái ba màu rồi ok. Ba cái ba màu vậy ha. Ba cái ba màu này được không bé? Bé Vui Nguyễn nè. Ba cái khoác ba màu nha. Giày đẹp ha. Có 105.000 ba cái khoác nè. Gì rẻ ồn vậy? Rẻ ồn vậy. Rồi bỏ ra trăm. Cái này là áo khoác trung niên. Gấu Vàng 35 ok cho Như Ý Đặng. Gấu trong đây là vừa lộn bị lũng với đùi trong đây này Thảo này. Xíu nữa chia ra giúp chị. Gấu là toàn bộ là mình về là có ba màu đó hả chị? Đúng rồi, nhưng có ba màu đó thì sao? Với có màu xanh nữa nè. Em muốn bỏ bớt cái nào thì bỏ. Cái này là xanh. Rồi cái này là xám lợt. Xám lợt chị vừa like đó là xám đậm với hồng à. Có như đó chứ mấy. Rồi gấu vàng ok nè. Gấu vàng này là cho Như Ý Đặng này. Rồi cái bộ gấu này thậm chí 60kg vẫn mặc vừa. Mấy chị nói là thun 3D cao cấp. Mấy chị coi hàng 70kg mà hàng trồng vô nó cũng vẫn được luôn nè. Hàng 70kg á nha. Nè hàng trồng vô cũng vẫn muốn được luôn. Nhưng mà tư vấn mấy chị là cỡ 58, 57, 58kg trở lại thôi cho đẹp. Mấy chị biết là hàng 70kg mà. Cái này là thun lạnh 3D á không? Nó chất nó coi giãn kinh khủng khiếp luôn. Vải đẹp ghê lắm luôn á. Này nè mà xe có 35.000 á. Tại vì nó là thun 3D cao cấp á. Bỏ xám lượt lấy xanh nha. À ok ok. Rồi là ba cái áo này đẹp. Rồi nha. Còn nước giặt mà, dạ nước giặt em hết rồi chị. Nước giặt bây giờ em có loại khác thôi. Cái loại xe 55.000 em bị hết rồi. Rồi có một cái hồng này mấy chị này. Mấy chị chốt em hồng đậm 35.000. Hồng đậm 35.000 nha, chốt đơn đi giúp em. Hồng đậm 35.000. Hồng đậm 35.000 chốt đơn đi giúp Hoàng nha mấy chị nha. Đẹp ha. Mua cái giày kéo không á là hết tiền rồi. Còn được cái áo khoác có 35.000 mà vải dày đẹp hen. Đúng ha. Trời ai tin mà cái áo khoác này 35.000 trời. Tào lao. Bán tào lô bí đô hết sức luôn. Khi nào xe bánh kẹo thì còn ít lắm. Cho áo khoác đồ Nguyễn Thúy Loan cho em số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Em mới biết là em chốt đơn được không, em mới lên đơn chứ mấy chị khách mới mà. Mấy chị khách mới cho đâu có thông tin số điện thoại gì đâu, em không có chốt đơn mấy chị ơi. Rồi cái này hồng đậm chốt đi giúp em. Có hai cái túi hai bên mà có dây kéo bảo vệ luôn. Cái này gọi là khoác này là kiểu như hơi trung niên á, thích lắm. Thích lắm, màu hồng này trẻ cũng mang vừa nha. Cái này đi lao động đồ sướng hen. Chị nào lái chốt Hoàng là hồng đậm 35 nha. Hồng đậm 35, 40kg đến 65kg mang vừa. Chị nào lấy hồng đậm chốt Hoàng hồng đậm dày cui luôn. 35.000 bạc à. Rồi rẻ như cho. Đi ra chợ đi đâu khắp miền đất nước cũng có. Mà cái vải này dày đẹp ha. Cái này là mình để lại bữa nữa shop xong là mình treo lên là y bài luôn. Tệ cũng bán được 50.000 nữa chứ. Rồi còn một cái xám lợt mấy chị nè. Hồng đậm ok cho Mi Trung Võ nè. Hồng đậm có một cái thôi nha mấy chị nha. Còn cái xám lợt nữa. Chị nào lấy xám lợt thì bảo em xám lợt. Xám lợt này em còn cái xám lợt nha. Nè xám lợt này em còn cái 35.000. Rồi xám đậm này.
ý áo khoác sọc đó sau lưng Hoài dồn đơn vỡ hằng ha. À, áo khoác sọc dồn đơn chị vỡ hằng ha. Chị, cái áo khoác hồng của em á có dây kéo ở ngoài không? Có chứ em. Tất cả khoác chống nắng là đều có dây kéo ở ngoài hết đó em. Rồi cái này là xám đậm nè, chị nào lấy xám đậm chốt xám đậm. Áo khoác chống nắng là cái nào cũng có dây kéo lên xuống hết á. Chị nào lấy chốt này chú Hoài là xám đậm nữa là hết nha. Áo khoác này là 35 nha. Áo khoác sọc sau lưng á hả? Bọc điện thoại đúng rồi, áo khoác chống nắng là bắt buộc nó có cái đó hết. Áo khoác sọc sau lưng á Dung, con ra sao Dung lấy chị like cái. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là khoác 35 nha. Là còn màu xám đậm với màu xám lược nữa, chị nào lấy chốt thôi nhớ Hoàng. Gấu vàng này Hoàng còn 2-3 bộ nè. Gấu vàng này còn 2-3 bộ, chị nào muốn lấy thì chốt nha. 35 ngàn bộ ngố, 45 giờ xả 35 luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cao nói chung là 70kg thì Hoàng không biết á, nhưng mà đảm bảo 60kg mà cao cao xíu là mặc vừa hết luôn. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng. Không, áo khoác mà, áo khoác sọc quá. Mấy chị khách mới phải đặt hàng, phải có thông tin số điện thoại em mới lên đơn mấy chị ơi. Còn nha, xoài mới ớt còn mấy hũ á. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là gấu vàng 35. Gấu vàng 35 nha. Xoài mướn ớt còn mấy hũ á. Cái này là mấy chị chốt lên giúp Hoàng này. Sọc lớn nha. Áo này là 65kg trở lại mặc vừa thôi. Sọc lớn 65.000. Sọc lớn 65.000. Sọc cam 65.000. Cái sọc này mình hết màu rồi hả em? Mình hết màu rồi hả Dung? Cái sọc này mình hết màu rồi hả Dung? Sọc cam nha. Sọc cam mấy chị, sọc cam. Sọc cam với lại sọc lớn thôi, em chỉ có còn hai cái áo sọc này thôi, hết rồi. Sọc sọc này còn không em? Hết rồi hả? Hết hay còn? Em chỉ còn với lại sọc sọc đỏ nè, với sọc xanh ngọc nè, còn bốn cái. Sọc cam vỏ hàng ok nè. Chị Nguyễn Thúy Loan này là dồn đơn với chị vỏ hàng nè. Em còn cái sọc sọc xanh ngọc nữa nè. Có cái sọc đỏ đâu dưới chân em á. Chị vừa mới thấy nó xót xót ra đó. Bột thông cống không chị? Có, còn được 2-3 hũ gì đó. Rồi chị nào lấy xanh ngọc, nhưng mà cái kia của em là chị xả rồi em. Mấy chị mà Hoàng mà báo đơn mà mấy chị im lặng là Hoàng xả liền. Tại vì nhiều người năn nỉ mua không có, mà người có thì ví dụ như mấy chị nói là mai em ra lấy hay mốt em ra lấy hay là khi nào ra lấy đó, mấy chị phải trả lời tiếng Hoàng mới để. Chứ còn mấy chị im lặng Hoàng xả liền. Để mà nhân viên nó chụp hình nó gửi qua, mấy chị im lặng Hoàng xả. Chị nào lấy chốt Hoàng mà xả hoài là lần sau Hoàng không có bán nữa đâu. Cái đó vỏ hằng hả? Đúng đúng rồi, thì em dồn đơn vô chị vỏ hằng đó. Chị Nguyễn Thúy Loan là dồn đơn vô chị vỏ hằng đúng không? Rồi cái này là sọc xanh ngọc mấy chị nè. Sọc xanh ngọc nha. Phải lòng mấy giặt cũng còn mấy bị á. Xíu nữa em xe cho mấy chị. Rồi cái này mấy chị chốt lên giúp Hoàng là sọc đỏ. Rồi mấy chị khách mới đặt hàng phải cho thông tin cho mấy chị vô. Mấy chị cứ cho xem cái này, cho xem cái kia, em không có cho xem. Tại vì mấy chị biết nè, nay là cận Tết rồi, đâu có biết là mình có phát được hàng hay không. Ủa cắm điện còn nha Trang Huyền nha. Sọc xanh ngọc ok cho chị Nguyễn Thúy Loan nè. Bây giờ chị sale hết thì hết em. Sale hết là hết. Rồi mấy chị chốt cho chú Hoàng là sọc đỏ nha. Rồi sọc là chỉ còn nhiêu đó, bây giờ Hoàng lên mấy chị nè. Xoài muối ớt còn 5 hũ sale mấy chị 45.000 hũ. Kẹo xoài muối ớt sale mấy chị là 45.000 hũ, còn 5 hũ sale 45.000 hũ nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là kẹo xoài. Chị nào lấy kẹo xoài chốt kẹo xoài. Tất cả những chị đặt hàng ghé lấy á là mấy chị phải có lấy tới lấy. Còn nếu như không lấy lần sau em không chốt nữa. Thứ hai còn những chị khách mới là chị Mùi Phú là em không chốt được. Tại vì chị cứ cho số điện thoại chứ chị đó cho thông tin. Mà thông tin là địa chỉ của chị ở đâu. Phải biết là có đi hàng được không mới chốt mấy chị ơi. Chứ mà không biết ở đâu sao chốt được. Ninh Thuận hả? Ninh Thuận là em cũng không có đi hàng được mấy chị ơi. Ninh Thuận là em không có đi hàng nè. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng mấy chị, Hoàng sẽ like từng thứ nha. Chị nào lấy xoài muối ớt chốt này giúp Hoàng là xoài muối ớt 5 hũ xả giá luôn. Xả giá 45.000 hũ kẹo xoài muối ớt. Rồi nha, cái này là 65.000 xả 45 luôn. Bột thông cống là còn 7 hũ, xe mấy chị là 20.000 hũ luôn. Chị nào lấy mình chốt này giúp Hoàng là bột thông cống. Giá của nó 29 mấy chị biết mà không có bán này. Mà bây giờ chỉ còn mấy hũ thôi, ngày hôm qua cũng một số khách chốt. Nhưng mà alo không nghe máy, hoặc là nhắn tin không trả lời là Hoàng lấy ra hàng ra lại liền. Chứ Hoàng có bao giờ chừa đâu mấy chị. Tự nhiên Hoàng bán hàng không thích năn nỉ mấy chị ơi. Chị đó lấy chốt đi chú Hoàng là bột thông cống 20.000 hũ, bán lỗ chứ không thích năn nỉ. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng
Còn cái này là 7 lòng giặt nè, 7 lòng giặt mấy chị chốt đi giúp Hoàng, 25 ngàn gói. 7 lòng máy giặt chốt đi giúp Hoàng, làm sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ hết trong lòng máy giặt này ha. Rồi giúp cho vi khuẩn bụi bẩn ở trong lòng máy giặt này nó đẩy ra hết luôn. Rồi để ba hũ chiều ra lấy, mà chiều ra lấy là ra lấy giúp chị nha em nha. Chứ chốt hàng xong mà chị im lặng là lần sau chị không chốt nữa nha em nha. Mà chị còn chửi nữa đó, chị dữ lắm luôn á. Rồi một tẩy lòng máy giặt mấy chị chốt lên chứ Hoàng. Tẩy lòng giặt ok cho Khâm Nhã Tăng. Một tẩy giặt cho Kiều Trang Nguyễn, mấy chị mất thời gian nhân viên lên đơn á. Chị nào mua thì em lên đơn chứ không mua em xả à. Em xả à. Rồi một tẩy lòng giặt ok cho Duyên Đoàn. Cái đó rất là mắc tiền em xả luôn. Cái này là ổ cắm điện chống giật nha. Rồi ngày hôm nay em chơi lớn mấy chị luôn, còn 6-7 ổ gì chứ mấy. Rồi em xả cho mấy chị nghe giá xong mấy chị rung luôn. 52.000 chốt đơn mấy chị. Ổ cắm điện chống giật nha. Mình vừa sạc cái ổ điện thoại vô đây nè, chơi luôn. Chống giật nha. Đây nè. Nó có công tắc này chống giật luôn mấy chị. Chốt em là ổ điện 52.000 chốt đơn. Ổ điện 52.000 chốt đơn. Chị nào lấy ổ điện chốt Hoàng ổ điện. Hai tẩy lòng giặt ok cho Khâm Nhã Tăng có, tẩy lòng máy giặt cho Duyên Đoàn có. Tẩy lòng giặt cho Kiều Trang Nguyễn có, hai giọng tẩy lòng giặt ok ok. Chiều chị ra lấy nha, dạ rồi ok chị Nguyễn My. Rồi ổ điện mấy chị, 52.000 chốt đơn. 52.000 chốt đơn nha, ổ điện cho Trang Lê. Ổ điện cho Trang Huyền Phượng Trần á, là khách mới đặt hàng mình cho luôn thông tin trên một dòng giúp Hoàng mấy chị. Để xem thử là có gửi hàng được vui không. Mua sao đủ đơn chị, ok ổ điện cho chị Tâm Huỳnh. Chị ra lấy chốt đi giúp Hoài nha. Bột thông cống còn 2-3 hũ nữa mấy chị mua đi. Ra ngoài ngày không có ai bán cái giá 20.000 hũ tào lao, biết đâu. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là ổ điện 52 nha. Nhiều đồ lắm, hàng xe xíu mấy chị mua khô máu hết giờ. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là ổ điện nha, chống giật nha. Rồi sale 52.000 ổ luôn. Rồi còn cái gói tẩy lòng máy giặt nè, là sale 25.000 gói. Tẩy lòng máy giặt là sale 25.000 gói, quá rẻ luôn, quá trời đất rẻ. Ổ cắm điện ok cho chị Võ Hằng luôn, Nguyễn Thúy Loan ok. Rồi cái này với chị nè, cái này là bột tẩy lòng máy giặt. Chị nào mà phải có chứ là 2-3 gói. Tại vì biết sao cuối năm á, mình giặt mền, mùng chăn ra gối đệm, cái lòng máy giặt mình nó dơ á, giặt mấy cái đó nó không sạch, mà nó còn hao điện, mà nó còn hao nước nữa, nó mau hư nữa. Mình phải tẩy cho cái lòng máy giặt nó sạch sẽ đi, xong mấy chị mới giặt đồ nó mới ok được. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em nha. Còn cái này là xoài muối ớt em sale 45.000. Rồi em cho chị hũ bột thông cống thì Hoàng sale 20.000. Sale rẻ hết tại vì còn có mỗi thứ còn có tẹo, có teo à, xả hết mấy chị. Nên là quá rẻ luôn. Chị nào lấy mình chốt lên với Hoàng nha. Đây bột thông cống. Cái này Hoàng bán là 29.000, chị nào cũng mua cũng biết hết á. Kể cả mấy chị trên thị trấn mà mua nhiều cũng không có giá này. Em á hả, 2 tỷ là mấy giặt có rồi, thêm cần ơi chị Hoàng chốt rồi. Rồi chị nào lấy cái gì mình comment lên giúp Hoàng nha. Chị nào lấy cái gì mình comment lên giúp Hoàng. Rồi em cái bông tẩy trang á, còn ít lắm mang cho chị xem cho khách đi em. Bông tẩy trang mấy chị, Hoàng xem mấy chị là 29.000 gói bông tẩy trang luôn. Hoàng bán 39 giờ xem mấy chị 29 luôn nha. Còn có 5-6 gói bông tẩy trang thôi. Cái hàng này là được tới 222 miếng bông tẩy trang luôn mấy chị. Xài là bao thích luôn. Mà phụ nữ là mình phải có bông tẩy trang, đi đâu về cái mình đổ một miếng nước ra, mình lau hết cái mặt mình đi sạch sẽ vô cùng. Rồi tối trước khi thoa kem mình cũng xài nữa. Chị nào lấy bông tẩy trang mình comment cho Hoàng là bông tẩy trang sale 29.000 nha. Một gói bông tẩy trang chốt lên giúp Hoàng mấy chị, còn mấy gói thôi xả luôn. Rồi em ơi còn có hai bị gì đó, chè dưỡng nhan á, còn hai bị đúng không, thôi xả luôn đi cho hết luôn. Rồi xong mấy chị, cái gì mà còn 1-2 cái xả hết đây. Em cứ nhìn thấy trong cái kho nhà mình mà cái gì còn 1-2 cái đem ra chị xả lỗ đứt lứa luôn cho xong. Chị nào lấy chốt Hoàng là bông tẩy trang 29.000 nha. Rồi cái này chè dưỡng nhan mấy chị, Hoàng bán lỗ mấy chị luôn 40.000 bị, còn 3 bị chứ không phải 2. Tại vì có một khách không đủ đơn, bé nhân viên lôi ra đó nữa kìa. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là chè dưỡng nhan 40.000 bị luôn. Trời ơi, mua chai chè dưỡng nhan 15.000 á hả. Cái này nấu ra được mười mấy chai á mấy chị. Nấu mười mấy chai luôn. Chè dưỡng nhan nha. Mình tự nấu là mình rửa các nguyên liệu sạch sẽ mình nấu. Nó vừa đảm bảo vệ sinh nữa. Ngon ha, thơm luôn ha. Đúng không? Rất là thơm luôn. Mấy cái nguyên liệu này nó thơm lắm. Mụ nội ơi, tao quýnh mày giờ. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là chè dưỡng nhan. Nếu mà cũng ráng dành với khách lấy về rồi nói chưa nấu. Nhưng mà không có, giờ ngày mai ngày mốt mình nghỉ Tết rồi mình sẽ nấu nè. Mình nấu xong mình bỏ tủ lạnh, mình đóng một cái chai mình bỏ tủ lạnh Tết mình ăn cho nó mát, nó khỏi táo bón, nhuận tràn nữa. Chị nào lấy chốt đây chè dưỡng nhan nha. Còn cái gạo lứt á, gạo lứt rong em một chè ok cho thêm trồng Hoàng, còn một chè nữa mấy chị.
cái gạo lứt đó cũng còn 3 bị thôi thằng xã mấy chị luôn, 45.000 bị luôn. Gạo lứt rong biển nha, gạo lứt rong biển hoàn còn có 3 bị thôi mấy chị. Rồi xe cho mấy chị luôn là 45.000 bị gạo lứt rong biển nửa ký nha. Router em còn có một chè. À hình như ngày hôm qua con bé một mình hay ai có chè mà không đủ đơn á đúng không? Đó thì đẩy qua cho router. Rồi ok, router là hết chè rồi mấy chị, hết chè nha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi rồi ok, đợi em xíu chị. Rồi chị nào lái chốt em là cái này là cơm gạo lứt với rong biển. Gạo lứt với rong biển em bán 45.000 luôn. Cái mấy cái này là còn một hai gói em xả lỗ luôn á. Ê chứ mình bán cả mấy trăm gói mình có lời rồi, giờ còn một hai gói để chi đi. Rồi bán lỗ đi còn hơn là để ra rồi ngoài ngày rồi bán cho ai. Một gạo lứt ok cho router. Chị nào lấy gạo lứt chốt hoặc là gạo lứt nha. Rồi còn một gói gạo lứt cúng cùi cuối cùng, cúng cùi. Chị nào lấy chốt đi chú Hoàng hả? Không có ai có đó, chị nhớ vậy á, hồi sáng chị nhìn thấy. Vậy hả? Trên đó cúp điện hả? Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng, hồi sáng á chị nhìn thấy cái bị của ai để trong góc kìa mà em nói chị là không đủ đơn, nó có gạo lứt á. Dưỡng môi hả? Bây giờ chị có cái son dưỡng môi. Ừ, ổ hồng nó bị hết rồi, giờ có son dưỡng. Thấy em không, một gạo lứt có khăm nhã tăng chốt rồi, rồi router chốt rồi, nhưng mà vẫn còn một gói cho chị, gói kẹo me đi thơ. Kẹo me này giờ xả mấy chị luôn. Chị nào có đơn em mới bán nha, kẹo me này thơ này, gói kẹo me nha. Chị nào có đơn Hoàng mới chốt luôn, giá 15.000. Em ơi em đưa cho chị đi. À chị Lê Thùy Dương ha. Để đến nhưng mà chị không tới lấy thì chị xả qua cho. Đưa cho chị cái điện thoại đi để chị in phiếu ra cho em kiểm hàng cho khỏi sót, không phải cái điện thoại iPhone á. Kẹo me 15.000 nha mấy chị nha. Kẹo me 15.000 chốt đơn lên me Thái nha. Xả luôn 15.000, tiền có điện thoại cho chị đem, chị thì chị in phiếu á, em mới chốt được hàng chứ. Chứ không lấy màu nấu là màu ở kia. Không chốt bị sót đơn hết. Kẹo me nha, xả luôn 15.000. Hai gói kẹo me Thái luôn. Một gói 15.000 chứ không phải hai gói 15.000 đâu. Một gói 15.000. Bán một gói 25.000 mà giờ sale một gói 15.000 luôn mấy chị. Hai kẹo me ok, Ánh Thùy Nguyễn ok, chị Cúc ok, Duyên Đoàn. Kẹo me hàng Thái Lan nha, mấy chị lên mạng mấy chị gõ đây. Me Thái nè, Amiri nè. Hàng này bán ngoài thị trường 25.000 cái gói kẹo me nha. Coi thoải mái em. Dùng. Rồi nhưng đi xỉu luôn tại chỗ luôn. Mình dùng mày mình xỉu lên. Mình sẽ té ra mình xỉu ngay lập tức. Thì đó mình xỉu không? Ngon mà bên ta tao lẫm. Thì nó đóng cửa lại là vậy đó. Thì đó. Cái đầm á hả? Cái đầm lụa hả? Em hai kẹo me mua cho đủ đơn đi hàng. Chị sale nhiều lắm. Kẹo me này chị nhập vô là 19.000, thề với mọi người luôn. Giờ trưa chưa ăn cơm trưa nó láo chết liền. Nhập vô 19.000 á. Bán ra mới đầu là 45.000 hai gói vậy. Cái bóp 69.000. Chị nào lấy chốt hoặc là gạo lứt nha. Gạo lứt cơm cháy còn được một bị. Em ơi táo đỏ Hàn Quốc có phải là mình còn 1-2 kg chỗ đó không Thảo? Thì thôi xả luôn đi, 70.000 ký táo đỏ Hàn Quốc luôn. Còn có 1-2 kg gì đó thôi xả luôn. Rồi chị nào lái chốt hoặc là táo đỏ Hàn Quốc là còn 1 kg, 2 kg, 3 kg là hết hả? Rồi xả luôn 70.000 luôn. 69.000 ký táo đỏ Hàn Quốc. 69.000 ký táo đỏ Hàn Quốc, ưu tiên cho khách cũ nha. Ưu tiên cho khách cũ. Cái khách mới lỡ với chị bơm hàng cực lắm, ưu tiên cho khách cũ. Bán lỗ thì mình sẽ ưu tiên cho khách cũ để cho khách cũ á là chắc chắn mua hàng 100%. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nha. Chị nào lái chốt Hoàng là táo đỏ Hàn Quốc, một hộp như vậy là 1 kg, 69.000 luôn. Rồi bán xong muốn bán nhà luôn. Đây 69.000. Chị nào lái chốt Hoàng là táo đỏ Hàn Quốc. Nhà mà nó có cái hộp đựng luôn. Cái này là thôi chứ, thiệt em nói thiệt với chị, em bán lỗ. Cuối năm rồi giờ em bán lỗ luôn nha, chứ không có 3 hộp là đủ rồi, 3 người đủ luôn rồi. Chị router ok, hoa giấy và Ánh Thùy Nguyễn hết. Vui quá, ồ hô vui quá, ha sa ha là vui. Rồi hết mấy chị.
Em bán lỗ nha, em vui là vì em hết rồi. Làm gì mà chịu không nổi. À may hàng á hả? Thì cái bây giờ còn chị thì bây giờ chị bán é quá chị xả được, chị phải vui chứ sao? Có tiền trả tiền cho nhân viên. Có tiền trả tiền cho nhân viên. Chứ không là xỉu luôn. Rồi chị nào lấy chốt hoặc là táo đỏ Hàn Quốc, hình như còn ký của con bé kia không đủ đơn luôn kìa. Còn một ký nữa chị mua lấy hốt hốt giùm tôi cảm ơn. Còn bị gạo lứt nè mấy chị. Cái này em nhập vô 55.000 mà đăng vậy em bán lỗ có 45.000 mà đăng không ai mua giùm em. Em còn bị nữa đăng không ai mua giùm em. Em năn nỉ các chị mua giùm em. Rồi bây giờ các chị tiếp tục cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây ta? Để em coi thử em xả cái gì ta. À cồn, còn mấy chai cồn chỗ kia xả đi. Cồn nha. Cho em táo đỏ với gạo lứt hả? Rồi ok cho bà bé Huỳnh Hương. Là nãy giờ thương chị tôi lấy em gạo lứt nhưng mà con bé Huỳnh Hương kia lấy luôn rồi thôi hết luôn. Khỏi năn nỉ rô tơ luôn. Cái này là cồn nha. 38.000 chai. 38.000 chai cồn nữa. Không có lùm. 38.000 chai cồn 70 độ là 1 lít nha. Rồi xả luôn còn 5 chai. Phải xả hết ăn Tết nó mới được với chị. Bây giờ mà hàng nó nhiều quá tiền đâu trả nhân viên. À, hôm qua chị quên lấy 2 hộp khẩu trang, chị ghé lấy. Dạ đâu ok chị Trần Chính. À chị nào mua khẩu trang thì mua đi nha. Chắc em đóng cửa mấy chị đừng bu hàng rào. Mấy chị kêu em cái em khổ ghê. Em khổ ghê á. Mấy năm cũng rứa đó em không có năm nay em nghỉ sớm hơn năm ngoái. Năm ngoái 26 Tết em mới nghỉ lần. Năm nay cái chắc hết ngày mai cái em nghỉ. Cái xong mấy chị bu cửa mấy chị kêu em quá trời. Mà năm nay lại em ở 2-3 chỗ. Mấy chị không bao giờ biết em ở chỗ nào đâu. Mấy chị kêu em không được đâu. Nên là giờ em xả rẻ mấy chị mua đây rồi mấy chị ghé lấy đi. Cho đến khi mà em hết rồi cái mấy chị đường bu cửa kêu em lúc nữa còn hàng em cũng muốn bán em đâu biết ở đâu đâu. Rồi mấy chị chốt này giúp em là cồn nha. 38.000 chai cồn. 38.000 chai cồn. Tết rồi mấy chị mua 2-3 chai dự trữ. Thiệt. Đây nè, cồn này em đang xài luôn, mua 2-3 chai dự trữ mấy chị nè. Đó, nè, cồn ha, mình sát khuẩn tay. Mình đi chợ rồi về mình sát khuẩn tay. Tại vì F0 bây giờ ngoài thị trường nhiều lắm. F0 bây giờ ngoài cộng đồng nhiều lắm. Chị nào lái chốt lên giúp em nha. Chị nào lái comment lấy giúp em là cồn. Dầu xanh đó em, dầu gió nước xanh đó. Còn có mấy chai thì đưa đây cho chị luôn đi. 3 lính một set vớ hoa cốc tỉnh Đồng Nai. Dạ Đồng Nai em hết nhận đơn được rồi mấy chị. Em giờ em chỉ còn bán được cho mấy chị khách ghé nè. Ví dụ như các chị khách này nè, đó, nhưng mà bác sẽ khách ghé của nhà em đặt hàng xong giờ bà xuống bà lấy hàng rồi mới mua thêm hàng ví dụ gì đi, hay là mấy chị trong tỉnh Bình Thuận đi, chứ mà bây giờ mà khách xa ship không được. Me Lào bây giờ còn mấy hũ xả luôn đi. Me Lào đi cơ Thảo, còn mấy hũ xả luôn. Cái dầu xanh này là còn có nhiêu đây chai hả em? 20.000 chai. Cái này là một lớp này là 6 chai với cái này còn 2 chai là 8 chai chứ nhiêu. 20.000 chai dầu xanh luôn, còn đúng 8 chai cuối cùng. Còn đúng 8 chai này là hết sạch luôn hả Thảo? Trong kho lại mang hết ra luôn rồi hả? Dạ. Rồi chị nào lấy chốt thôi à nha. Dầu xanh 2 nắp. Dầu xanh 2 nắp nha. Sale luôn 20.000 chai. Còn 8 chai cuối cùng chị nào lấy chốt thôi. Dầu ok cho duyên rồi. Rồi cái này là Me Lào. Sale luôn 47.000 luôn. Me Lào 47.000. Me Lào 47.000 ok. Duyên đoàn ok. Me Lào 47.000. Hũ Me Lào. Chị ơi, chị em ghé ở ngã ba ngân hàng lấy đồ hả chị? Đúng rồi, Hoàng đang ở ngã ba ngân hàng mà. Shop trên đó đã xây xong đâu. Nếu như xây xong thì Hoàng làm gì mà nghỉ vào giờ này. Giờ mà xây xong á hả? Nếu như mà trên đó mà giờ mà xây xong á, Loan ha, là treo ra mà gần chợ nữa thì thôi chứ bán đến chiều 29 Tết còn chưa đóng cửa được. Chính vì là trên đó á, chưa có xong cho nên là mới ở đây bán nó ế sắp mặt ra. Đó, tại vì nhập đồ nhiều là mình tưởng tượng là mình bán hết cho cái khách ship rồi. Lúc đó em sẽ treo lên em với nhân viên. Tại vì gần chợ, cái shop mới của em là gần chợ mấy chị. Đã lắm, thiệt bán thuyên đêm luôn. Nhưng mà xui bài là cái shop chưa xong, cho nên là vẫn còn ở chỗ cũ. Ép một mặt ra, bán lỗ thí tổ luôn đây nè. Hai dầu xanh mấy chị. Ok chị Cúc Nguyễn. Một dầu cho bé Kiều Trang Nguyễn. Một Me Lào cho bé Ánh Thùy Nguyễn. Hai dầu xanh cho Dung bỏ hình như dầu xanh hết. Rồi chị nào lấy giờ trả giá chị Hoàng 2 hộp 90 luôn. Ok đúng rồi. Ai lấy 2 hũ Me Lào bán cũng 90.000. Lấy thêm một dầu ai biết sởn hết rồi em mà chị bấm phiếu nữa thôi chứ có mấy hũ rồi nè. Rồi ai lấy 2 hũ Me Lào bán 90.000 luôn, chơi luôn kệ nó. Giá nhiêu cũng bán hết. Bây giờ mọi người cứ bán như ở chợ đi. Ai mà mua nhiều thì cứ trả giá, mà mua ít đừng trả giá nha. Thà mua nhiều quá thì mà khách cũ mới được trả chứ khách mới không có trả giá thì phải chuyển khoản.
chứ trả giá mua xong là không nhận hàng chết tổ luôn. Hai me lào bán luôn 90.000 luôn, thích là chiều, thích là chiều. Giờ bán ế quá rồi, ế quá. Ai ok ok, bấm phiếu em hai hộp ok ok cho router. Hoàng thiệt mấy chị cho 45 ngày Hoàng đi nhập không được đó nha, chơi chơi luôn. Bố mặt cười còn không chị, còn không em, nhờ bao nhiêu bán á mấy chị thích trả cứ trả nha, cứ vui vẻ lên đi. Thiệt, mình cứ như ra chợ mua đó. Rồi chị nào lái chốt em là me lào, hai hũ là 90.000. Ủa, đưa ra mà. Hai hũ 90.000. Bán xung xỉu luôn á. Ok, ế quá. Ế đây, đồ ế đây. Rồi cái gố mặt cười nè. Gố mặt cười nè, sale luôn. Mấy thân gố mặt cười giờ bán lỗ luôn, cũng không biết luôn. Gố mặt cười giờ bán lỗ đại 45.000 đi. À, em có hai dầu không chị hả? Thì chị sẽ cố gắng chốt cho em hai dầu ha. Tại vì còn có 8 chai dầu mà quá trời khách mà chị chốt ở dưới á, chị không biết là có đủ hay không. Thì nếu như bà mà cần nữ thì ok, anh Thùy Nguyễn chị thêm một me rồi ok bà nhỏ nha. Đúng rồi, thêm một me nè. Rồi cái này là ngố mặt cười nè. Hàng này á, trên Shopee với Lazada bán là mấy chị thấy là 120.000 bộ chi nữa đúng không? Rõ ràng. Rồi hàng xem mấy chị luôn, 45.000 luôn. Rồi lái chốt, 60kg trở lại mang vừa bỏ tiền vô có nó rớt nghe Dung. Rớt bay tiền cái Dung đừng hốt nghe Dung. Dung đừng cái chơi cái trò mà tung tiền này. Như thử là hai me ok có dầu nha, Dung Võ có dầu, Kiều Trang Nguyễn có me. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nè mấy chị nè, bộ ngố mặt cười 40kg đến 60kg mang vừa xả 45.000 luôn. Ngố mặt cười 45.000 tại còn có mấy bộ à, thôi bán đại luôn đi, lỗ kinh lắm luôn rồi đó, lỗ muốn khóc. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha, chị nào lái comment lên đây, rồi lỗ chốt luôn. Ờ ok chị cảm ơn like nha. Ngố mặt cười Phương Trang khách mới không chốt được mấy chị, khách mới đặt hàng là mình phải cho luôn số điện thoại địa chỉ trên một dòng. Trên cái bộ cái mình comment đặt hàng là mình cho luôn số điện thoại với địa chỉ luôn, Hoàng nhắm phát được cái Hoàng chốt đơn cho, mà không phát được Hoàng báo mấy chị ra đi làm me. Ra đi làm củ kiệu, đi nấu cơm trưa làm chi làm thiệt mà. Bây giờ Hoàng muốn bán nhưng gửi không được răng. Ở bánh cuốn nóng á chị hả? Ở bánh cuốn nóng á chị là bánh cuốn nóng á chị hả? À Phương Trang là bánh cuốn nóng hả? Nhưng mà bây giờ không có ai đi giao hết trơn. Bây giờ chị không có ai đi giao, em xuống shop chị lấy thì mới được. Chứ chị ba con nhỏ nhân viên ngơ ngơ này không có đứa nào không đi giao hết trơn á. Người ta đuổi việc con Dung trước. Không biết đường đi giao ta đuổi việc mặt con Dung. Rồi 70kg không có vừa đây. 70kg không có vừa. Cái này dưới 60kg mặt vừa thôi. Chị nào lấy rồi ok ok. Phương Trang là ghé lấy ok ok. Cái này 45.000 nha, gố mặt cười này 45.000. Chị nào lấy chốt Hoàng gố mặt cười 45.000. 70kg là nhà mình không có đồ gì vừa 70kg luôn. 70kg là trừ khi em mua áo phơm rộng với lại cái quần u mì hoặc quần lính đồ thì có khi còn bon chen xà beng được chút đỉnh. Chứ mấy cái ngố này 70kg nào vừa. 70kg là đi mặc đồ big size giống Hoàng này. Bán cái này cho mấy chị từ cái năm ngoái năm xưa bán cho mấy chị được 75.000 cho mấy, nhưng mà bây giờ mình cần mặc mình phải đi mua tới 100 mấy chục ngàn, nhân viên Hoàng nó biết nè. 70kg đó là không còn đồ để mặc đâu. 70kg là mua thuốc giảm cân uống á, thiệt khỏi mặc đồ, mình cứ khỏi mặc đồ đi, cứ mua thuốc giảm cân uống. Hai hộp me á bà. Rồi mấy chị, rồi bây giờ tiếp tục mấy chị nè, like cái gì đây? Ê, chị thấy cái quần đuổi á, mình còn mấy cái quần đuổi mua rồi, đưa đây chị xả cho khách cái quần đuổi hơi bị đẹp hấp dẫn mua rồi. Quần đuổi đó, rồi xả lỗ mấy chị luôn, quần đuổi nha. Có quần này là phải đuổi ốc rộng, sang chảnh luôn, rồi xả mấy chị giá sóc luôn, quần đuổi nha. Xả nghe giá xong mấy chị xỉu luôn, không hốt là hết. Đuổi 30.000 chốt đơn. Đuổi 30.000 cái đuổi này thì 65 67kg mặc được nè. Chứ Hoàng từ đó giờ mặc dù 70kg Hoàng mặc, chứ Hoàng cũng không bao giờ bao khách 70kg nhưng mà trúng cái bà lùn nữa thì thôi cũng chịu. Hoàng thì 70kg Hoàng vẫn mặc bình thường. Cô Loan á 70kg cô Loan cũng mặc bình thường luôn, nhưng mà đâu có dám bao cho mấy bà khác 70kg đâu. Lỡ cái bà đó bả lùn rồi là sao, đúng không? Bả mặc cái vùi khỉ gì đó rồi bả bắt đền rồi làm sao. Trời ơi, đã bán lỗ rồi còn bị bắt đền nữa, khổ. Cho nên là không có dám bao mấy chị ha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là quần đuổi nha. Đây quần đuổi ống rộng này sang chảnh lắm. Cái này mặc với áo thun trời nó siêu dễ thương luôn mấy bà, xả luôn 30.000. Ủa cái này bữa chị bán 39.000 hả? Giờ xả 30.000 lỗ lắm luôn á. Chất vải đuổi nha mấy chị nha. 40kg đến 65kg là ok con dê luôn. Vải đuổi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là đuổi 30. Đuổi 30.000 nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là đuổi 30. 65kg là vừa đó. Còn 70kg Hoàng cũng mặc vừa, cô Loan 70kg cô Loan cũng mặc đẹp luôn. Nhưng mà đó là những người có chiều cao. Chứ còn mấy chị lùn lùn ai mà biết, hên xui. Cái mặt không vừa nữa, cái thấy tổ luôn. Chị nào lái chốt Hoàng là đuổi nha, 30.000. Trời ơi là trời.
quá rẻ luôn. Cao 1m57 em, chị cao 1m57. Nhưng mà quan trọng là ngày trước á là chị có đi tập aerobic, rồi chị cũng có thoa tan mỡ bụng đó. Người chị béo nhưng mà cái bụng chị á, tính ra mà cái người 70kg á Dung ha, cái bụng người ta vậy nè. Nhưng mà cái ngực chị thì cũng nhỏ xíu, mà cái bụng chị cũng không có to bằng mấy cái người béo luôn. Cái người mà 70kg mấy chị nhìn thấy cái ngực của người ta thôi là mấy chị tưởng như là cái con, cái quả dưa hấu đập vào á, em nói thiệt mà. Nhưng mà Hoàng mặc dù cho con bú chứ mà ngực cũng teo luôn, mà bụng thì không béo lắm nha, mà 70kg á, cao có 1m57 thôi. Chị biết béo cái nào không? Cái mông thôi. Thiệt. Cho nên là mấy chị lùn, mấy chị đừng, mấy chị lùn là mấy chị em cao hơn sợ quần ngắn. Cô Loan cái con cao 1m6 mấy đúng không? Cô Loan cũng cao hơn chị, có mặt cũng đẹp bình thường. Nói chung là lùn lùn thì cái mông mình nó ngắn lại. Nói chung là tùy mọi người thích làm gì làm. Ai thích làm gì làm Hoàng không biết mấy chị nha. Ai nhắm là được được thì mình mua hàng giá rẻ, Hoàng không bao bất cứ một cái điều gì hết á. Cho nên đâu cho kiểm hàng đâu. Chứ bây giờ kiểm hàng cái mấy bà lấy cái quần mấy bà gồm mặc vô nữa, trời ơi. Tí ơi chết luôn á. Bán 30 ngàn cái mấy bà mặc vô cái quần nó giãn ra xong mấy bà trả về nữa. Mất hết cả chì lẫn chài tù lô. Không bao giờ cho coi. Hoàng là không có coi cái gì hết á. Ngày xưa chồng cưới Hoàng, Hoàng cũng gài hàng ổng. Mình không có coi gì hết á. Lỡ mình nó coi xong rồi lỡ là hồi nhỏ mình đi xe đạp, lỡ mình mất trinh đi, bây giờ nó coi xong nó nói ê không có trinh không cưới rồi chết mẹ luôn. Tào lao, cưới đi về coi, Hoàng không có coi gì hết á mấy chị. Cho nên giờ Hoàng bán đồ cũng cứ theo cái thần thái đó, không có coi. Mấy chị nào thích là cưới đi rồi coi. Hoàng quần áo vậy đó, mua về xong coi, còn không có coi gì hết. Mà chồng Hoàng cũng phải chơi hàng gài luôn, coi. Ai biết được, nhiều khi rủi ro. Ví dụ như giờ mấy chị nè, cái đồ này mấy chị coi, cái mấy chị mặc vô đúng không, gặp chúng chị béo á, rồi bà ráng mà mặc cái quần tôi vô nó giãn hết cái chỉ này ra, xong bà nói mặc không vừa trả lại, rồi cái quần nó lủng luôn, rồi bán không được cha hết trơn, mất luôn 30 ngàn, mất tiền ship. Tào lao, thà mấy chị cứ mua đi, mặc không vừa thì lần sau đừng có mua nữa, vậy thôi chứ Hoàng đâu có lừa đảo. Hoàng vẫn là quần này, vẫn là y gửi đúng y mẫu vậy, đúng không, không có lừa gì hết. Còn ông chồng Hoàng, ông cưới Hoàng về, ông nói chứ tại sao không tin, ai biết. Lúc nhỏ đi xe đột, nó té. Tập xe đột, nó té. Mà hồi xưa đâu phải có xe đột như bây giờ. Đi thì đi chiếc xe đột dàn ngang. Mà hồi mới tập đi xe đột thì đâu có biết đường, mà đột phải trèo lên cái dốc, thả cho nó chạy xuống, nó té phát nhăn răng, rách màng trinh, hết trinh. Chứ chứ ai quen thằng nào đâu biết. Không quen thằng nào, mất trinh ai biết. Rủi ro ngoài ý muốn, cưới rồi ráng chịu. Không chịu, buộc chịu. Không chia tiền cưới ra đây. Đó là em giờ em cũng y vậy, em làm mấy chị em không coi gì hết trơn á, coi là hư hỏng hết hàng hóa, coi là chấm mút rồi hư hỏng hết hàng hóa rồi cũng không lấy nữa, rồi ế chồng người ta sao. Tào lao, mấy cái cha nội mà hắn hay dụ lắm, mấy cái cha anh coi miếng đi má, coi xong má chấm mút xong hư hỏng hết hàng hóa xong má cũng không cưới tôi luôn, tôi ở giá luôn hả chị. Là má ra má kể, bây giờ nó ghê lắm. Ngày xưa là không có, kiểu như không có điện thoại, không có internet đó mấy chị. Còn bây giờ có điện thoại internet, má coi má chấm mút kèm theo má quay video nữa. Bữa má tống tiền tôi nữa, tiền đâu có đưa mấy má. Bây giờ mà nó mà rủ mi á, mà vô cái bụi nào là mới phải kiểm tra chỗ đó có camera không. Tắt hết điện thoại, tối đen, tối thùi nữa đó. Nó quay đã thấy màu đen không thôi. Nó quay không được cái gì, chứ nó quay được cái bữa nó tống tiền nữa. Nó không yêu, nó còn quay để nó tống tiền nữa. Nó nói ê sao mày có đưa tiền là tao không, tao lộ clip nóng, tao ớn cái vụ đó nên em không có coi vậy. Còn giờ mình là vợ nó mà đưa cho thiên hạ coi là nó quê cái mặt nó nên nó đâu dám đưa. Chứ còn người yêu là nó chơi ba cái tống tiền, em sợ lắm mấy chị, em không có chơi. Em là em chơi hàng gài không à, nó chịu không chịu thôi. Rồi đây clear mấy chị, em còn chai tím chai hồng, mỗi thứ còn hai chai nha, em xả mấy chị 70 ngàn chai luôn. 70 ngàn chai mấy chị nha, 70 ngàn chai nha. Chị nào lấy chốt lên giúp em nha, chị nào lấy khờm em lên giúp em. 70 ngàn chai. Chai này là clear màu hồng, này là clear hoa anh đào, còn cái clear màu tím này là clear dưỡng tóc mấy chị. Không biết là chị nào giống em không chứ em là vậy đó mấy chị, tính em là nó y chang vậy luôn á, thiệt. Ở ngoài đời hay là trên livestream hay là cái gì đó, nó cũng chính là em y chang vậy luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha, clear tím clear hồng em xả giá 70 ngàn chai luôn, xả lỗ mấy chị. Rồi ok, hai chai clear cho bà bé thêm trần. Dâu gọi chị Phạm Thịnh, chị lấy cái màu nào chị? Lấy tím hay là lấy hồng? Lấy hồng hay lấy tím? Lấy tím hay lấy hồng? Hay là lấy cả hai? Đó, chị nào lấy cái gì là mấy chị cứ comment lên cho em. Chị nào lấy cái gì mấy chị cứ comment lên giúp em nha. Rồi em chốt đơn cho. Bán lỗ chết tổ. Mà cũng phải bán nữa.
khổ bây giờ không có tiền trả nhân viên. Dầu gội hồng ok cho chị Phạm Thịnh, tiền thì không có mà phải trả cho mấy bà nhỏ. Rồi chị cảm ơn các bé Lê Thanh nha, chúc là bé Lê Thanh ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn cục cưng ủng hộ chị Hoàng suốt một năm qua. Bé Lê Thanh ở Bình Dương. Rồi chị nào lấy chốt em là clear kèm màu vô, ưng màu gì thì ưng, không ưng thì cũng ưng đại đi. Rồi còn mấy cái chai sữa tắm nước hoa Nhật đúng không? Có mấy chai thôi hả? Sữa tắm nước hoa của Nhật còn mấy chai, thời khắc này em bán với cái giá mà khủng hoảng tinh thần luôn mấy chị. Hàng đó là hàng Thái chuẩn luôn mấy chị. Cái đó là hàng Thái chuẩn luôn. Giá gốc của nó là hình như là 170, 180 gì đó. Giờ em xả mấy chị 40 ngàn luôn. 12 chai tất cả hả? Rồi xả 40 ngàn luôn. Hàng này xả xong là khắp tiếng miên Campuchia luôn. Hàng này là sữa tắm nước hoa của Nhật mấy chị nha. Sữa tắm hương nước hoa Nhật mấy chị nè. Sữa tắm hương nước hoa Nhật nha, 170 ngàn á mấy chị. Trời ơi. Rồi em share cho mấy chị luôn. Nó phiên ra tiếng Việt cho mấy chị nha. Nó phiên ra tiếng Việt. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em 40 ngàn luôn. Mấy chị chốt em là sữa tắm 40 ngàn. Ok, dầu gội 70 là duyên đoàn là lấy cái màu gì em? Tím hay hồng, hồng hay tím? Rồi chị nào lái chốt em là sữa tắm 40 ngàn luôn. Sữa tắm hương nước hoa của Nhật nha. Có mấy chai thôi à. Rồi em xả lỗ luôn 40 ngàn chai. Ok, cho dung vỏ này. Quá thơm luôn. Quá thơm luôn. Duyên đoàn á là lấy dầu gội màu hồng á em nha. Chị nào lấy chốt hoài. Mấy chị khách mới đặt hàng là mấy chị phải cho số điện thoại địa chỉ luôn. Em nhắm ship được em mới ship kìa. Chứ mấy chị đặt hàng không chưa được. Sơ mi trắng canh bao nhiêu ký mặt vừa vậy để em lấy nói dùng viên lấy tốn sữa tắm ok duyên đoàn. Phương Trang hả? À Phương Trang ok. Rồi áo sơ mi màu trắng đi em. Rồi chị nào lấy sữa tắm rồi báo em sữa tắm nha. Cái áo sơ mi dễ thương dễ đau giờ rớt ra vậy bà nhỏ. Trời ơi em sale luôn mấy chị luôn. Giá sốc tận ốc luôn. 25 ngàn luôn. Form này là 57-58 cái trở lại mặc được sơ mi trắng. Chân váy này em sale mấy chị 20 ngàn luôn. Nguyên cái set này 45 ngàn. Ôi trời ơi má ơi. Dưới 55kg mấy chị mặc vừa. Set này set công sở luôn. Em mà đi làm công sở là em sẽ xí cái set này em mặc. Mà thôi nếu như mấy chị ở bên đạo mấy chị hay đi nhà thờ mình mặc cái này cũng đẹp nữa ha. Em thích á, thiệt, nó rất là sang chảnh luôn ha, thiệt ha. Sữa tắm ok cho Kiều Trang Nguyễn. Sữa tắm em có rồi nhưng mà duyên đoàn em chốt ít thôi, khách mới mình mua ít thôi. Khách mới là mua ít thôi bà nhỏ. La Di hả, La Di em không có nhận đơn mấy chị ơi. La Di em không có nhận đơn. Tại vì mấy chị biết sao, La Di bây giờ bưu cục Viettel nó nghỉ rồi. Em gửi bưu điện phí ship cao lắm. Em gửi phí ship của bưu điện nó cao lắm. Rồi không có lời bao nhiêu mà bây giờ lỡ mấy chị không có nhận hàng nó thấy mẹ luôn. Em rồi bây giờ em ớn lắm. Em bây giờ em chỉ sợ nhất là bị bơm thôi. Bơm anh cũng bơm. Dầu gội xâm siêu còn chị xâm siêu hàng Thái thôi chứ hàng Việt hết rồi. Xâm siêu Thái Lai. Em mua Thái không? Mua Thái dúi không? Chị Hoàng Lai. Đây sơ mi nè, dễ thương ha. Có xâm siêu hàng Thái thôi nha. Chứ xâm siêu hàng Việt là hết rồi. Bà nhỏ ơi, xâm siêu hàng Thái Lan chứ hàng Việt là hết rồi. Bây giờ mấy chị mua cái gì mấy chị mua giùm Hoàng đi. Cô cảm ơn mấy chị nhiều lắm luôn. Rồi cái áo loan này nè, giờ Hoàng xả mấy chị luôn. Áo loan này giờ Hoàng xả mấy chị 25 ngàn bạc luôn. Áo loan này bán lỗ chết luôn. Lúc nhận về 28-29 ngàn rồi giờ bán có 25 ngàn là sao? Là sao? Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Loan ok. Rồi đợi chị Hoàng xíu. Loan mấy chị phôm rộng tay lỡ này, loan xanh nha. Phôm rộng tay lỡ là Hoàng không có báo số ký mấy chị. Có gì em cọc cạc cho. Ừ vậy nghe vậy cũng chị cũng mừng nữa. Giống như chị ngày hôm qua Vân Võ á, mới đầu nói chứ chị ơi khách mới chị đừng có mua nhiều. Mà nó em cứ yên tâm đi, chốt hàng xong báo qua chị Ben Kinh liền. Mà đúng thiệt, báo qua Ben Kinh liền mấy chị. Thiệt có nhiều chị khách rất là mát tay, không nói sợ mấy chị đâu. Tại vì người ta mà người ta cọc em người ta cũng chả sợ em lừa. Mà em cũng không có ngu gì em lừa. Ê lừa mấy chị có mấy trăm thì làm được cái chi. Rồi kho hàng của mình bạc tỷ mà mình đi lừa mấy trăm ngàn rồi xong rồi sao mình dám bán nữa trời. Tào lao. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Cái này là theo luôn nha. Ê con vịt theo nhưng dễ thương ha. Loan xanh mấy chị phôm rộng tay lỡ xả giá 25 ngàn. 40-65kg mặt vừa nha. Loan xanh mấy chị chốt đi giúp Hoàng là loan xanh. Xâm siêu đây. Xâm siêu giờ Hoàng xả luôn 65 ngàn luôn. Xâm siêu này Hoàng xả luôn 65 ngàn. Xâm siêu hàng Thái xả 65. Chị My kìa. Mấy chị trên tòa án xuống á. Nhưng mà mấy chị làm tòa án á, mấy chị khách của chị đó, bữa nào mới có ly hôn thì mới liên hệ chị My. Ủa
thì chị năm nay em bán hàng hết sớm á chị My à. Em vừa mới nói với cái chị My đó ở tòa án á, rồi có gì thì mẹ nó chưa cưới chồng, em nói có chị bữa nữa ly hôn thì liên hệ chị My. Chị giấy bạc chị My thì đó thì chị đó làm ở tòa án thị trấn mình đó, mày có ly hôn phân chia tài sản nghe khó xử quá. Chồng nó có cuộc không lấy chồng sản luôn, khỏi dám lấy chồng luôn. Rồi mấy chị xâm siêu nào hoàng xe cho mấy chị 65.000 chai nha, màu vàng với màu cam, chị nào lãi chốt đi chú Hoàng. Nước rửa tay còn mấy chai em để chị xe cho cắt cỏ hoàn toàn làm cái bộ công nhân viên không ạ. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha mấy chị nha, chị nào lái khờm em đây giúp Hoàng. Màu cam với màu vàng, cái này là xum siêu hàng Thái nhà hàng xã luôn á. Gội khô tóc không chị? Xum siêu mà gội khô tóc gì em? Xum siêu là nó là chuyên về dưỡng tóc mà sao khô được. Chị nào mà hỏi xum siêu khô tóc là tào lao, mình phải hỏi là xum siêu nó có làm gầu không thì còn được. Tại vì cái nhánh cái da nào mà gầu đúng không, dễ tạo gầu, mình gọi xum siêu nó nhanh lên gầu lắm. Tại vì nó dưỡng nhiều thì nó sẽ mau tạo cái lớp gầu. Khô tóc là trừ khi mình xài thằng Head Day Shoulder hoặc là thằng Clear. Nhưng mà Clear đó Clear bạc hà rồi thôi, chứ mấy cái Clear dưỡng này nó cũng không có khô tóc. Mà khô tóc là cơ bản là do cọng tóc mình nó yếu, chứ cũng không phải do dầu gội đâu. Tóc mình khỏe mình gọi cái gì cũng được hết á, nhưng mà tóc mình nó yếu á hay là nó khô á thì mình mới chọn cái những cái thằng mà có dưỡng chất nhiều đó. Rồi chị nào lấy, rồi chị nào lấy chốt Hoàng. Loan xanh là hả? Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng nha. Cái này gầu gội xum siêu hàng xã 65.000 luôn, cái này là 75.000 xã 65 nha, màu vàng với màu cam với màu vàng. Chị nào muốn xài loại nào xài, cái này hàng chủ của Thái luôn. Chị nào lấy chốt đi chú Hoàng nha. Nước rửa tay đây, nước rửa tay hàng xe 35.000, giá bán là 52.000 nha. Mấy chị khách mới đặt hàng là phải có thông tin số điện thoại hết á, không có thông tin Hoàng không có lên đơn được mấy chị. Rồi xe mấy chị 35.000 nha, bây giờ xả luôn 32.000 rồi nghỉ luôn đi. Áo khoác màu đỏ đô ngoài sao bao nhiêu ký vừa chị? Đỏ đô hả? Đô áo khoác đỏ đô hả? 65 7 mấy ký cũng mặc, 70 ký trở lại không có đâu, 68 ký trở lại đi cho nó chắc. Rồi nước rửa tay nha, hai xâm siêu ok cho bé thêm trần, hai xâm siêu hai màu. Nước rửa tay thì chốt màu đây, xả mấy chị 32.000 luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoài nha. Màu đỏ nè, màu xanh nè, màu hồng, màu vàng chốt này. Năm nay em nghỉ, năm nay em nghỉ Tết sớm. Anh Hiếu anh đang bị F0 rồi nữa trên nhà trên á. Dạ. À, ý là em cũng muốn bán tiếp mà bây giờ tự nhiên nhà hai ba chỗ rồi không dọn dẹp được. Với lại bây giờ em bán cho khách ship hết rồi thôi, lỡ rồi em nghỉ luôn á. Nên giờ em cũng xả lỗ đại luôn nè. Nước rửa tay chốc màu vô đi em. Chốc màu vô đi Kiều Trang Nguyễn, màu gì em? Màu vàng này á là chanh. Dạ, chứ này em đóng cửa chị My. Cái này là màu hồng này, màu đỏ này là dâu, màu hồng này là hoa lưu ly, màu xanh này là hương táo. Cái nào cũng thơm hết trơn, nước rửa tay nha. 52.000 chai, xả mấy chị luôn á, 32.000 luôn. 32.000 chốt đơn đi, có 4 màu thì lựa thoải mái, muốn lựa nhiêu lựa. Rồi chị nào lấy cá nhân mà nó một hộp nó đủ kích cỡ. Đâu hết luôn á. Lần này em bán xả hết rồi, cách đây cỡ tuần là em livestream em bán xả, em livestream ngày đêm luôn mà. Giờ còn ít rồi em xả luôn. Tại vì Tết năm nay nguyên một năm rồi, dịch đâu có về quê ngoại đâu. Cái Tết này về ngoại á. Rồi cái này hoàng xe 60.000 rồi mấy chị này, áo khoác trong ngắn nha. Hồng và xanh ok cho Kiều Trang Nguyễn. Cái này em mặc cũng vừa nữa, em 70kg em mặc cũng vừa. Nhưng mà tư vấn mấy chị khách thì cỡ tầm là 60 mấy ký thôi. Chứ Hoàng 70kg Hoàng cũng vặt vừa thoải mái. 60.000 cái khoác chống nắng mấy chị nha, cái màu này màu đỏ rượu. Rẻ mà, đúng không chị My ha? Cái này rẻ ồm luôn. Không mà bữa nay còn gọn. 70kg á. Vang cái cân vô. Còn sao nhìn ốm. Em 70kg lận. Không lấy màu đỏ này được. Đỏ rượu mấy chị ơi, đỏ rượu 60.000 chị nào lấy chốt cho mấy chị. Cái màu này màu đỏ rượu chứ không phải đỏ đô đâu, mà nó cũng nói chung là cũng như đỏ đô cũng như đỏ rượu. Cái này còn nhiều không em? Rồi lấy ra chị đi, rồi chị chốt cho khách đi. Em 70kg á. Nè chị mày coi đi. Em mà trừ em ốm mới lạ, em ốm y như con heo nữa. Nè. Nè. 70kg. Ừ, nói bạn thấy chị này chị gọn hơn chị ha. Tại nó cao hòn à. Ờ, hàng chị thấy cái chân chị nó còn dài thòn thấy không? Chị mét 64. À, hàng chị em có mét 57, hàng chị ngang lùn tủn nè. Con sâu ép kìa. Đây nữa là chị còn mặc đẹp hơn em nữa. Thôi, bà thử hả? Chị thử đi. Thử vừa thì ok, ok nè.
nước rửa tay hồng cho hoa bị ngạn là lúc nãy có đơn rồi đúng không? Ok. Hoa bị ngạn chưa có đơn hả? Chưa có đơn chị Hoài không có chốt nha. Rồi ok, bao bành là cái màu đỏ này nè. Bao bành là cái màu đỏ giống chị nè. Rồi Nguyễn Thúy Loan là một cái luôn nè. Ok nè. Có 60 ngàn cái em xả luôn cho rồi. Ok nè, bao bành nè. Dầu gội nam hết rồi. Dầu gội nam bị hết rồi. Rồi chị nào lấy đỏ rượu nó chốt hoàng đỏ rượu nha. Dầu gội vàng xum siêu ok cho Kiều. Chị My hơi chật hả? 80 kg lận. Một chút cỡ. Chị My mặc qua cái màu đỏ thử coi, nhiều khi cái màu xanh nó chật cho cái màu đỏ nó em cảm giác nó rộng hơn á nè. Màu xanh này nó không vô nổi á. Chị lấy cái màu đỏ rượu này đi. Thấy cái màu đỏ rượu cái chị My mặc được á. Không để cho tôi xỏ xuống. Chị một chai hồng nữa có không em? Nguyễn Huệ. Một chai hồng là một chai gì á chị Nguyễn Huệ? Chai hồng là chai gì chị? Xanh đen à. Á chị đi đâu cũng thích xanh đen. Ở cái màu chị. Một chai tẩy hồng. Chị một chai tẩy hồng mà chai tẩy ok á ha. Nguyễn Huệ là đỏ rượu ok chị. Em một áo khoác đỏ ok cho Thiên Kim. Tẩy hồng còn mấy chai xíu nữa hàng sale cho. Tẩy hồng còn mấy chai xíu nữa hàng sale. Màu đỏ chị My mặc vừa không? Không chọt. Cũng hơi chật luôn hả? Tại 80kg thì cũng hơi chật ha. Lên tới 10kg lận. Giờ chị My lên thêm 10kg nữa hả? Hồi đó giờ 80. Chứ chưa lần mua chị My giảm á hả? Chưa. Có cách mua giảm được không ta? Lấy em một chai nha, tẩy hồng hả? Ok. Đó. Này rẻ, này rẻ lắm. Tẩy hồng còn mấy chai mang qua cho chị sale đi em. Tẩy hồng hồi chị còn mấy chai, còn mấy chai nè. Cái này là đỏ rượu mấy chị. 70kg là bà ok. Hoài 70kg vặt vẫn rộng rãi luôn. Ha. Ăn cũng hết. Rẻ mà chị ha. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là tẩy hồng. Còn mấy chai hàng xã giá 30.000 chai luôn. Mấy chị chốt hoàng là tẩy hồng nha. 45.000 xây 30.000 luôn. Cái này là tẩy toilet bồn cầu tẩy hồng nha. Chị nào lấy chốt hoàng là tẩy hồng nè. Đây nè. Nước tẩy toilet sạch như mới xuất xứ Thái Lan nha mấy chị nha. Hàng Thái. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là tẩy hồng. Thể tích là 960ml luôn. Rồi chị nào lấy chốt là giúp Hoàng nha. Tẩy hồng, chị nào lấy tẩy hồng, chốt hoàng tẩy hồng. Lấy em chai sữa tắm con ngựa hàng Thái hả? Rồi chị nào lấy tẩy hồng, chốt tẩy hồng. Còn mấy chai nữa hàng xã luôn mấy chị á, 30.000 chai. Chị nào lấy comment tẩy hồng nha. Em ơi nước hoa, quên sữa tắm con ngựa mà có tặng thêm kèm sữa rửa mặt con ngựa. À đây hả? Mua. Hết bóp bánh răng rồi quá. Dạ em xả bóp bánh răng. Dạ rồi em biết rồi chị Nguyễn Huệ ơi. Nước rửa chén á hả? 28.000 chai, 2 chai 55.000. 2 chai 55.000 á chị Nguyễn Huệ. À tẩy hồng ok. Lấy cái này hay lấy cái bị món. Lấy bị món. Cái bị món giờ phê chồng ha. Cái này nè, hồi sale 75.000 mấy chị. Cái này là sữa tắm ngựa, lắp tặng thêm. Dạ một cỡ chị, áo khoác này một cỡ. Rồi hàng sale mấy chị luôn, 75.000. Lâu lâu nó mới có phần quà tặng nè. Mấy chị hỏi con bé gì ta Lữ Nhã nó có mua đang xem livestream nè. Bình thường là hàng bán cái chai này là 79.000. Nó không bao giờ nó có tặng kèm bất cứ một cái gì đó. Lâu lâu thì có một cái lô nó tặng kèm cho mình. Có tiếp này là sữa rửa mặt hình chi luôn. Là sữa tắm ngựa nâu. Tặng thêm này. Lấy cái này đúng không em Thiên Kim ơi? Thiên Kim đúng không? Nước rửa chén hả? Ok. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Sữa tắm ngựa nâu sale 75.000 luôn. Cho chị một chai nước rửa chén Thái đi bê. Hả? Tẩy hồng. Mấy chị đặt hàng mấy chị phải cho em thông tin là gồm có địa chỉ luôn. Em coi khu vực đó có ship được không em mới lên đơn. Chứ mấy chị cho số điện thoại không được. Cái này là nước rửa chén hàng Thái Lan nha mấy chị nha. 28.000 một chai. 2 chai 55.000. Cái này là giá ngoài thị trường người ta cũng bán là cỡ 35-37.000 chai. À dạ em cảm ơn chị My, dạ em cảm ơn chị. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng nha. Nước rửa chén, một chai 28.000, 2 chai 55.000. Dạ. Cái nâu này hết sử dụng hả? Dạ. Cho nha. Dạ chị My lấy đây. Có ý là nó còn đung đưa không mà. Nói chung là mình đưa tay thôi chứ còn là đưa bằng máy thì nó bị hư rồi. Mấy cái hộp này là nó rồi nó là cho giờ cho bỏ em biết vô. Nên nói chung là đưa bình thường, lúc em live stream mẹ chồng em vẫn ra đây ngồi đương giao tay bằng cái đó đó. Rồi, nói chung là ngồi. À dạ dạ chị mới lấy đi. Ở gần
lòng gà cậu. Dạ dạ lấy đi chị My. Cái nồi đó em vẫn đưa mẹ, anh mẹ chồng em ảnh đưa dao tay ngủ bớt thất thì đó. Thôi em bán hàng ngoài đây rồi anh mẹ chồng em ảnh đưa dao tay đó nên em để đó luôn á chứ. Mấy bữa giờ em để đó. À dạ dạ chị. Rồi cái đó gấp lại chị à. Cái chút chị cái đó gấp lại được. Đó gấp lại được. Đó là gấp lại. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Hay là mày mày tính xin cho con mày, không mắc mày chớp chớp. Chứ tao tao không đẻ nữa. Tao ợn tợi ập rồi. Mà ơi tao không thịt đè nữa. Đè bây giờ nha, hồi đó 50 kg, đẻ xong con seri lên 60 kg, đẻ xong con dao tay lên 70 kg, mà giờ đẻ thêm một đứa lên 80 kg là tao đẻ 5 đứa là tao lên tạ rồi, tao bố tao không dám đẻ nữa. Mấy thôi tao khỏi đẻ đi. Mắc mớ phải đẻ miết ghê vậy. Chứ như chị Thảo mày nó đẻ xong phát nó vẫn hot girl. Đó là gái một con trong mòn con mắt á, mày nhắm làm được như chị Thảo mày làm, còn mày làm như tao. Hả? Như chị Thảo khỏe tân hả? Đúng rồi. Chị nào lấy chốt hoàng là nước rửa chén nha. Chị nào lấy nước rửa chén, chốt hoàng là nước rửa chén nè. Ủa ai lấy nước rửa chén rồi mấy chị nhớ comment lại nha. Một chai hay hai chai comment lại giúp Hoàng để Hoàng, để Hoàng bấm phiếu nhân viên nó soạn hàng cho mấy chị. Nói xàm, nói xí. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Cái thảm chân là mình có còn trong kho không? Thảm chân hả, mình còn được mấy cặp á. Chị nào muốn lấy thảm chân thì chốt với chị nha. Ngàn năm mới có một, em xã có 35.000 cặp thảm chân, nó rẻ mình như choa luôn. Thôi bột ngọt Thái Lan còn mấy gói xả luôn đi. Tao bây giờ tao chỉ muốn tiền thôi à. Trời ơi, tiền ở đâu, mi ở đâu. Sao tao bỏ ra, tao bỏ ra 1 tỷ bạc để tao nhập hàng, tao bán đến cuối năm tao vẫn chưa thấy tiền ở đâu vậy. Giờ tao sẽ bán luôn con Dung, tao lấy tiền quá trời ơi là trời. Rồi bột ngọt Thái Lan nha quý vị nha. Cái này là bột ngọt Thái, bị này là nửa ký. Em xả luôn 40.000, tại còn mấy bị em xả lỗ luôn 40.000. Chị nào lấy hốt nhanh hốt lẹ. Đây là bột ngọt Thái Lan, hạn sử dụng là đến năm 2024 mấy chị nha. Nha, đến năm 2024, tại cái này em mới nhập về Tết nay mà. Nhưng mà giờ em thích tiền quá trời luôn. Em xả luôn với chị. Chốt lại giúp em là bột ngọt Thái, bột bị này nửa ký, tặng kèm cho mình cái muỗng luôn. Hàng này là bán rất là cao với chị. Giờ em xả lỗ mấy chị luôn. 40.000 có bột ngọt nửa ký, chị nào lấy khờm lên giúp em là bột ngọt nha. Mấy chị cứ để dành ăn từ từ, bột ngọt Thái không phải dễ mua đâu. Bình thường mấy chị phải qua tới Thái Lan siêu thị Bixi của Thái Lan mấy chị mới mua được á. Rồi chị nào lấy chốt em là bột ngọt nha. Bột ngọt nè mấy chị. Rồi khoác chống nắng đen hả? Mình có khoác chống nắng đen không vậy Dung? À cái đó là tím đen á, kiểu như là nói chung là nó là tím đen á em à, chứ không phải là đen thui đâu ba bạn. Nó là kiểu như là màu tím đen như vậy em, chứ không phải là đen thui thùi lùi ha, tím đen. Em có lấy thì bảo chị 60.000 luôn. Rồi cho chị cái xanh đậm, rồi cho chị cái xanh rêu đi cho bé ba bạn nó coi, thích lấy nào lấy. Đây là xanh đậm này 60.000. Áo khoác chống nắng ấy, chị nào muốn mua nữa thì chốt Hoàng nha. Xanh đậm chốt lên giúp Hoàng 60.000. Tím đen nha, thì xanh đậm nha. Màu rêu này, rêu 60.000, rêu này đẹp lắm, rêu này dày lắm. Nguyễn Hiền, à, nước rửa chén là hai chai là 55.000. Hai chai 55.000. Chị Nguyễn Hiền này em nhận đơn này, nhưng mà chị phải lựa đủ đơn em mới gửi đơn 100.000 em mới chốt gửi được mấy chị. Chết hơn lại không chốt nữa được đâu. Mấy chị mua đơn 100.000 giúp em trở lên nha. Màu rêu ok cho bé bo bành. Màu rêu này chị Hoàng có cái để ngồi kia kìa. Màu rêu là siêu dày và siêu đẹp. Màu rêu nha. Đúng rồi, còn màu vàng, màu đỏ gì mang xuống chị Hoàng vô. Màu cam, màu chi đó. Chị đo lái chốt đi giúp Hoàng nha. Nước rửa chén là đây nè. Nước rửa chén Thái Lan nha. Nước rửa chén Thái Lan. Mấy chị khách mới đừng hỏi em trả lời mấy chị. Tại vì bây giờ ở sát Tết rồi. À, ai đặt hàng thì cho số điện thoại địa chỉ luôn. Chứ bây giờ khách mới em tư vấn từ lưới mấy chị cũng có mua chi đâu. May là mình còn cái chừng nữ hũ á hả. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đưa cho chị mấy cái màu áo khoác khác. Dung rơm. Hai cái là 100 đúng rồi. Đúng rồi, hai cái 115.000 đúng rồi. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Cái này nè mấy chị nè. Chị nào lái chốt Hoàng là loan đen nha. Xem mấy chị 25 luôn. Loan đen xem mấy chị 25 luôn. Cái này là chốt Hoàng là đỏ tươi nè. Đỏ tươi nói là đỏ tươi chứ mở ngoài nó là màu đỏ trẻ đẹp lắm. Đây có dây kéo ở hai bên luôn nha mấy chị nha. Hai dây kéo hai bên luôn. 60.000 cái. Chị nào lấy chốt Hoàng là đỏ tươi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là vàng nha. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng. 60.000 cái. Quá rẻ luôn. Cái màu này là xanh coban nè. Chị nào lấy xanh coban chốt Hoàng là xanh coban nha. Quá rẻ luôn.
hàng nè, Burberry này là thêu luôn, quá rẻ luôn. Một túi trong, hai túi ngoài. Túi ngoài là có khóa dây kéo bảo vệ luôn. 45kg cho đến cỡ tầm là 65-67kg mặc vô tư. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là Loan đen nha mấy chị nha. Loan đen sale mấy chị luôn. Loan đen 25.000 chốt đơn. Loan hồng này sale 25.000 chốt đơn. Rồi mấy chị có mua thêm gì nữa không? Xanh Coban ok cho chị Nguyệt Linh Trương. Xanh Coban ok cho chị Nguyệt Linh Trương. Loan màu đen với loan màu hồng mấy chị 29.000 mà giờ hoàng xã mấy chị 25 hết luôn á. Chị nào lấy chốt Hoàng phôn 40-65kg mặt vừa nha. Cái này là loan màu hồng rồi loan màu đen. Chị nào lấy loan hồng chốt loan hồng, lấy loan đen chốt loan đen mấy chị nha. Còn hai cái này còn xả lỗ luôn mấy chị luôn. Rồi dùng cái bàn chải đánh răng á của em bé, may cho chị cái Thảo. Bàn chải đánh răng của em bé mấy chị nè. Còn cái hộp bao tay ni lông là mình chỉ còn có 4 hộp đó thôi hả. Rồi mấy chị nè, cái này nè, bàn chải đánh răng của em bé nha. Rồi mấy chị hoàn xe cho mấy chị. Cái này là tặng búp bê không? Có búp bê với đồng hồ luôn. Mấy chị muốn lấy cái nào mấy chị lấy. Còn đũa không chị, lấy 20 đôi hả? Rồi ok ok. Dạ rồi ok chị bỏ hàng ok chị em vô cho. Loan đen ok cho bán bo bành 25 ngàn nha. Đũa ok còn 20 đôi bán luôn. Còn 20 đôi ok lấy cho Nguyễn Hệ luôn đi em. Đủ đơn luôn. Rồi cái này là bàn chải đánh răng em bé nha, 30 ngàn cây. Dần xe mấy chị luôn. 15 ngàn cây chốt đơn giúp Hoàng. Chị nào muốn tặng đồng hồ thì comment là bàn chải bé tặng đồng hồ. Chị nào muốn lấy búp bê thì mấy chị comment cho Hoàng là bàn chải bé tặng búp bê. Ở đây búp bê đâu mất dép rồi. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Đây. Chị nào lấy comment đi giúp Hoàng. Bàn chải này của Thái Lan nha, giá là 30 ngàn cây á, vô hàng xe cho mấy chị luôn nè. Đó, đồng hồ này có nhảy giờ. Rồi nghĩ sao 15 ngàn đi mua được con búp bê. Cái bàn chải mềm lắm. Hộp ba tay ni lông ok cho Kiều Trang Nguyễn. Ba tay ni lông còn 4 hộp xả 24 ngàn hộp luôn. Ba tay ni lông cho chị Hoàng hộp đi vô. 24 ngàn một hộp bao tay ni lông. Mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Còn bàn chải đánh răng của bé chị nào mua thì chốt nha. Tặng bàn chải. Cái này là tặng đồng hồ hoặc là tặng con búp bê. Bàn chải đánh răng của Thái nha. Trên đây nó có ghim giá bán luôn trên đây nè. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bao tay ni lông một hộp như vậy là 200 đôi nha. 200 đôi bao tay ni lông sale mấy chị luôn. 24 ngàn chốt đơn. Đúng rồi kia kìa. Dung, chứ nhà mình còn chén bạc không? Chén bạc cho chị đi. Hồi nãy chị My kia chị cũng mua chén bạc hả? Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bao tay ni lông nha. Bao tay ni lông 24.200 đôi á. 200 đôi á mấy chị. Rồi cái này là chén bạc nha. Cho mình xét đồ vàng mới treo hả? Dạ rồi ok đợi cho em xíu. 100 cái chén bạc mấy chị. Em sale cho mấy chị luôn 25 ngàn. 100 cái chén bạc nè. Nướng hầu nè. Nướng mỡ hành. Nói chung là nướng cả thế giới luôn. Ngon ơi là ngon. Rồi sale cho mấy chị giá sốc 25 ngàn chốt đơn. 25 ngàn chốt đơn nha. Mấy chị mua cái gì thì mua đi. Hết hay đến với nhau đêm này. Đó hết đêm nay thôi mấy chị nha. Không anh em nghỉ Tết rồi mấy chị đừng kêu em nha. Mấy chị kêu em không có ở đây em bán đâu. Em sẽ kết thúc cái livestream này. Em sẽ đi lung tung hết. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em. Một cái set màu vàng đẹp nứt cái đất vậy. Set vàng nè. Trời ơi hàng đẹp quá vậy. Sang chảnh ho. Dưới 55kg mặc vừa. Có áo 2 dây không chị hả? Có áo 2 dây. Chiều mai ghé lấy được không hả? Chắc trưa trong nội sáng mai có áo khoác chống nắng màu đẹp. Chính xác áo khoác chống nắng là màu đẹp. Phơm nó cũng đẹp luôn. Áo gối hết đây. Áo gối hết. À, sáng mốt con bé nhân viên nó làm cô dâu. Cho nên là cỡ trưa mai là họ sẽ nghỉ rồi. Làm hết sáng mai nữa là trưa mai sẽ cho tụi nó nghỉ. Cho tụi nó lấy sức buổi chiều. Sáng mai nó làm cô dâu. Đó. Làm hết trưa mai thôi mấy chị. Mấy chị trưa mai ghé lấy giúp em được không? Trưa mai nha. Ông Táo về trời là em cũng về trển luôn. Về trển là em về trên nhà trên đó mấy chị. Chứ em chưa có lên trển đâu. Tại vì em lên trển là ai phục vụ mấy chị để em ở đây. Em nói nhiều vậy thôi chứ em có làm gì ác đâu. Để em ở đây em chơi với chị nha. Em không có thích về trển đâu. Rồi chị nào lái chốt này giúp em nha. Cái này là set vàng này em xem mấy chị là 45 ngàn thôi. Nguyên một set 45 ngàn. Quá xuất sắc. Dạ đúng rồi. Tại vì là em làm tới trưa hôm nay là đơn hàng ngày hôm nay đúng không? Là chiều em xuống đơn thì xuống chốt đơn. Rồi sau đó em còn chốt trong tin nhắn. Rồi nói chung là em xử lý hết. Đến sáng mai là xong hết á. Rồi em nứ luôn. Rồi ok nè, một set 45 chị đổ duyên, một hộp ba tay chị vỏ hàng. Cho nên mấy chị mua cái gì mấy chị mua hết đi. Hết sáng mai là em, trưa mai là ông cúng ông Táo về trời là em cũng sẽ đóng cửa luôn. Nha, rồi em nói chung là mấy chị biết xong, nói thật mấy chị luôn á
là em á, em gửi con dốc dao tay đó cho mẹ chồng coi quanh năm suốt tháng rồi. Bây giờ em phải nghỉ Tết sớm một xíu á, em coi dao tay cho mẹ chồng là dọn dẹp nhà cửa, rồi mẹ chồng đi chợ, rồi sắm sửa đồ Tết nữa. Chứ em bán sát Tết á thì không có được. Thà là hồi đó không có dao tay mấy chị là em bán chơi khô máu luôn. Thiệt, em bán tới 30 Tết cũng vẫn bình thường. Nhưng mà năm nay á, có dao tay nó nhỏ quá thì mình cũng phải nghỉ sớm hơn xíu, để coi dao tay cho ông bà dọn dẹp nhà cửa, bếp núc rồi đi chợ đi búa rồi. Chứ mình bán đến sát Tết rồi ai coi dao tay. Mấy chị thấy trẻ con là nó mệt lắm. Sáng ăn sáng cái xíu nữa, cái ăn quán sữa cái xíu nữa, cái tắm rửa cái xíu nữa, ăn nãy kiến ăn hoài rồi ngủ hoài rồi ai làm được gì đâu. Ok cho chị đổ duyên nước lau sàn vào thằng sale lớn luôn. Hộp ba tay ok Nguyệt Linh Trương ok chị. Cái nước lau sàn hôm nay bán giá sốc mấy chị luôn, 30.000 chai. Nước lau sàn nha, còn mấy chai em bán 30.000 chai. Cái set này cho chị đổ duyên nè, áo khoác chống nắng đẹp đẹp không mấy chị. Mua cái gì mấy chị ráng nói em xả cho mua cho đủ đơn là mai em chốt đi hết luôn là xong luôn, em cũng nghỉ luôn. Đáng lẽ là bưu cục nó hết nhận đơn rồi, em mới nhắn tin cho nó, năn nỉ nó là cho em đi hết hôm nay nữa. Áo khoác chống nắng màu xanh ok cho Lê Vĩ nè. Áo khoác chống nắng màu xanh mua. Dùng. Áo khoác chống nắng màu xanh kia hay răng á, lấy xuống chị Hoàng coi. Có 60.000 à. Cái nước lau sàn đem vô đây giúp chị cái. Nước lau sàn em xả 30.000 chai luôn mấy chị. Cái áo khoác chống nắng này hả Lê Vĩ? Một chai nước rửa tay hồng thêm ok. Mấy chị muốn mua cái gì thêm mấy chị mua. Em mà đóng cửa rồi á là phải cỡ tầm, em đi về ngoại rồi lên lung tung hết là phải cầm cỡ nửa tháng sau mới bắt đầu bán lại mấy chị. Thì lúc đó mấy chị chờ mấy chị xài không có đủ hàng đó, mấy chị đi mua chỗ khác thì nó mắc lắm. Em nói thiệt, không có ai bán rẻ như em đâu mấy chị. Mấy chị mắc công đi mua và sẽ mua mắc hơn rất là nhiều. Em là ở đây em chuyên bán hàng Thái luôn á. Rồi, cái này là cho Lê Vĩ nè. Nước lau sàn là em xả 30.000 chai. Body code em còn mấy hũ chị Hoàng sale đem. Cái gì còn ít thì đem ra chị Hoàng xả cho khách luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng, lau sàn là 30.000 chai. Hàng Thái Lan nha, đậm đặc và siêu thơm luôn. Chứ không phải như hàng Việt đâu, em nói thiệt. Phải mình chê hàng Việt chứ hàng Thái mấy chị xài thử thì mấy chị biết. Rồi, sale 30.000 một chai luôn. Lau sàn nha, 30.000 chai. Đậm đặc cực kỳ luôn mà thơm khủng khiếp luôn. Nó đậm đặc mà mình dốc á, nó không giống như là không muốn chảy được luôn á. Đậm đặc lắm, mà thơm ơi là thơm luôn mấy chị nha. Rồi lấy chốt này giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy khờm em đi giúp Hoàng mấy chị. Thiệt luôn á, màu trắng mà nó cũng thơm ve sầu luôn. Hẹn chị mấy chị đòi không lấy màu trắng là vì mấy chị thấy hàng Việt á, nó lỏng le mà đâu thơm đâu. Nhưng mà màu trắng hàng Thái này thơm ha. Trời ơi thơm như nước hoa vậy mấy chị nè. Coi nó đậm đặc mà em bóp lên như vậy luôn nè. Nó mà nó không chảy ra luôn mấy chị, chốt lên giúp em nha. Rồi lau sàn, chốt lên giúp em là lau sàn. Chị nào lấy lau sàn chốt lau sàn cho em ha, 30.000 chai. 30.000 chai nha mấy chị, nhớ chốt số lượng cho mấy chị. Một lau sàn, hai lau sàn, ba lau sàn, bốn lau sàn, bao nhiêu lau sàn mấy chị comment lên. Rồi cái này là body code thì mấy chị mua để dành từ nay đến Tết, rồi ra Tết mình xài luôn. Ra Tết là không có hàng này đâu, ra Tết là xưởng rồi nó chưa có hoạt động lại đâu. Cái này nè mấy chị nè, cái body code này em cho mấy chị coi cam sao. Cái thằng này là chuyên làm cho Siba, mỗi lần mà Siba nó đặt hàng á là công ty